Chương 939 tiến đều. Ở Trương Huyền dùng sức nghiền áp hạ, cái loại này vô pháp chống cự đau đớn, làm Tôn Nghiêu cả khuôn mặt đều bắt đầu trở nên vặn vẹo lên. Làm ngươi kêu, không nghe thấy sao? Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng. Đứng ở một bên Lâm Thanh Hạm, nhìn thấy Trương Huyền này phiên bộ dáng, trên mặt không cấm lộ ra một mạt lo lắng. Nàng không phải lo lắng Trương Huyền sẽ đã chịu Tôn Nghiêu trả thù, mà là Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Trương Huyền lộ ra dáng vẻ này. Dĩ vãng Trương Huyền, đối mặt địch nhân, cơ hồ đều là lấy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt, nhưng lúc này đây, lại là không ngừng ở tra tấn Tôn Nghiêu. Ở Trương Huyền như vậy tra tấn hạ, Tôn Nghiêu một cái nhà giàu thiếu gia, nơi nào có thể nhịn được, cái gì mặt mũi linh tinh đồ vật, hoàn toàn quẳng đến trên 9 tầng mây, hoàn toàn không màng. Uông, uông, Tôn Nghiêu vẻ mặt thống khổ phát ra hai tiếng cầu kêu. A, sớm như vậy ngoan, không phải thiếu chịu tội sao? Trương Huyền buông ra giẫm trụ Tôn Nghiêu bàn tay kia chỉ chân. Đương Tôn Nghiêu cho rằng ác mộng đã kết thúc, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi khi, Trương Huyền một chân đá vào Tôn Nghiêu bụng, trực tiếp đem Tôn Nghiêu đá đến lướt ngang ra mấy mét xa. Nằm trên mặt đất Tôn Nghiêu, thẳng cảm giác chính mình bụng sắp vỡ ra, cái loại này đau đớn, làm hắn liền tê tiếng la đều phát không ra, cái trán mồ hôi ứa ra, trước mắt tối sầm, cả người chết ngất qua đi. Làm xong này hết thảy, Trương Huyền trên mặt mới một lần nữa lộ ra tươi cười, hướng Ngô tổng đám người phất phất tay, nói, mang lên các người bồi thường khoản, đi tìm bí thư lý làm thủ tục. Ngô tổng đám người nhìn trước mắt hết thảy, đó là mồ hôi lạnh ứa ra, nghe tới Trương Huyền nói sau, một đám cùng tiểu kê thực mễ giống nhau không ngừng gật đầu, ngoan ngoãn đi tìm bí thư lý làm thủ tục. Trương Huyền đi rồi hai bước, bắt lấy Lâm Thanh Hạm tay ngọc, lão bà, đi thôi, về nhà. Lâm Thanh Hạm há miệng thở dốc, muốn nói gì, lại cố kiềm nén lại. Trương Huyền lôi kéo Lâm Thanh Hạm, ở đi ngang qua Tôn Nghiêu bí thư bên cạnh khi, trong mắt thoáng hiện một mặt hàn mang, ra tiếng nói, đương cẩu liền phải có đương cẩu bộ dáng, ta tưởng chủ nhân của ngươi, cũng không nghĩ nhìn đến một con chó, ở liền hắn đều phải kính sợ người trước mặt kêu gào. Tôn Nghiêu bí thư nghe được lời này, thân thể đột nhiên chấn động, ánh mắt giữa xuất hiện trốn tránh sắc thái. Trương Huyền không có nói cái gì nữa, mang theo Lâm Thanh Hạm rời đi. Chờ rời đi công ty, ngồi vào trong xe, Lâm Thanh Hạm rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi, lão công, người hôm nay như thế nào có lớn như vậy phản ứng a? Ghen, Trương Huyền phát động chiếc xe. Lâm Thanh Hạm che miệng cười, thiếu tới ngươi, ngươi vừa mới thật sự đem ta dọa tới rồi. Trương Huyền quay đầu, nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, nhìn chăm chú vào Lâm Thanh Hạm hai mắt, ôn nhu nói, lão bà, ta trước nay đều không phải cái gì thiện tâm người. Trương Huyền này một câu, làm Lâm Thanh Hạm tinh thần nháy mắt xuất hiện hoảng hốt, càng làm cho Lâm Thanh Hạm trong lòng lộp bộp một chút. Đúng vậy, hắn trước nay đều không phải cái gì thiện tâm người, thật muốn thiện tâm, lại như thế nào sẽ bị người tôn sùng là quân vương, trưởng quản quang minh đảo, thật muốn thiện tâm, lại có thể nào ở thị tộc ức hiếp chung sống sót, hắn ôn nhu, bất quá là chỉ cho chính mình mà thôi, ở chính mình trước mặt, hắn vẫn luôn đều thu liếm chính mình hành vi, nhưng loại này thu liếm, thật sự sẽ cho hắn mang đến ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại Lâm Thanh Hạm, đã là không phải lúc trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, nàng hiểu biết thế giới ngầm tàn khốc, hiểu biết thị tộc pháp tắc, đồng thời cũng có thể nghĩ đến, lấy Trương Huyền hiện tại thân phận cùng địa vị, đang âm thầm, nhất định có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn, hắn bất luận cái gì hành động, hắn xử lý mỗi một sự kiện, đều đại biểu thái độ của hắn, mà thái độ này, có thể ảnh hưởng đồ vật thật sự là quá nhiều quá nhiều. Lâm Thanh Hạm không có lại nói khác, nàng vươn nhu đề, phản nắm lấy Trương Huyền bàn tay to, lão công, cảm ơn ngươi. Hai ta chi gian, còn nói cái gì tạ đâu? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, lão bà, ta cùng ngươi nói này đó, chỉ là muốn cho ngươi biết, ta cũng không có biến, cũng sẽ không thay đổi. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, nhắm lại miệng, mắt nhìn phía trước. Trương Huyền phát động chiếc xe, dưới thân này chiếc chạy băng băng, giống như liệp báo giống nhau vụt ra. Trương Huyền lái xe chạy về phía chợ bán thức ăn. Ở Trương Huyền còn cùng Lâm Thanh Hạm thảo luận buổi tối nên ăn chút gì đó thời điểm, Lâm Thanh Hạm nhận được một hồi điện thoại. Ta đã biết, hiện tại liền đi. Lâm Thanh Hạm cắt đứt điện thoại. Lão công, trực tiếp đi sân bay đi, ra ra cái kia ân nhân, khả năng liền phải không được, ra ra tính toán hiện tại liền chạy đến Đô Thành. Hảo. Trương Huyền gật gật đầu, trực tiếp thay đổi phương hướng, thẳng đến sân bay mà đi. Ngân Châu sân bay. Lâm thị ở trong đó chiếm hữu không ít cổ phần, có một cái Lâm thị chuyên môn thông đạo,
Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đã đến sau, căn bản không có xếp hàng, thẳng đến đăng ký khẩu mà đi, này đăng ký khẩu, cũng là thông hướng Lâm thị tư nhân phi cơ. Đương Trương Huyền đi vào trên phi cơ khi, nhìn đến Lâm Chính Nam, Lâm Kiến Vũ, bao gồm Lâm Xuyên, cùng với con báo đầu, Lâm Thanh Hạm đại cô cùng nhị cô, còn có Tự Huyền và mẫu thân, đều tới rồi. Đương nhìn thấy Trương Huyền sau, trừ bỏ Lâm Thanh Hạm đại cô bên ngoài, còn lại người đều hướng Trương Huyền gật gật đầu. Lâm Thị đánh ra giá trên trời mà tin tức, người trong nhà cũng biết một ít, bất quá bọn họ chỉ rõ ràng mà là phía chính phủ chụp, cũng không rõ ràng Bạch Bào Khách cùng Trương Huyền chi gian quan hệ, đến nỗi thế giới ngầm sự, Lâm Thanh Hạm cũng không có cấp người trong nhà nhiều lời. Lâm Thanh Hạm đại cô một mình ngồi ở một góc, cũng không ngẩng đầu lên, lầm nhầm ở kia không biết nói cái gì đó, từ Vương Vĩ bỏ tù lúc sau, nàng tinh thần liền có vẻ phi thường không bình thường. Hảo, người tới, thông chi phi công, xuất phát đi. Lâm Chính Nam ngồi ở một trương to rộng ghế dựa thượng, trên mặt mang theo nôn nóng thần sắc. Ở một trận không trọng cảm chung, phi cơ nhằm phía không trung. Từ Ngân Châu đến Đô Thành, tổng cộng yêu cầu 3 cái giờ thời gian. Đương Lâm Thị phi cơ tới Đô Thành sân bay khi, đã là buổi tối 10 giờ. Sân bay xuất khẩu chỗ, một chiếc xe thương vụ đã sớm chờ đợi tại đây, tiếp thượng Lâm ra một chúng, thẳng đến nội thành mà đi. Đô Thành, làm hè oi bức thủ đô, này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nơi này lượng người có thể nói thật lớn, dòng xe cộ cũng phi thường khủng bố, ở Đô Thành lái xe, tuyệt đối là một kiện phi thường làm người thống khổ sự tình. Cùng Ngân Châu giống nhau, Đô Thành ở phát triển phương diện, phần lớn thiên hướng thành Bắc, thành Nam tương đối lạc hậu một ít, dòng xe cộ lượng cũng tương đối ít. Lần này Lâm Chính Nam muốn đi địa phương, đó là Đô Thành. Trương Huyền ngồi ở cửa sổ bên, nhìn từ hai bên xẹt qua phong cảnh, trong miệng lẩm bẩm nói, đã lâu không có tiến đều không biết lần này một tiếng tiếp đón đều không đánh tiến đều, những người đó sẽ có cái dạng nào phản ứng đâu, cũng vừa vặn, giải quyết một ít quá khứ thù hận đi. Xa xôi tác tô từ phất lôi sa mạc giữa. Nguyên bản một mảnh cát vàng, ở ngắn ngủn thời gian nội, đã biến thành một tòa hiện đại hóa thành thị, nếu là mấy tháng trước mới đến quá nơi này người hiện tại lại xem, nhất định sẽ kinh rớt trong mắt. Thành trấn trung tâm, có một tòa đảo nhỏ, trên đảo nhỏ phương, nở rộ hoa tươi. Một tòa lâu đài cổ sừng sững ở đảo nhỏ trung tâm. Tuổi già Peace tiếp khởi lâu đài cổ nội kiểu cũ tay cầm điện thoại, nghe điện thoại nội truyền đến thanh âm, Peace lộ ra vẻ mặt cổ quái thần sắc, tiến đều. Chương 940 quân vương tiến đều. Trương Huyền tiến đều. Tin tức này, một chút liền ở toàn bộ trên đảo truyền khai. Hè oi bức Đô Thành, vẫn luôn là một cái thực đặc thù địa phương, mặc kệ là dưới mặt đất thế giới, vẫn là ở nơi nào. Thế giới ngầm, có rất nhiều không nói gì quy định, liền giống như, quân vương không thể tùy ý tiến đều. Quân vương một khi tiến đều, tất nhiên sẽ dẫn tới bát phương chú ý. Đi rồi, lần này tiến đều. Lấy lão đại tính cách, lúc trước kia sự kiện, tuyệt đối sẽ làm một cái kết thúc. Chúng ta cũng đều qua đi, lúc trước kia sự kiện, mọi người đều có phân. Tuy là mấy năm trước thù, nên báo cũng đến báo. Tưởng như thế nào báo? Nguyệt thần trói lại sau đầu tóc dài, hơi hơi mỉm cười, để đao đi báo. Lão về già rồi, lại cùng các ngươi người trẻ tuổi chơi một lần đi. Lão quản gia Peace, buông trong tay vòi hoa sen. Mỗi người đều biết. Địa ngục quân vương cường đại vô song, niên thiếu thành danh, sừng sững đỉnh mây. Lại tiên có người biết, ở địa ngục quân vương thành danh trong quá trình, đã từng đều đã trải qua cái gì. Không có người sẽ vô duyên vô cớ cường đại, cũng không có người sẽ thuận buồm xuôi gió, ở cường đại sau lưng, sở trả giá đổ vật, là người khác vô pháp nhìn đến, càng là cường đại người, trả giá, liền càng nhiều. 3 năm trước đây, địa ngục sơ kiến, mọi người nhập đều, khi đó bọn họ. Xa không có hiện tại cường đại, thả khi đó Trương Huyền, Bạch Trì, Chessia, Hải Thần, cùng với Alex, đều là ngầm sát thủ tổ chức thành viên. Năm ấy nhập đều, cũng là mùa đông, Hải Thần hành tung bị người bại lộ, nhập đều sau Trương Huyền mấy người, ở Đô Thành bị người đuổi giết. Kia một năm, địa ngục uy danh còn không có truyền ra, đuổi giết dưới, Trương Huyền đám người, sôi nổi thân bị trọng thương, bị đổ ở một cái ngõ cụt chung, đối phương cố ý nhục nhã Trương Huyền đám người. Lưu lại một lỗ chó, chờ Trương Huyền đám người chui ra, lại một lần là bắt được. Kia một năm Trương Huyền đám người, chỉ có một danh hiệu, chui ra lỗ chó sau, liều chết tránh được một kiếp. Kia một lần qua đi, Trương Huyền lại vô nhập đều cử chỉ, mà lúc trước bán đứng Hải Thần người nọ, ở Đô Thành hỗn chính là tiếng gió thủy khởi.
thế giới ngầm có bất thành văn quy củ, quân vương vô pháp nhập đều. Trương Huyền không vào đều, này thù vẫn luôn không báo. Hiện giờ, khi cách 3 năm, Trương Huyền lại lần nữa tiến đều, lúc này đây, mọi người đương cầm đao mà đến. Màn đêm dưới, đô thành ngọn đèn dầu phồn hoa, tại đây ngọn đèn dầu dưới, đã có tinh phong huyết vũ ấp ủ trong đó. Lâm Chính Nam đám người sở ngồi xe, vẫn luôn chạy đến đô thành Nam Giao. Ở thời cổ, đô thành Nam Giao, còn xem như phồn hoa nơi, đều thuộc hoàng gia, mà đến bây giờ, Nam Giao phát triển, tương đối với nơi khác, có thể nói được thượng là lạc hậu, giá nhà cũng tương đối mà nói muốn tiện nghi rất nhiều. Có một tòa biệt viện, tọa lạc ở Nam Giao, có tường cao vây viện, biệt viện diện tích ít nhất 1.500 bình. Tuy nói Nam Giao giá nhà không thể so địa phương còn lại, nhưng có thể ở đô thành có được lớn như vậy một tòa biệt viện, kia cũng là người thường đời này khó có thể đạt tới. Xe ở biệt viện trước dừng lại, sắc trời đã đen, biệt viện đại môn rộng mở. Một người hơn 30 tuổi nữ nhân đứng ở biệt viện cửa. Lâm Chính Nam đám người từ trên xe xuống dưới. Các ngươi là Ngân Châu tới. Nữ nhân đánh giá Lâm Chính Nam mấy người liếc mắt một cái. Đúng là, tới thăm Tần lão tiên sinh, Lâm Chính Nam thực khách khí trả lời nói. Cùng ta vào đi, nữ nhân nhìn Lâm Chính Nam liếc mắt một cái, theo sau nói, còn lại người đều chờ ở cửa. Nữ nhân nói xong, quay người chuyển tiến trong viện. Lâm Chính Nam nhìn Lâm Thanh Hạm đám người liếc mắt một cái, nói, các ngươi trước tiên ở bực này một chút đi, đừng đa tâm, Tần lão tiên sinh môn quy thực nghiêm. Ra ra, chúng ta biết, ngươi mau vào đi thôi. Lâm Thanh Hạm nói một tiếng. Lâm Chính Nam lúc này mới gật gật đầu, sửa sang lại hạ thân thượng xuyên chính trang, đi vào trong viện. Viện ngoại người, thấy Lâm Thanh Hạm bất động, cũng đều đứng ở xe hạ. Bất chi bất giác chung. Lâm Thanh Hạm đã biến thành Lâm gia trừ Lâm lão gia tử ở ngoài, nói chuyện phân lượng nặng nhất người, ngay cả Lâm lão gia tử vừa rồi, cũng là hơi trưng cầu một chút Lâm Thanh Hạm ý kiến. Biệt viện nội, Lâm Chính Nam đi theo trung niên nữ nhân phía sau, xuyên qua đỗ số chiếc siêu xe bãi đỗ xe, đi vào một tràng trang hoàng xa hoa biệt thự nội, này đại viện giữa cùng sở hữu hai bộ biệt thự, hiện ra Âu thức cùng Tân kiểu Trung Quốc hai loại bất đồng trang hoàng phong cách. Tại đây bộ Tân kiểu Trung Quốc trang hoàng phong cách biệt thự trước, đình phần lớn là một ít thương vụ tính chất siêu xe, như chạy băng băng S600 linh tinh, mà ở kia Âu thức trang hoàng phong cách biệt thự trước, đình đều là một ít siêu chạy. Quang từ hai chàng biệt thự trước cửa sở đỗ xe, cũng có thể phân biệt ra biệt thự nội trụ đều là người nào. Này chàng Tân kiểu Trung Quốc phong cách trang hoàng biệt thự nội, trụ đều là Tần gia thế hệ trước người. Đường Lâm Chính Nam đi vào biệt thự trước tiên, đã nghe đến một cổ gai mũi dược vị, loại này dược vị. Lâm Chính Nam phá lệ phản cảm, ở Trương Huyền xuất hiện trước, hắn mỗi ngày đều tại đây dược đôi giữa giấy ruộng. Xuyên qua đại sảnh, có một cái cầu thang xoắn ốc, nối thẳng lầu 2. Chú ý điểm, đừng đem đồ vật chạm vào hỏng rồi. Trung niên nữ nhân ngữ khí thật không tốt nói. Lâm Chính Nam cũng không tức giận, gật gật đầu. Đường đi lên lầu 2 sau, Lâm Chính Nam sở ngửi được dược vị càng thêm trọng, cái này làm cho Lâm Chính Nam mày nhăn càng khẩn, như thế trọng dược vị. Tần lão tiên sinh bệnh, thì thế nào? Là Ngân Châu Lâm lão gia tử tới sao? Lầu 2 một đạo thanh âm truyền đến. Lâm Chính Nam ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một hơn 40 tuổi trung niên bước đi tới. Lâm lão gia tử ngươi hảo, ta kêu Tần Phong, Tần gia đứng hàng lão lục, ngươi kêu ta tiểu lục tử liền có thể. Phụ thân chuyên môn dặn dò, nói Lâm lão gia tử ngươi hôm nay sẽ qua tới. Trong nhà sự vội, liền thừa ta cùng một cái hạ nhân, chiêu đãi không chu toàn. Mong rằng Lâm lão gia tử không cần trách cứ a. Tần tiếng gió âm to lớn vang dội, tinh khí thần mười phần. Lâm Chính Nam không thèm để ý vẫy vẫy tay, Tần lão tiên sinh với ta có ân, không để bụng này đó lễ nghi phiền phức, lão tiên sinh hiện tại thân thể thế nào? Tần Phong vẻ mặt ngượng nghịu, lắc đầu nói, phụ thân bệnh nặng lợi hại, bác sĩ nói chỉ sợ căng bất quá cái này năm. Lâm Chính Nam vừa nghe lời này, sắc mặt biến đổi, thân thể theo bản năng căng chặt. Tần lão tiên sinh hắn. Ai, Tần Phong thở dài, Lâm lão gia tử, người cùng ta tới xem đi. Tần Phong mang theo Lâm Chính Nam, hướng bên trong một gian phòng đi đến. Mà dẫn dắt Lâm Chính Nam lại đây tên kia trung niên nữ nhân, còn lại là ở Lâm Chính Nam phía sau đầy mặt ghét bỏ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới đi xuống lầu. Ở lầu 2 bên trong một gian phòng trước, Tần Phong ngừng bước chân, trước mặt cửa phòng nhắm chặt. Mãn phòng dược vị. Chính là từ này gian trong phòng truyền ra. Lâm lão gia tử,
ta phụ thân liền ở bên trong, tình huống của hắn. Chính người đi vào xem đi, Tần Phong vừa nói, một bên truyền đạt một cái khẩu trang. Lâm Chính Nam gật gật đầu, tiếp nhận khẩu trang mang lên, đẩy cửa đi vào. Ở Lâm Chính Nam vào nhà nháy mắt, Tần Phong trên mặt bi thương hoàn toàn biến mất, ngược lại thay vẻ mặt khinh thường, hắn từ bên cầm lấy một lọ nước sát trùng, trực tiếp phun ở phòng trong, sau đó đi nhanh rời đi. Lâm Chính Nam tiến này gian phòng rất lớn, có thể thấy được, này gian phòng trang hoàng thực xa hoa, nhưng giờ phút này lại bị màu trắng lấp đầy, hết thảy đều có vẻ mất đi sinh cơ, nồng đậm nước sát trùng vị ở không trung lan tràn, cho người ta một loại phi thường không thoải mái cảm giác. Chương 941 Tần Lão Tiên Sinh lo lắng. Tràn ngập màu trắng phòng nội, một đạo tuổi già thân ảnh, nằm ở một chương trên giường lớn, sắc mặt tái nhợt, có vẻ dị thường suy yếu. Lâm lão đệ, người đã đến rồi, khụ. Suy yếu thanh âm từ trên giường bệnh vang lên. Lâm Chính Nam đi ra phía trước, nhìn trên giường bệnh người, trong lòng giống như đánh nghiêng ngũ vị tạp bình, nhiều năm trước nhìn thấy Tần Tiên Sinh, kiểu gì khí phách hăng hái, hiện giờ lại là này phiên bộ dáng. Ta là thật không nghĩ làm ngươi thấy ta này phiên bộ dáng a. Trên giường bệnh người cười khổ một tiếng, hắn nhìn qua có 80 hơn tuổi, trên mặt nếp nhăn tất cả đều tễ ở cùng nhau. Lâm Chính Nam từ một bên kéo chương ghế dựa ngồi ở mép giường, mở miệng hỏi, bác sĩ nói như thế nào? Nhịn không được mấy ngày rồi, trên giường Tần Lão Tiên Sinh nói chuyện đều có vẻ hữu khí vô lực, sống nhiều năm như vậy, ta cũng đã sớm đã thấy ra, chỉ là trong lòng, luôn có cọc sự, không bỏ xuống được a. Tần Lão Tiên Sinh ngươi nói, có thể giúp, ta Lâm Chính Nam, nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Ha ha, Tần Lão Tiên Sinh cười khổ một tiếng, năm đó ngươi ta tương ngộ, cũng coi như là một cái duyên phận, khi đó ngươi bất quá là cái vô danh tiểu bối, nhưng ngươi trong lòng dã vọng, lại liền ta đều cảm thấy sợ hãi, khi đó ta liền biết, lựa chọn ngươi, tuyệt đối không sai, ngươi ta tuổi kém không lớn, tuy rằng ở khi đó, ngươi không có bất luận cái gì thành tựu, nhưng ta khẳng định, tương lai ngươi tuyệt đối sẽ áp đảo ta phía trên, hiện tại xem ra, ta lúc ấy xem không tồi, ta còn nhớ rõ lúc trước đi theo ngươi bên cạnh cái kia tiểu nha đầu. Chính là các ngươi Lâm thị hiện tại người cầm lái đi. Đúng vậy, Lâm Chính Nam gật gật đầu, gia tôn Lâm Thanh Hạm. Kia nha đầu không tồi a, Tần Lão Tiên Sinh ánh mắt lộ ra vừa lòng thần sắc, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, nếu chúng ta hai nhà có thể hỷ kết liên lý, thật là tốt biết bao, đáng tiếc, ngươi kia cháu gái, đã thành hôn. Bằng không thật đúng là một cọc mỹ sự, người kia cháu gái là nhân trung long phượng, so sánh với người kia tôn nữ tế, cũng sẽ không kém đi. Tiểu Trương là cái phi thường ưu tú hài tử, Lâm Chính Nam trả lời nói. Ở Lâm Chính Nam trong lòng, cho rằng chính mình nhân sinh chung có hai cái quý nhân. Cái thứ nhất quý nhân, chính là trước mặt Tần Lão Tiên Sinh, nếu không có hắn, liền không có Lâm thị quật khởi, mà cái thứ hai quý nhân, đó là Trương Huyền. Trương Huyền trợ giúp chính mình một lần nữa từ trên xe lăn đứng lên, dẫn dắt Lâm Thị đi hướng một cái hoàn toàn mới độ cao, Lâm Thị con cháu, đều phải chịu này phúc trạch. Ha ha, Tần Lão Tiên Sinh cười một tiếng, Chính Nam, ta thật là hâm mộ ngươi a. Hậu thế, các đều là hiện giờ trẻ tuổi tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng thật ra ta những cái đó hậu bối, suốt ngày vì ta này đó tài sản, tranh đoạt không thôi, bọn họ cho rằng ta già rồi, cái gì cũng không biết, nhưng ta đôi mắt tuy hoa. Lại xem đến so với ai khác đều rõ ràng, ta này vừa chết, toàn bộ Tần gia cũng liền chia năm xẻ bảy. Tần gia chịu Tần Lão Tiên Sinh phúc trạch của ngươi, ít nhất còn có thể cường thịnh tam bối. Tính, Tần Lão Tiên Sinh lộ ra vẻ mặt cười khổ, ta Tần gia trạng huống, ta chính mình nhất hiểu biết, ngươi cũng không cần lại an ủi ta, Chính Nam, lúc này đây, ngươi thật sự đến giúp ta a. Tần Lão Tiên Sinh ngươi nói, Chính Nam, nói thật, lần này tìm ngươi hỗ trợ. Thật sự làm ta có chút khó có thể mở miệng. Tần Lão Tiên Sinh gian nan từ trên giường ngồi dậy tới. Lâm Chính Nam vội vàng đứng dậy nâng, làm Tần Lão Tiên Sinh có thể dựa vào đầu giường. Tần Lão Tiên Sinh, ngươi nói, lúc trước ngươi đối ta Lâm Chính Nam ân tình, ta Lâm Chính Nam liền tính đến chết, cũng chưa răng khó quên. Tần Lão gia tử mặt lộ vẻ chua xót, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng liền không khách khí, dù sao ta cũng là người sắp chết, liền tính ngươi hôm nay cự tuyệt ta. Cũng bất quá giễu cợt ta hai ngày mà thôi, ta cũng không để bụng. Tần Lão Tiên Sinh này nơi nào lời nói, lúc trước không có ngươi, liền không có hiện tại Lâm Thị, có cái gì yêu cầu, Tần Lão Tiên Sinh ngươi cứ việc mở miệng. Lâm Chính Nam từ một bên trên bàn cầm lấy ấm nước, cấp Tần Lão Tiên Sinh đổ ly nước ấm bưng tới. Tần Lão Tiên Sinh vẫy vẫy tay cự tuyệt,
là cái dạng này, ta Tần Văn Hiên, cả đời này cũng coi như là vẻ vang, cho tới bây giờ, Tần gia gia sản 800 triệu, toàn bộ đều nắm ở một mình ta trong tay, ta sinh bệnh này đoạn trong lúc, trưởng tôn không biết tung tích, trưởng tử cũng cả ngày điên khùng, này hết thảy, ta tưởng chính nam ngươi hẳn là rõ ràng là vì cái gì. Lâm Chính Nam gật gật đầu, đừng nói Tần gia loại này 800 triệu thế gia, ngay cả hắn Lâm Thị, ở ban đầu thời điểm, cũng là tranh đấu gay gắt, kết quả là đại nữ nhi điên khùng, Vương Vĩ bỏ tù, hết thảy, đều là bởi vì một cái tiền tự. Tần lão tiên sinh tiếp tục nói, ta không nghĩ ta sau khi chết, ta Tần gia hậu nhân, bởi vì một cái tiền tự, làm đến chia năm xẻ bảy, ta đã lập hạ di chúc, đem sở hữu tài sản, toàn bộ hiến cho, nhưng ta tình huống hiện tại, căn bản không biết nên tin ai, bao gồm ta luật sư, ta có thể tin, chỉ có ngươi. Nói đến này, Tần lão tiên sinh riêng nhìn thoáng qua cửa phòng phương hướng. Lâm Chính Nam hiểu ngầm, đi qua, đem cửa phòng đóng lại, lại lần nữa trở lại mép giường. Tần lão tiên sinh nói, Chính Nam, ta hiện tại chỉ có thể đem di chúc, giao cho trong tay của ngươi, chờ ta đi rồi, ngươi giúp ta công chứng này phân di chúc, ta sở hữu tài sản, sẽ ở nhanh nhất thời gian nội, toàn bộ quá đến ngươi công ty kỳ hạ. Lâm Chính Nam sắc mặt cả kinh, vội vàng nói, Tần lão tiên sinh, này 100 triệu không thể a, ta Lâm Chính Nam có tài đức gì, ngươi này. Chính Nam, ngươi nghe ta nói, Tần lão tiên sinh đè lại Lâm Chính Nam bàn tay, ta thời gian không nhiều lắm, 800 triệu, là ta Tần Văn Hiên cả đời này tích góp xuống dưới, ta tin ngươi làm người, chuyện này, ta đã làm người đi làm, nhưng ta này đây góp vốn danh nghĩa, ngươi hẳn là biết ta ý tứ. Ta minh bạch, Lâm Chính Nam gật đầu, Tần Văn Hiên sở dĩ dùng góp vốn danh nghĩa, là sợ hãi nói là di sản, khiến cho người có tâm chú ý. Ở ta sau khi chết, ngươi không cần dùng danh nghĩa của ta, ngươi chỉ cần dùng ngươi hoặc là Lâm Thị danh nghĩa, đem này đó tiền, toàn bộ quyên tặng cấp một cái quỹ hội liền hảo. Tần lão tiên sinh run run rẩy rẩy từ gối đầu phía dưới lấy ra một chương danh thiếp, đây là ta mấy năm trước thành lập quỹ hội, đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem tiền quá đến nơi đây liền hảo, Chính Nam, đừng làm cho ta thất vọng. Tần lão tiên sinh, ngươi yên tâm. Lâm Chính Nam thủ hạ Tần lão tiên sinh trong tay danh thiếp, trịnh trọng trang đến trong túi. Hảo, ta này bệnh ma quấn thân, ngươi cùng ta nhiều đãi, cũng không may mắn, ngươi vãn bối cũng nên tới đi, mau đi hảo hảo nghỉ ngơi. Tần lão tiên sinh vỗ vỗ Lâm Chính Nam bả vai, ta đời này nhất đáng giá khoác lác sự, đó chính là lúc trước tuệ nhãn thức anh, ha ha ha, khụ khụ. Tần lão tiên sinh cười hai tiếng, liên tục ho khan. Đi thôi Chính Nam. Ta cũng muốn nghỉ ngơi. Tần lão tiên sinh, người bảo trọng. Lâm Chính Nam từ ghế dựa thượng đứng dậy. Ha ha, ta bộ xương già này, còn có thể căng mấy ngày. Lâm Chính Nam gật gật đầu, không rên một tiếng, yên lặng rời đi phòng. Mới vừa mở cửa, Lâm Chính Nam liền nhìn đến Tần Phong chính nghiêng tai ở cạnh cửa, cửa mở trong nháy mắt, Tần Phong hiển nhiên bị hoảng sợ, vội vàng bãi chính thân hình. Lâm lão gia tử, ta phụ thân tình huống thế nào? Lâm Chính Nam nhìn Tần Phong bộ dáng, lắc lắc đầu, nếu Lâm gia hậu nhân cũng như vậy, hắn Lâm Chính Nam chỉ sợ đến chết ngày đó, đều khó có thể nhắm mắt. Chương 942 hết thảy đều thay đổi. Tần gia đại viện ngoài cửa, Trương Huyền đám người đợi ước nửa giờ sau, nhìn thấy Lâm Chính Nam từ trong viện ra tới. Ra ra, thế nào? Lâm Thanh Hạm vội vàng đi lên trước, đỡ lấy Lâm Chính Nam. Có thể nhìn đến, Lâm Chính Nam sắc mặt cũng không đẹp. Lâm Chính Nam thở dài, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Lâm Thanh Hạm không nói gì, đỡ Lâm Chính Nam lên xe. Còn lại Lâm gia người, cũng đều sôi nổi lên xe. Trương Huyền ánh mắt nhìn về phía Tần gia đại viện nội, đôi mắt nheo lại. Lâm Thanh Hạm lên xe sau, phát hiện Trương Huyền còn đứng ở nơi đó, cố ý tiếp đón một tiếng, lão công, đi rồi. Nga, hảo, Trương Huyền gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, trở lại trên xe. Khách sạn ở tới phía trước cũng đã đính hảo, chờ mọi người đến khách sạn khi, đã là không điểm, phân hảo phòng sau, liền đều đi vào giấc ngủ. Tiên sinh, đây là ngài vừa mới rớt đồ vật. Một người khách sạn nhân viên tạp vụ ở Trương Huyền sắp vào phòng môn khi, khom người đi đến Trương Huyền trước người, truyền đạt một chuỗi chìa khóa. Trương Huyền ở nhìn đến này chìa khóa nháy mắt, đồng tử co rụt lại, theo sau tiếp nhận, cảm tạ, đây là ở đâu nhặt được. Tiên sinh ngài khách khí. Liền ở lầu một đại sảnh. Nhân viên tạp vụ nói xong, xoay người rời đi. Lâm Thanh Hạm vẻ mặt tò mò nhìn Trương Huyền, lão công, đây là nào mặt trên chìa khóa a, vẫn luôn cũng chưa gặp qua.
Trương Huyền hít sâu một hơi, nhà ta nhà cũ, lão bà, người trước ngủ, ta có chút việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Ân, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là nói, đừng quá mệt mỏi. Trương Huyền một đường đi vào khách sạn đại sảnh. Một đạo đầy đầu tóc bạc thân ảnh ấn nhập Trương Huyền mi mắt, Chelsea vô luận đến nào, đều sẽ trở thành người khác chú ý tiêu điểm, không riêng gì bởi vì kia nếu Nguyệt Tiên tóc bạc, còn có nữ nhân kia hoàn mỹ đến vô pháp bắt bẻ ngũ quan, kia làm người xem một cái, đều sẽ dục hỏa phun trương hoàn mỹ dáng người. Quân vương đêm khuya tiến đều, này tin tức còn không có truyền ra đi, nếu bị người đã biết, chỉ sợ đô thành các thế lực lớn, lập tức phải lâm vào một trận khủng hoảng giữa. Chelsea cười mặt như hoa, Trương Huyền ca ca, 3 năm, ta nghĩ tới ngươi vô số lần tiến đều cảnh tượng, duy độc không nghĩ tới, ngươi cuối cùng là sẽ bồi một nữ nhân trở về. Trương Huyền đi đến Chelsea trước người, đem trong tay này xuyến chìa khóa ném còn cấp Chelsea. Chelsea tay ngọc dương lên, tiếp được chìa khóa, môi đỏ câu cười, đi thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi lần này tiến đều, trên đảo người không có khả năng thờ ơ, ta phỏng chừng, bọn họ đã ở phía trước tới trên đường, có chuyện, về nhà nói đi thôi. Về nhà, Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm này hai chữ, tinh thần một trận hoảng hốt. Chelsea quay người, đi ra khách sạn đại môn. Trương Huyền yên lặng đi theo Chelsea phía sau. Nhiều năm trước, ở Đô Thành, Trương Huyền đám người có một cái cứ điểm. Nói là cứ điểm, trên thực tế chính là một cái phi thường bình thường cho thuê phòng, cái này cho thuê phòng, tọa lạc ở ngoại ô. Một chiếc bình thường xe taxi, đem hai người kéo lại đây. Khi cách 3 năm, Đô Thành biến hóa cũng không có trong tưởng tượng như vậy đại, lúc trước cho thuê phòng, cũng bị Chelsea mua. Cho thuê phòng cũng không đơn sơ, tương phản, lúc trước có thể thuê hạ này 110 bình cho thuê phòng, so với tuyệt đại đa số Bắc Phiêu mà nói, Trương Huyền bọn họ xem như thực hạnh phúc. Cho thuê phòng trong trang đồ vật cũng không xa hoa, hơn nữa cẩn thận quan sát nói, đều tràn ngập thiếu nữ tâm. Trương Huyền đi vào phòng trong, đem ánh mắt tỏa định đến phòng khách một cái đồng hồ báo thức mặt trên, hắn đi qua, duỗi tay ấn ở đồng hồ báo thức thượng, ở Trương Huyền tay đụng tới đồng hồ báo thức trong nháy mắt, một cây ngân châm từ đồng hồ báo thức chính phía trước tật bắn mà ra, thẳng đến Trương Huyền mặt mà đến. Trương Huyền như là đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau, hai ngón tay trong người trước một kẹp, liền bắt được này bắn mà đến ngân châm. Này đồng hồ báo thức, là lúc trước Chelsea thân thủ chế tác, đưa cho Trương Huyền lễ vật, bên trong này cùng ngân châm, cũng là Chelsea chuyên môn bỏ vào đi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, bao gồm phòng trong này đó tràn ngập thiếu nữ tâm trang trí, cũng tất cả đều là Chelsea một tay bố trí ra tới. Trương Huyền đem trong tay ngân châm một lần nữa thả lại đồng hồ báo thức nội, đánh giá một vòng chung quanh, người an bài người thường xuyên lại đây quét tước sao. Ta chính mình quét tước, cái này địa phương, sao có thể làm không liên quan người tới đâu. Chelsea đi đến phòng bếp nội, trong người trước buộc lại một cái tạp dề, hướng Trương Huyền Huyền Nhi cười, ngươi trước ngồi đi, ta đi chuẩn bị điểm ăn, bằng không từ từ những cái đó đói chết quỷ trở về không ăn khuya ăn, lại muốn sói chu. Trương Huyền dựa vào phòng khách trên sofa, suy nghĩ không khỏi bay trở về nhiều năm trước, khi đó bọn họ thường xuyên sẽ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ở bọn họ sinh hoạt, không có nửa ngày đêm tối, ăn khuya cũng là chuyện thường. Mỗi đến nửa đêm chấp hành nhiệm vụ trở về, mọi người đều muốn ở nhà làm điểm đồ vật ăn, khi đó Chelsea chính là mọi người ngự dụng đầu bếp. Thực mau, mê người hương khí từ phòng bếp nội truyền ra, phía bên ngoài cửa sổ, một mảnh đen nhánh, chung quanh người thuê sẽ ngẫu nhiên phát ra một ít ầm ĩ thanh âm, này hết thảy, giống như lại về tới rất nhiều năm trước, khi đó đại gia còn dưới mặt đất thế giới giao tranh, mỗi một ngày đều là liều mạng. Một đạo lại một đạo cơm nhà, bị Chelsea bưng ra tới, phóng tới Trương Huyền trước mặt trên bàn trà. Ha ha, ta liền biết, cơm khẳng định làm, cho các ngươi nói, không cần ở trên phi cơ ăn. Một đạo hưng phấn thanh âm từ ngoài cửa vang lên, cửa phòng bị người từ bên ngoài dùng chìa khóa mở ra, liền thấy Bạch Trì liền nhảy mang nhảy chạy tiến vào, dùng sức ngửi cái mũi. Bạch Trì nhìn kia một bàn trà mỹ thực, nước miếng đều mau lưu lại. Tới tới tới, làm ta nhìn xem chúng ta mỹ đầu bếp nữ. Hải thần vuốt chính mình đầu chọc, cũng hưng phấn chạy tiến vào. Hảo. Liêu chính sự đi, ngồi ở trên sofa Trương Huyền đột nhiên ra tiếng, hắn thanh âm, không hề cảm tình, làm vừa mới còn hưng phấn hai người, tức khắc như trụy hầm băng, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý đột kích. Bạch Trì cùng Hải Thần hai người đột nhiên sừng sốt. Lại lần nữa trở lại này gian phòng, bọn họ còn tưởng rằng hết thảy đều giống thường lui tới giống nhau,
bỗng nhiên phát hiện, hết thảy sớm đã thay đổi. Trước ngồi xuống ăn một chút gì đi, Chelsea bưng cuối cùng một đạo đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, phóng tới trên bàn, theo sau đi đến một bên ngồi xuống. Cửa chỗ, Phí Lôi Tư, Peace, tóc đỏ, Y Chát Ngươi, Alex, Nguyệt Thần, cùng với Tương Lai, phân biệt đi đến. Đều tới a, nhanh ăn cơm đi, phía trước vài đạo đồ ăn đều lạnh. Chelsea tiếp đón một tiếng. Nếu là lấy trước, căn bản không cần Chelsea nhiều lời, Bạch Trì, Hải Thần cùng Alex, liền sẽ tự giác cầm lấy chén đũa, điên cuồng càn quét, nhưng hiện tại, đầy bàn đồ ăn, tản ra mê người hương khí, lại không một người lại đi động đũa. Hết thảy đều đã thay đổi. Tổng cộng 11 cá nhân, ngồi ở trong phòng khách, có vẻ chen chúc, nhưng mỗi người đều tìm được rồi thuộc về chính mình vị trí, bọn họ trước kia chính là như vậy ngồi. Mọi người ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, chờ Trương Huyền mở miệng. Trương Huyền nhìn quét liếc mắt một cái sau, ra tiếng nói, lại quá nhiều nhất 12 tiếng đồng hồ, hè oi bức cử cục người liền sẽ biết ta tiến đều tin tức, chúng ta muốn tại đây phía trước, đem sự làm, năm đó thù, cần thiết báo. Chương 943 năm đó thù hận. Nghe Trương Huyền nói năm đó thù, Hải Thần, Alex, cùng với Bạch Trì, bao gồm Chelsea, trong mắt đều lộ ra thù hận ánh mắt. Tương Lai nghi hoặc ra tiếng, lão đại, năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi vào kinh nhiệm vụ cũng không khó khăn, vì cái gì ngu ngốc sẽ chịu như vậy trọng thương, thiếu chút nữa kéo không trở lại. Ta vẫn luôn cũng ở tò mò, rốt cuộc là ai đối với các ngươi động thủ? Nguyệt Thần cũng hỏi. Cho tới nay, bọn họ chỉ biết lúc trước Trương Huyền đám người ở Đô Thành ăn cái lỗ nặng, dẫn tới tất cả mọi người thân bị trọng thương, Bạch Trì càng là bởi vậy thiếu chút nữa bỏ mạng, lại trước nay không nghe Trương Huyền bọn họ đề cập, rốt cuộc ở Đô Thành đã xảy ra cái gì, chẳng sợ bọn họ cố tình đi hỏi, Trương Huyền đám người cũng không nói, chỉ là xưng, không đến thời điểm. Nguyệt Thần cùng Tương Lai hỏi qua, rốt cuộc khi nào mới là thời điểm. Được đến trả lời là, quân vương lại lần nữa tiến đều khi. Hiện giờ, nhiều năm trôi qua, Trương Huyền lại một lần xuất hiện ở Đô Thành, mọi người, để đao tới rồi. Tương Lai cùng Nguyệt Thần hỏi ra vấn đề này sau, có thể nhìn đến, Bạch Trì trên mặt toát ra một tia thống khổ. Alex nhìn về phía Trương Huyền, khẽ lắc đầu. Trương Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thần, mở miệng nói, là Lữ Thần bán đứng chúng ta. Ở Trương Huyền nói ra Lữ Thần hai chữ nháy mắt, có thể nhìn đến, Nguyệt Thần hoa nhan biến sắc. Mặt đẹp một trận tái nhợt. Hắn không phải đã chết sao? Ta thân thủ chôn đến hắn. Y Chát Ngươi phát ra kinh ngạc thanh âm. Kia không phải thật sự Lữ Thần. Bạch Trì ra tiếng. Lúc trước chúng ta tiến đều chấp hành lần đó ám sát nhiệm vụ. Lữ Thần phụ trách tiếp ứng chúng ta. Nhưng chờ nhiệm vụ hoàn thành sau, chúng ta chờ tới không phải Lữ Thần, mà là thượng trăm tên cao thủ. Bọn họ phục kích chúng ta, thậm chí liền chúng ta trước chuẩn bị tốt rút lui lộ tuyến, cũng toàn bộ phong kín. Mấy thứ này chỉ có Lữ Thần một người biết. Tương Lai quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Thần. Lão đại vẫn luôn không cho chúng ta nói này đó, hắn thậm chí giả tạo Lữ Thần chết biểu hiện giả dối, chính là không nghĩ làm Nguyệt tỷ quá khổ sở, bất quá nếu lần này tiến đều, Nguyệt tỷ sớm muộn gì phải biết tin tức này, cùng với ngày mai đối mặt Lữ Thần, chi bằng hiện tại nói ra. Bạch Trì đứng dậy, đi đến Nguyệt Thần trước mặt, Nguyệt tỷ, ngày mai ngươi có thể lựa chọn không đi, chúng ta lý giải ngươi. Một hàng thanh lệ theo Nguyệt Thần khuôn mặt chảy xuống. Lữ Thần, là Nguyệt Thần đệ đệ, tuy rằng không có huyết thống quan hệ, kia chỉ là lúc trước Nguyệt Thần từ Tuyết Sơn phía dưới nhặt hài tử, nhưng hai người chi gian cảm tình, đã sớm siêu việt huyết thống, thả Lữ Thần lúc trước, cùng Trương Huyền đám người cũng là quan hệ tâm đầu ý hợp. Nguyệt Thần nhắm mắt lại lần nữa mở, nàng hai mắt đã đỏ bừng, kiên định nói, ta đi, ta phải thân thủ, làm thịt hắn. Trương Huyền hướng Nguyệt Thần gật gật đầu. Theo sau đem ánh mắt nhìn về phía một bên, Phí Lôi Tư, nói hạ Lữ Thần tình huống. Phí Lôi Tư đứng dậy, ra tiếng nói, 3 năm trước đây, bán đứng lão đại bọn họ lúc sau, Lữ Thần liền hoàn toàn biến mất, thẳng đến nửa năm trước, hắn mới một lần nữa xuất hiện, thả vì một cái thần bí tổ chức hiệu lực, sau lưng cụ thể là người nào, ta không có điều tra rõ ràng, hiện tại chỉ rõ ràng, hắn sau lưng người, cùng khoảng thời gian trước xuất hiện rất nhiều thần bí tập đoàn tài chính có điều liên hệ. Bọn họ có một cái tên là Nguyên Phổ Thực Nghiệp Công Ty làm yểm hộ, cái này công ty bên ngoài thượng làm một ít mậu dịch. Trên thực tế vẫn luôn đều ở thu thập một ít khan hiếm nguồn năng lượng cùng khoáng vật, ta truy tra tới rồi bọn họ con đường, trải qua mười mấy tầng quay vòng sau, này đó nguồn năng lượng cùng khoáng vật, đều sẽ vận hướng Nam Cực. Nam Cực, Trương Huyền cùng Bạch Trì đồng thời nhíu mày,
theo sau liếc nhau. Lúc ấy Bạch Chỉ từ Ru nơi đó hỏi ra một ít tình báo, Ru nói, hắn sau lưng người, liền ở Nam Cực làm chút cái gì, chẳng lẽ, Lữ Thần sau lưng cùng Ru sau lưng, là một nhóm người. Trương Huyền hướng Bạch Chỉ lắc lắc đầu sau nói, Phí Lôi Tư, người tiếp tục nói. Nguyên Phổ thực nghiệp sau lưng có đại lượng tài chính chống đỡ, gần nhất ở Đô Thành nổi bật thực thịnh, ta an bài một chút, 10 cái giờ sau, sẽ mời Nguyên Phổ thực nghiệp tham gia một cái yến hội, hơn nữa thả ra tin tức, là cộng giám một cái tân phát hiện nguồn năng lượng, đến lúc đó Lữ Thần khẳng định sẽ xuất hiện, lão đại, ta lần này cố ý mang theo một khối hỏa tinh lại đây. Phí Lôi Tư từ chính mình trong túi, móc ra một cái kim loại hộp, hắn thật cẩn thận đem kim loại hộp mở ra, ở hộp nội, nằm một khối chỉ có ngón út giáp cái lớn nhỏ hỏa tinh mảnh nhỏ. Tuy là như vậy một tiểu khối hỏa tinh, nhưng này nội ẩn chứa năng lượng, đủ để đem mấy đống lâu tạc bằng, Phí Lôi Tư trong tay kim loại hộp, kia đều là đặc chế. Trương Huyền gật đầu nói, hành động thời điểm không cần xúc động, lúc này đây, chúng ta không riêng muốn tìm Lữ Thần hỏi cái rõ ràng, càng muốn làm rõ ràng hắn phía sau người là ai, nhìn xem là ai, như vậy muốn chúng ta mệnh. Minh bạch, mọi người đều gật gật đầu. Tương lai bắt lấy Nguyệt Thần tay, tỷ, sự tình đã qua đi lâu như vậy, người cũng không nên trách Lữ Thần, có đôi khi, lập trường bất đồng, lựa chọn bất đồng. Người không cần như vậy an ủi ta. Nguyệt Thần nhìn xuống hốc mắt trung đảo quanh nước mắt, từ hắn bán đứng lão đại kia một khắc khởi, chúng ta phía trước tỷ đệ tình, cũng đã chặt đứt, người yên tâm, ai nặng ai nhẹ, ta minh bạch. Nghe Nguyệt Thần nói như vậy, đại gia cũng liền không nói cái gì nữa. Một phòng người ngồi ở phòng khách chung, ai cũng không nói chuyện, không khí có vẻ phi thường cứng đờ. Cuối cùng, Chessia ra tiếng đánh vỡ trầm mặc, đồ ăn nếu không ăn, kia đã có thể hư rồi. Bạch Chỉ há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại cố kiềm nén lại. Ngày mai buổi sáng 9 giờ, nơi này tập hợp, Trương Huyền đứng dậy, lưu lại như vậy một câu sau, xoay người ra cửa. Nhìn Trương Huyền rời đi, Bạch Chỉ nặng nề mà thở dài, cũng chậm rãi đứng dậy, đã lâu chưa đi đến đều, ta đi đi dạo. Mang lên ta đi, Phí Lôi Tư mở miệng. Ta đi ước mấy cái cô nương uống rượu, tóc đỏ ra tiếng, đều ai đi, báo hạ danh. Mang lên chúng ta. Một chúng quang minh đảo vương giả, các cầm lấy cớ, cũng đều rời đi, ngắn ngủn mấy chục giây sau, cũng chỉ thừa Chessia một người ngồi ở trong phòng khách, kia đầy bàn hảo đồ ăn, còn mạo nhiệt khí. Chessia liền ngồi ở nơi đó, nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, một tiếng không ra. Năm đó phòng trong hoan thanh thiếu ngữ, hiện giờ dư lại, chỉ có phòng bị cùng xấu hổ. Sau một lúc lâu, Chessia nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vung tay lên, hờ khép cửa phòng hoàn toàn đóng lại. Ở cửa phòng đóng lại nháy mắt, Chessia một trường chụp ở trên bàn trà, này bị nàng giữ lại đến nay bàn trà, hoàn toàn sụp đổ mở ra, đồ ăn rơi rụng đầy đất. Đô thành ban đêm không giống Ngân Châu như vậy an tĩnh, rất nhiều người sinh hoạt, tới rồi cái này điểm, mới chân chính bắt đầu. Trương Huyền ngồi ở một gian chật ních hộp đêm giữa, loạng choạng trong tay chén rượu, kia đinh tai nhức óc âm nhạc vang ở bên tai, trước mặt người chơi điên nháo, thôi bôi hoán chản thanh không ngừng. Duy độc Trương Huyền nơi này, có vẻ cùng chung quanh không hợp nhau. Tôn Thiếu, nhìn cái gì đâu? Khoảng cách Trương Huyền cách đó không xa một trương ghế dài thượng, trên mặt bọc băng gạc Tôn Nghiêu, chính tràn ngập hận ý chiều bên này xem ra. Chương 944 không thích hợp Trương Huyền. Tôn Nghiêu vẻ mặt oán hận trừng mắt Trương Huyền sở ngồi phương hướng, gắt gao nhéo trong tay chén rượu, biết ta trên người thương từ đâu ra sao? Chính là tiểu tử này, ta còn chưa có đi tìm hắn tính sổ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng chạy đến Đô Thành tới. Tôn Nghiêu sau lưng sản nghiệp, ở hè oi bức cũng là đứng đầu, từ Lâm Thị rời đi sau, hắn đương trường liền cưỡi nhà mình tư nhân phi cơ, đi vào Đô Thành bệnh viện tư nhân, trị liệu trên người thương. Ở Tôn Nghiêu bên cạnh, ngồi mấy nam mấy nữ, những cái đó tuổi trẻ nữ nhân một chút đều không thèm để ý Tôn Nghiêu trên người băng gạc, toàn bộ đều dính sát vào ở Tôn Nghiêu trên người, mị nhãn như tơ. Mà kia vài tên nam tính, vừa nghe lời này, tất cả đều một phách cái bàn. Mẹ nó, người này lá gan không nhỏ, Tôn Thiếu, Đô Thành là ta địa phương, việc này giao cho ta. Một người thanh niên đương trường đứng dậy, sao cái bình rượu tử liền chuẩn bị chiều Trương Huyền bên kia đi đến. Đừng, Tôn Nghiêu duỗi tay cản lại, người này hiểu chút vật lộn, có chút thân thủ, chúng ta hiện tại đi lên, rất có thể muốn thiệt thòi lớn. Thân thủ, ta xem hắn có gì duỗi tay, cầm bình rượu tên này thanh niên vẻ mặt khinh thường. Đường trường lấy ra di động, đã phát điều tin tức đi ra ngoài, mười mấy giây sau, đem điện thoại buông,
mở miệng nói, Tôn thiếu, ta người liền ở bên ngoài, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta nhìn xem tiểu tử này có thể mẹ nó đánh mấy cái. Này thanh niên vừa dứt lời, liền thấy hộp đêm cửa ùa vào tới một số lớn người, liếc mắt một cái nhìn lại, ít nói có 20 cái. Thanh niên trên mặt lộ ra một mặt đắc ý, hướng cửa phất phất tay, theo sau ra tiếng, thế nào Tôn thiếu, những người này, có đủ hay không? Chỉ sợ không đủ. Một đạo thanh âm từ thanh niên phía sau truyền đến. Thanh niên đột nhiên xoay người, vừa thấy vừa mới Tôn thiếu chỉ người, liền đứng ở chính mình phía sau. Trương Huyền trong tay còn cầm một cái chén rượu nhẹ nhàng lay động, các người mấy cái, hơn nữa người gọi tới người, không vượt qua 30 cái, không bằng lại kêu điểm đi. Thanh niên vừa nghe lời này, đương trường tức giận, ta đi ngươi sao? Này sao tự vừa mới ra tới, thanh niên cả người giống như một viên đạn pháo, đột nhiên từ tại chỗ bay ngược đi ra ngoài, liên tiếp tạp phiên mấy chương cái bàn, mới ngừng lại được. Một đường đinh lánh quang lang tiếng vang, tức khắc làm hộp đêm nội kia đinh tai nhức óc âm nhạc đều đột nhiên im bặt. Rất nhiều ánh mắt, nhìn về phía thanh niên nơi ngã xuống. Thanh niên chỉ cảm thấy chính mình toàn thân không có một chỗ không đau. Giơ tay vừa thấy, trên tay chát đầy vỡ vụn pha lê cha tử, một màn này, làm thanh niên khóe mắt muốn nứt ra, hướng Trương Huyền sở trạm địa phương hét lớn một tiếng, cho ta chém chết hắn. Những cái đó bị thanh niên gọi tới người, trong lúc nhất thời toàn chiều Trương Huyền vào tới. Trương Huyền cầm lấy trong tay chén rượu, đặt ở bên miệng uống một hơi cạn sạch, theo sau đem chén rượu một ném, nhắm ngay trước mặt người tới dùng sức một quyền ném tới. Trương Huyền này một quyền. Không có vận dụng bất luận cái gì khí, cũng không có vận dụng hắn sở sẽ bất luận cái gì chiêu thức, chính là thực trực tiếp một quyền, giống như man nhân đánh nhau giống nhau. Ở Trương Huyền một quyền đánh ra đồng thời, hắn phía sau một người cầm một cây băng ghế chân chiều Trương Huyền phía sau lưng tạp tới, Trương Huyền tránh cũng không tránh, tùy ý đối phương đánh vào chính mình phía sau lưng, theo sau quay người một chân đá ra, trực tiếp đem này đá bay ra đi. Tại đây một khắc, Trương Huyền hoàn toàn từ bỏ hắn sở học quá bất luận cái gì đập kỹ xảo. Sở làm, chính là cứng đối cứng. Gần nhất phát sinh sự, thật sự là quá nhiều, bao gồm cùng Chessia quan hệ, bao gồm lại lần nữa đề cập bằng hữu phản bội, Trương Huyền tuy rằng mặt ngoài vân đạm phong khinh, nhưng ở hắn nội tâm giữa, đã sớm oán hận chất chứa một bụng khí. Này một bụng khí, tại đây một khắc, bị Trương Huyền bằng nguyên thủy phương thức, toàn bộ phát tiết ra tới. Trương Huyền một người đánh hơn 20 cái, mặc cho côn bổng nện ở trên người. Hắn chỉ vì phát tiết trong lòng tức giận. Kia thanh niên gọi tới hơn 20 người, khi nào đụng tới quá loại này nhân vật. Đều nói tàn nhẫn đến sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, Trương Huyền lúc này trạng thái, hoàn toàn chính là một bộ không muốn sống bộ dáng. Một người giơ lên trong tay gậy gỗ, vọt tới Trương Huyền trước người, vừa muốn đón đầu nện xuống, lại đột nhiên nhìn thẳng vào đến Trương Huyền kia màu đỏ tươi hai mắt, này liếc mắt một cái, làm cầm trong tay mộc bổng người này. Trực tiếp lăng ở nơi đó, một cổ sợ hãi nảy lên hắn trong lòng, dương mộc bổng tay, đều bắt đầu run rẩy lên. Trương Huyền một quyền nện ở đối phương trên mặt, trực tiếp đem này tạp lật qua đi. Lại vừa thấy, Trương Huyền chung quanh, đã không có người, những người đó không phải bị đánh bỏ không đứng dậy, mà là vây quanh ở Trương Huyền 4-5 mét ngoại, người đẩy ta xô đẩy, một đám lại cũng không dám tiến lên. Tới A, tiếp tục, Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mặt độ cung. Như vậy chiến đấu, làm hắn cảm thấy phá lệ sảng khoái. Vây quanh ở chung quanh những người đó, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám dẫn đầu tiến lên. Đều mẹ nó thượng, ai lộng chết hắn, ta cho ai 100 vạn. Đi trước bị Trương Huyền đá bay ngược đi ra ngoài thanh niên giống lớn. 100 vạn, muốn ở dĩ vãng, những người này đều đến phía sau tiếp trước, nhưng hiện tại, bọn họ thật sự sợ. Từ đấu võ đến bây giờ. Trương Huyền đã ăn mấy chục cây gậy, không những một chút việc không có, ngược lại còn càng đánh càng hung, ở khí thế thượng, cũng đã làm này đó tay đấm hoàn toàn sợ hãi. Tới A, Trương Huyền ngoắc ngón tay. Đủ rồi, lão đại, một đạo thân ảnh đột nhiên xâm nhập trong đám người, vọt tới Trương Huyền trước mặt. Đều mẹ nó cút ngay, đừng vây quanh ở này. Alex từ một cái trên đài cao nhảy xuống tới, hét lớn một tiếng, hắn cao lớn dáng người, ngăm đen làn da, đầy người cơ bắp. Mang theo một loại uy hiếp tính, này một tiếng hô lên, như là giải phóng đám kia tay đấm, làm đám kia tay đấm hống một chút liền tan. Tương lai cùng Nguyệt Thần đám người, cũng sôi nổi xuất hiện. Bọn họ rời đi kia gian phòng sau, cũng không có đi xa. Không đúng, lão đại tình huống không thích hợp, Bạch Trì nhìn đến Trương Huyền kia màu đỏ tươi hai mắt,
vẻ mặt nôn nóng. Trương Huyền Chính thở hổn hển, hai mắt không ngừng đánh giá chung quanh. Tương lai, Trấn Định Tề đưa cho ta. Bạch Trì hướng phía sau duỗi ra tay, Tương lai thuận thế từ trong túi móc ra một quả dược tề phóng tới Bạch Trì trên tay. Bạch Trì cũng không thèm nhìn tới, cầm lấy dược tề đối với Trương Huyền cổ chỗ chát đi. Dù cho lấy Bạch Trì thực lực, cũng là dùng hết toàn lực, mới đưa này cái cương chế kim tiêm chui vào Trương Huyền ra thịt giữa, phía trước những cái đó bình thường côn bổng, căn bản vô pháp cấp Trương Huyền tạo thành một chút thương tổn, thậm chí liền cảm giác đau đớn, đều sẽ không có nhiều ít. Trong tương lai này chi cường lực Trấn Định Tề dưới tác dụng, Trương Huyền hô hấp bắt đầu trở nên bằng phẳng lên, hắn kia màu đỏ tươi hai mắt, cũng dần dần khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, Bạch Trì nhẹ nhàng thở ra, hắn không trông cậy vào này Trấn Định Tề có thể đem Trương Huyền thế nào, chỉ là có thể giảm bớt Trương Huyền trên người táo bạo thì tốt rồi. Trương Huyền lắc lắc đầu, nhìn trước mặt Bạch Trì đám người, ánh mắt lộ ra một mạt nghi hoặc, các ngươi như thế nào tới? Trương Huyền này đơn giản một cái dò hỏi, lại là làm Bạch Trì đám người đột nhiên cả kinh. Chúng ta, Bạch Trì quay đầu nhìn về phía tương lai đám người, tương lai không nói gì, hướng Bạch Trì nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lão đại, uống rượu cũng không gọi chúng ta, dựa, cùng nhau uống a. Hải thần đi lên trước tới, ôm Trương Huyền bả vai chiều một bên đi đến. Còn lại người nhìn Trương Huyền bóng dáng, trên mặt toàn lộ ra lo lắng thần sắc, vừa mới chính mình đám người liền như vậy quang minh chính đại xuất hiện, lão đại thế nhưng không phát hiện. Chương 945 Trương Huyền cảm xúc. Liền Trương Huyền bực này cường giả mà nói, chẳng sợ ở chiến đấu kịch liệt khi, có một hai người tiếp cận, kia cũng có thể ở trước tiên phát hiện. Nhưng ở vừa mới cái loại này dưới tình huống, nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện, Trương Huyền thế nhưng ở phía sau mới hậu chi hậu giác. Đối với Trương Huyền loại này cao thủ mà nói, này hoàn toàn là không có khả năng. Bạch Trì nhìn về phía tương lai, ra tiếng nói, tương lai, ngươi thành thật nói cho ta, lúc trước ở trên đảo phòng thí nghiệm, rốt cuộc có hay không cấp lão đại kiểm tra ra cái gì? Tương lai theo bản năng liền nghĩ tới Trương Huyền bụng kia màu đỏ khí xoáy tụ, nàng há miệng thở dốc, lại lắc lắc đầu, một tiếng không cổ họng. Hành đi, tương lai bất đắc dĩ thở dài, theo sau nhìn về phía Phí Lôi Tư, người nọ hiện tại ở đô thành sao? Tìm hắn tới cấp lão đại nhìn xem. Ờ, Phí Lôi Tư gật gật đầu, lúc ấy lão đại thông chi làm hắn về nước, phỏng chừng lúc ấy, lão đại liền phát hiện chính mình trên người dị thường. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, lão đại chưa nói, chúng ta cũng liền lại không đề. Đi thôi, này không phải nói chuyện địa phương. Pis mở miệng, Phí Lôi Tư, người ở chỗ này có sản nghiệp đi, đi người địa phương nói chuyện, thông chi người kia cũng hiện tại chạy tới. Hảo, mọi người rời đi hộp đêm. Tôn Nghiêu cùng tên kia thanh niên nhìn Bạch Trì đám người rời đi, chỉ cảm thấy đời này người, đều bị chính mình cấp ném hết, gọi tới nhiều như vậy tay đấm, không những không đem đối phương bắt lấy. Ngược lại bị đối phương một người đánh mặt mũi bầm dập. Ở đây nhiều người như vậy nhìn, bao gồm những cái đó ăn mặc mỹ diễm tiểu cô nương, làm Tôn Nghiêu lộ ở bên ngoài mặt bộ làn da, đều đỏ lên. Tên kia bị Trương Huyền đá nhảy ra đi thanh niên, từ trên mặt đất bò dậy, cũng không quay đầu lại xám xịt chạy. Nhìn xem, đều hắn sao nhìn cái gì mà nhìn, lại xem lão tử đem các ngươi tròng mắt đào xuống dưới. Tôn Nghiêu mắng to một tiếng, cho rằng như vậy có thể tìm về điểm bãi. Kết quả lại là nghênh đón một trận thổn thức thanh. Tôn Nghiêu nhéo nắm tay, cũng cùng vừa mới tên kia thanh niên giống nhau, cúi đầu rời đi hộp đêm. Ở ra hộp đêm sau, Tôn Nghiêu bắt thông một cái dãy số. Cho ta tra hạ, Lâm thị người có phải hay không tới đô thành? Thiếu gia, Lâm thị người đêm nay 10 giờ đến đô thành. Hảo, Tôn Nghiêu cắt đứt điện thoại, ánh mắt lộ ra nồng đậm hận ý. Lâm thị, người cho rằng ta không biết các người muốn làm gì. Tới đô thành tìm hợp tác đồng bọn đúng không? Ta đảo muốn nhìn, ta Tôn Nghiêu tại đây, các ngươi có thể tìm được ai? Còn có cái kia họ Trương, ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Ở đô thành, có một chỗ, tới rồi ban đêm, siêu xe tung hoành, trăm vạn xe ở chỗ này, giống như xe taxi giống nhau, người khác xem đều không xem một cái, những cái đó giá trị thượng ngàn vạn siêu xe, mới là mọi người sở truy phủng đối tượng. Này phố, chưa bao giờ khuyết thiếu tuấn nam mỹ nữ. Cùng với thổ hào, đây là đô thành ban đêm nhất phồn hoa đường phố, không gì sánh nổi. Tại đây con phố lớn nhất một cái quán ba nội, Trương Huyền đám người ngồi ở lớn nhất một cái ghế lô nội, chỉ là cái này ghế lô, muốn đi vào, thấp nhất tiêu phí, đều phải ở 10 vạn hướng lên trên, mà thật muốn ở bên trong tiêu phí người, cũng đều viễn siêu cái này con số. Giờ phút này,
Trương Huyền đám người ngồi ở này gian ghế lô nội, trừ bỏ Tương Lai cùng Nguyệt Thần ở ngoài, không còn có cô nương, những cái đó xinh đẹp lễ nghi tiểu thư cũng đều chỉ là chờ ở ngoài cửa, không dám tiến vào. Nếu là trước kia, này đó lễ nghi tiểu thư đã sớm nhịn không được đẩy mạnh tiêu thụ trong tiệm rượu, nhưng hôm nay các nàng không dám, bởi vì các nàng nhìn đến, ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi đại lão bản, giờ phút này đều vẻ mặt cung kính đứng ở ghế lô cửa, trong tay cầm một cái khay, tùy thời chờ đợi bên trong gọi đến, đảm đương người phục vụ nhân vật, cái này làm cho cửa lễ nghi các tiểu thư cũng không dám suy nghĩ, này ghế lô nội người, rốt cuộc là cái gì thân phận. Phải biết rằng, ngày thường những cái đó nổi danh phú nhị đại công tử ca, mặt mũi lớn nhất, cũng chỉ là có thể thỉnh lão bản lại đây chạm vào một ly, nhưng hiện tại, lão bản bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái hạ nhân A. Ghế lô nội, tổng cộng ngồi 11 cá nhân. Có Trương Huyền, Quang Minh đảo chín đại vương giả, cùng với một người ngọn tóc có chút trắng bệch nam tính, tóc tuy bạch, nhưng người này lại có vẻ thực tinh thần. Mọi người liên tiếp nâng chén, uống phá lệ tận hứng, vừa mới ở hộp đêm nội phát sinh sự tình. Bị mọi người lựa chọn tính xẹt qua. Lão đại, hôm nay này 12 cái, người cần thiết uống. Tuyệt đối không thể lại. Hải thần chỉ vào trước mặt trên bàn 12 chát ly rượu Tây, người thường uống một chén đi xuống, chỉ sợ cũng say bất tỉnh nhân sự. Mà này 12 chát ly, đừng nói người thường, cho dù là nắm giữ khí phía trước Trương Huyền, uống xong đi chỉ sợ cũng đến khó chịu một đêm, lúc trước Trương Huyền, chính là bị hai bình giả rượu liền cấp rót bất tỉnh nhân sự. Hiện giờ, nắm giữ khí bọn họ, thân thể cường độ cùng dĩ vãng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, này 12 chát ly rượu Tây uống xong, tuy rằng không dễ chịu, nhưng cũng sẽ không bởi vậy say mềm. Đúng vậy, lão đại, mau làm, ta lại cùng ngươi tới 12 cái. Alex ở một bên hứng thú bừng bừng nói. Phục sàn sàn như nhau, ngươi tới một chút, Nguyệt Thần buông trong tay chén rượu, kêu một tiếng kia ngọn tóc có chút hoa dâm nam nhân. Phục sàn sàn như nhau là hè oi bức người gương mặt, hoàng màu da, ăn mặc một thân cùng loại với đạo bào giống nhau hầu hạ, nghe được Nguyệt Thần nói sau, đi đến một bên. Nguyệt Thần, Phục sàn sàn như nhau hướng Nguyệt Thần hỏi thanh hảo. Nguyệt Thần nhìn mắt đang ngồi ở một bên cùng hải thần đua rượu Trương Huyền, theo sau hỏi, lần trước lão đại kêu ngươi về nước là nói như thế nào? Phục sàn sàn như nhau lắc lắc đầu, không phải đại nhân chính miệng kêu ta trở về, là đệ tử của ta. Nói cho ta đại nhân tâm lý phương diện giống như có chút vấn đề, đại nhân cũng muốn cầu ta kia đệ tử cho hắn làm một lần tâm lý phương diện phụ đạo. Kết quả là cái gì? Tương Lai từ một bên đi tới, hỏi. Phục sàn sàn như nhau lắc lắc đầu, ta kia đệ tử nói, đại nhân tiềm thức giữa che giấu bạo ngược cảm xúc đặc biệt nhiều, hơi chút có một ít làm đại nhân không hài lòng đồ vật, đều sẽ dẫn tới đại nhân đáy lòng bạo ngược cảm xúc này lên tới. Này cũng có thể cùng kia đoạn thời gian đại nhân bên người phát sinh sự có quan hệ, lúc ấy, đại nhân bên người cái kia bằng hữu bị người cầm tù đi lên. Nguyệt Thần gật gật đầu, từ từ làm ngươi thôi miên lão đại, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc. Phục sàn sàn như nhau nhìn mắt Trương Huyền sở ngồi phương hướng, lắc lắc đầu, ta cơ hồ không có nắm chắc, đại nhân chịu quá nghiêm khắc cách tâm lý huấn luyện, muốn thôi miên đại nhân, phi thường khó, ta chỉ có thể thử xem, các ngươi còn phải làm đại nhân lại uống vài chén. Hảo, Nguyệt Thần gật đầu, theo sau quay người lại, đi đến Trương Huyền trước mặt, một phen đẩy ra chuẩn bị đi lên cùng Trương Huyền đua rượu Alex, đem sau đầu vãn khởi, tới, lão đại, hai ta tới. Ta má ơi, Nguyệt Thần uống rượu, bị ngươi những cái đó tín đồ biết, không được điên rồi. Alex một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn Nguyệt Thần. Như thế nào, khinh thường nữ nhân, Nguyệt Thần nhướng mày. Nữ nhân uống rượu, ta là thật, Alex nói còn chưa dứt lời, đã bị người khác đánh gãy. Tóc đỏ ngồi ở một bên cười nói, Alex, Nguyệt tỷ tung hoành rượu tràng thời điểm, người còn không hiểu giết người đâu, ngồi một bên xem liền hảo. Alex biểu tình biến đổi, hướng Nguyệt Thần thâm cúc một cung, thực xin lỗi. Chương 946 thường xuyên dao động. Trương Huyền giờ phút này, hiển nhiên cũng là uống tận hứng, thấy Nguyệt Thần tới đua rượu, tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Mọi người ở trước bàn uống rượu. Tương Lai tắc vây quanh ở phòng nội, bên này nhìn xem. Bên kia nhìn nhìn, chuyển hướng trong một góc đi. Nhìn cái gì đâu, cùng đi chơi a, thật vất vả mới gom lại cùng nhau. Một đạo thanh âm đột nhiên chưa bao giờ tới phía sau vang lên. Này đột nhiên vang lên thanh âm, sợ tới mức Tương Lai một cái giật mình, Tương Lai đột nhiên vừa thấy, phát hiện là Bạch Chỉ đứng ở chính mình phía sau. Tương Lai biểu tình có chút mất tự nhiên nói, ngươi cái ngu ngốc, làm ta sợ nhảy dựng.
Bạch Trì sắc mặt cổ quái đánh giá tương lai, hắn tổng cảm giác tương lai có chút không thích hợp, loại cảm giác này, từ hộp đêm liền bắt đầu, nhưng rốt cuộc là cái gì, Bạch Trì lại nói không lên. Ngu ngốc, nhìn cái gì mà nhìn, tương lai giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, đối với Bạch Trì đầu chính là một cái bạo lật, trắng Bạch Trì liếc mắt một cái, đi lạp, uống rượu đi lạp, ngươi chạy tới trốn rượu có phải hay không? Ngươi là không tàng thứ gì đâu, Bạch Trì bên này nhìn xem, bên kia nhìn nhìn. Ta ẩn giấu cái nam nhân, được rồi đi, tương lai đi phía trước bước ra một bước, nhéo Bạch Trì sau cổ áo, đi mau, uống rượu. Bạch Trì ánh mắt còn không có càn quét xong, đã bị tương lai mạnh mẽ túm đến một bên, tìm Trương Huyền uống rượu đi. Chín đại quang minh đảo vương giả đều xuất hiện, Trương Huyền cũng là uống tận hứng, ai đến cũng không cự tuyệt, thực mau liền biểu hiện ra men say. Nguyệt thần cũng là gương mặt hồng nhuận, kia phúc bộ dáng, thật giống như kia ở Nguyệt cung trung thánh khiết thiên tiên, bị Trương Huyền này chỉ đến từ địa ngục ác ma sinh sôi túm nhập phàm trần giống nhau. Tương lai thấy Trương Huyền uống không sai biệt lắm, hướng một bên Phục Sàn Sàn như nhau so cái thủ thế. Phục Sàn Sàn như nhau hiểu ngầm gật gật đầu, đi lên trước tới, cung kính cấp Trương Huyền đem rượu đảo thượng, ở rót rượu thời điểm, Phục Sàn Sàn như nhau cố ý gõ tam nhắm rượu bình, hắn nhìn như tùy ý gõ, lại mang cho người một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, giống như này ba tiếng gõ chung, chất chứa nào đó vận luật giống nhau. Trương Huyền vốn là có chút hơi say đôi mắt, tại đây ba tiếng vang lên sau, trở nên càng thêm mê ly lên. Thấy như vậy một màn, tương lai cùng Nguyệt Thần, hướng còn lại vài vị vương giả vẫy vẫy tay, bọn họ ở tới phía trước, đều biết hôm nay muốn làm cái gì, mọi người tất cả đều gật gật đầu, theo sau một người tiếp một người, chậm rãi rời đi ghế lô. Ở cái này trong quá trình, Phục Sàn Sàn như nhau còn tự cấp Trương Huyền trước mặt cái ly nội rót rượu, hắn rót rượu phương pháp thực độc đáo, cũng không phải một cái ly đảo mãn lại ngã xuống một ly, mà là bên này đảo một chút, bên kia đảo một chút, có nhiều có ít, ở rót rượu trong quá trình, bình rượu thỉnh thoảng sẽ chạm vào chén rượu, bởi vì ly chung rượu bất đồng, phát ra mà phát ra bất đồng âm luật. Tương lai là cuối cùng một cái rời đi ghế lô, ở ra ghế lô trước, nàng cố ý thay đổi một cái nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, theo sau chậm rãi đem ghế lô môn đóng lại. Ở cái này trong quá trình, Trương Huyền nhìn chằm chằm vào chính mình trước bàn chén rượu, ánh mắt không có chiều địa phương khác xem qua, hiển nhiên là bị thôi miên. Bình thường tới nói, Phục Sàn Sàn như nhau muốn thôi miên Trương Huyền, là hoàn toàn không có một chút khả năng, nhưng hôm nay bất đồng, Trương Huyền cùng Bạch Trì bọn họ ở bên nhau, là hoàn toàn không có một chút phòng bị tâm lý, hơn nữa đại lượng cồn gây tê, cùng với tương lai đám người phối hợp, mới làm được làm Phục Sàn Sàn như nhau miễn cưỡng có thể tiến hành một ít thiền trình tự thôi miên. Ghế lô ngoại, Bạch Trì đám người đứng ở chỗ này, nguyên bản những cái đó canh giữ ở ghế lô cửa xinh đẹp lễ nghi cô nương, đứng ở một bên, thấp hèn đầu, không dám ngẩng đầu, lại không ngừng dùng dư quang tò mò đánh giá Bạch Trì đám người, suy đoán bọn họ rốt cuộc là cái gì thân phận. Đôi mắt không cần loạn xem, Alex chiều những cái đó lễ nghi cô nương phương hướng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, hoàn toàn không có một chút thương hương tiếc ngọc chi tình. Những cái đó lễ nghi cô nương theo bản năng rụt rụt cổ, vội vàng thu hồi dư quang. Ở người một nhà trước mặt, có người sẽ cảm thấy Alex thực khôi hài, thậm chí còn có điểm vụng về, nhưng trước mặt ngoại nhân, này tàn sát loan đao danh hiệu, cũng không phải là Alex tự phong. Phí Lôi Tư hướng cửa hàng này lão bản phất phất tay, được rồi, các ngươi có thể đi rồi, nhớ kỹ, từ từ vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, đều không cần lui tới xem một cái, minh bạch sao? Minh bạch, cửa hàng này lão bản vội vàng cung kính trả lời, hắn ở đô thành thương giới. Cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật, nhưng giờ phút này, lại là tấn hiện hèn mọn bộ dáng, bởi vì hắn biết rõ, ở trước mắt người này thủ hạ, có vô số giống chính mình như vậy nhân vật, chính mình sở hữu có thể kiêu ngạo địa phương, ở đối phương trước mặt, không đáng một đồng. Lão bản mang theo một chúng lễ nghi tiểu thư rời đi. Bạch Trì đám người, liền đứng ở ghế lô cửa, vẻ mặt nôn nóng chờ đợi, bọn họ đều muốn biết, Trương Huyền rốt cuộc làm sao vậy, liền tình huống hiện tại tới xem. Trương Huyền tâm lý thượng, xuất hiện rất lớn vấn đề. Tương lai đứng ở khoảng cách những người khác xa hơn một chút một ít địa phương, lấy ra di động, không ngừng dùng tay hoa màn hình, mày liễu dần dần nhíu lại. Thời gian một phút một giây quá khứ, chờ ở ngoài cửa mọi người nhìn không tới tình huống bên trong, trên mặt dần dần lộ ra nôn nóng biểu tình. Đột nhiên, nhìn chằm chằm vào di động tương lai phát ra một tiếng kinh hô, không xong. Liền trong tương lai phát ra kinh hô đồng thời. Ghế lô nội vang lên một tiếng oanh bạo vang. Cứu ta,
phục sàn sàn như nhau hoảng loạn thanh âm từ ghế lô nội truyền ra. Cửa bạch trì đám người thần sắc biến đổi, trước tiên đá văng ra ghế lô môn, chiều ghế lô nội phóng đi. Ở tiến vào ghế lô ánh mắt đầu tiên, bọn họ liền nhìn đến, phục sàn sàn như nhau đã quăng ngã ở ghế lô một góc chung, mà Trương Huyền, chính đầy mặt sát ý nhìn chằm chằm phục sàn sàn như nhau, đối mặt vọt vào ghế lô bạch trì đám người, một chút phản ứng đều không có. Ghế lô nội bàn trà, đã vỡ vụn đầy đất. Tương lai, Trấn Định Tề, bạch trì hét lớn một tiếng, tại đây đồng thời, Hải Thần, Tóc Đỏ, Alex, cùng với Peace bốn người, sôi nổi chiều Trương Huyền phóng đi, bắt lấy Trương Huyền đôi tay. Cút ngay, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, dùng sức dương lên tay, chính là như vậy nhìn như nhẹ nhàng một chút, tuy là Alex đám người, đều thiếu chút nữa bị Trương Huyền ném ra. Mau, bạch trì sắc mặt nôn nóng, lại lần nữa thúc giục nói. Tương lai vội vàng đệ thượng một chi dược tề, giống như lúc trước ở hộp đêm chung như vậy, bạch trì bắt lấy dược tề, dùng cương chế kim tiêm, dùng sức chiều Trương Huyền cổ chát đi. Suốt một chi Trấn Định Tề bị bạch trì toàn bộ tiêm vào xong. Không được, không có phản ứng. Alex gắt gao cắn răng. Lại đến, bạch trì lại lần nữa duỗi tay. Lão đại tình huống hiện tại, loại này Trấn Định Tề đối hắn đã không có bất luận cái gì hiệu quả, dùng cái này. Tương lai một lần nữa đệ thượng một chi dược tề. Bạch trì hỏi cũng không hỏi là cái gì, như cũ chiều Trương Huyền cổ chát đi. Đường này chi dược tề hoàn toàn tiêm vào sau, Alex đám người mặt bộ biểu tình trở nên đẹp một chút. Có hiệu quả, lão đại lực lượng đang ở thu nhỏ. Bạch trì cũng nhìn đến, Trương Huyền sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, từ sát khí tung hoành, trở nên bằng phẳng, theo sau trở nên mỏi mệt, lại dần dần, Trương Huyền hai mắt thế nhưng khép lại, cả người cũng hướng phía trước ngã quỵ. Bạch trì tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy Trương Huyền, mới không làm Trương Huyền tài đến trên mặt đất. Chương 947 mặt trái cảm xúc ngọn nguồn. Nhìn thấy dược tề hữu hiệu, tương lai đại tùng một hơi. Bạch trì đỡ Trương Huyền đến một bên sofa chỗ nằm xuống. Còn lại mọi người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng. Bạch trì nhìn mắt, lúc này Trương Huyền hiển nhiên đã hôn mê qua đi. Bạch trì ra tiếng hỏi, tương lai, ngươi mới vừa đó là cái gì dược? Cường lực thuốc mê, có thể ma đảo một đầu voi liều thuốc, hẳn là có thể làm lão đại hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Tương lai từ bạch trì trong tay lấy quá kia chi thuốc trích, nạp lại hảo. Có thể ma đảo một đầu voi liều thuốc mê, mới có thể làm Trương Huyền bằng phẳng đi xuống, có thể thấy được Trương Huyền hiện tại thân thể, rốt cuộc mạnh mẽ tới rồi cái dạng gì một cái nông nỗi. Bạch trì nghe vậy sửng sốt, người sớm đã có như vậy chuẩn bị. Tương lai không có trả lời, mà là nhìn về phía phục sàn sàn như nhau, chúng ta vẫn là trước làm rõ ràng đã xảy ra cái gì đi, vừa mới rốt cuộc sao lại thế này. Giờ phút này, phục sàn sàn như nhau đã từ trên mặt đất bò lên chạm hảo, lòng còn sợ hãi nhìn mắt kia vỡ vụn bàn trà, hít sâu một hơi, bằng phẳng hạ run rẩy tâm, mở miệng nói, các vị đại nhân, các ngươi cũng nên biết, cái gọi là thôi miên, bất quá này đây một loại đặc có phương thức, đi dẫn đường bị thôi miên giả tiềm thức, do đó phát hiện bị thôi miên giả tâm lý khuyết tật. Phục sàn sàn như nhau nói chuyện thời điểm, ngón tay còn ở không ngừng run rẩy. Hiển nhiên còn không có từ vừa rồi kinh hách chung phục hồi tinh thần lại, điểm này thực dễ dàng lý giải, mặc cho ai trực diện táo bạo trạng thái hạ địa ngục quân vương, đều sẽ bị dọa đến không nhẹ, phục sàn sàn như nhau còn xem như tương đối lý trí, thời điểm mấu chốt hô ra tới, bằng không hiện tại hắn sẽ rơi vào cái gì hậu quả, phục sàn sàn như nhau chính mình cũng không dám suy nghĩ. Ngươi tiếp tục nói, bạch trì đám người nghe. Phục sàn sàn như nhau gật gật đầu. Sa tăng đại nhân có được viễn siêu thường nhân tâm lý phòng tuyến, cho dù là ở cồn gây tê hạ, ta cũng vô pháp đi dẫn đường đại nhân tiềm thức cảm xúc, ta hỏi ra hết thảy vấn đề, đại nhân đều sẽ không để ý tới, cho nên ta chỉ có thể thử một chút, đi dẫn đường đại nhân đáy lòng những cái đó bạo ngược cảm xúc. Ngươi là chơi với lửa, tương lai đột nhiên cảm xúc kích động hô một tiếng, ngươi đi dẫn đường lão đại đáy lòng bạo ngược cảm xúc. Ngươi có biết hay không, hắn mấy năm nay là như thế nào lại đây? Hắn đáy lòng động lại bạo ngược cảm xúc, nơi nào là ngươi có thể thừa nhận. Ta minh bạch làm như vậy rất nguy hiểm. Phục sàn sàn như nhau giờ phút này đã chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhưng ta không có lựa chọn khác. Ta đệ tử nói cho ta, đại nhân vẫn luôn đều ở cố ý khắc chế hắn đáy lòng những cái đó cảm xúc. Nhưng ta vừa mới phát hiện, hắn này đó cảm xúc, đã có chút khắc chế không được. Ở ta rót rượu thời điểm, ta cố ý đem rượu đảo thật sự loạn, hoàn toàn không có kết cấu. Ở ngay lúc này,
đại nhân liền biểu lộ ra bực bội bộ dáng, theo sau ta đem âm nhạc thanh âm điều tiểu, cố ý nói một ít mẫn cảm từ ngữ, tỉ như. Nói đến lúc này, Phục Sàn Sàn như nhau cố ý nhìn mắt tương lai đám người. Không có việc gì, người nói. Bạch Chỉ Ý bảo Phục Sàn Sàn như nhau tiếp tục. Phục Sàn Sàn như nhau lúc này mới dám nói, ta lại đề cập Chessia đại nhân, Quang Minh đảo chìm nghỉm, cùng với nước ngoài mới nhất xuất hiện một chút sự tình, này đó đều sẽ khiến cho đại nhân cảm xúc dao động, nhưng chân chính bùng nổ, lại không phải này đó. Là cái gì? Mọi người tất cả đều nghiêm túc nghe, bọn họ minh bạch, kế tiếp Phục Sàn Sàn như nhau nói, chính là Trương Huyền giấu ở đáy lòng đồ vật, hoặc là nói, có thể là Trương Huyền bóng đè. Phục Sàn Sàn như nhau cắn ra hai chữ, thị tộc. Nghe được thị tộc hai chữ khi, tương lai đám người đều là chấn động, thị tộc thực lực, bọn họ là tràn đầy cảm thụ. Tiêu thị, Tô thị, cùng với Trúc thị cường hoành, bọn họ là tự mình thể hội quá, thị tộc mang cho bọn họ cường đại lực áp bách, là ngạnh sinh sinh đem Bạch Chỉ bức thiếu chút nữa tổ hỏa nhập ma. Ngày đó Trúc thị một trận chiến, nếu không có Trương Huyền xuất hiện, ai thắng ai phụ, thật đúng là khó mà nói. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, kia tam đại thị tộc, bất quá là sở hữu thị tộc giữa. Thực lực đứng hàng ở cuối cùng, ở bọn họ phía trước, còn có quá nhiều cường hoành tồn tại, lúc này tuy rằng không hiện sơn lộ thủy, nhưng ai cũng nói không chừng, khi nào lại sẽ đi ra một cái thị tộc. Phục Sàn Sàn như nhau tiếp tục nói, khi ta nói ra thị tộc hai chữ thời điểm, đại nhân phản ứng, đều không phải là cái loại này đem cảm xúc lập tức bộc phát ra tới, này hai chữ, liền phảng phất là đập nước cơ quan, hơi một đụng chạm, đại nhân hắn, giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, hắn loại tình huống này. Phục Sàn Sàn như nhau nói đến này, không có nói thêm gì nữa. Là cái gì? Bạch Chỉ nôn nóng hỏi. Phục Sàn Sàn như nhau lắc lắc đầu, xin lỗi, ta còn nhìn không ra tới, nếu muốn biết đại nhân tình huống, chỉ sợ chỉ có cửu cục vị kia thầy bói có thể biết được. Bạch Chỉ sắc mặt biến đổi, hướng Phục Sàn Sàn như nhau quát, nhìn không ra. Ngươi như thế nào sẽ nhìn không ra? Thầy bói cùng ngươi. Hảo, nhìn không ra chính là nhìn không ra. Ngươi còn có thể buộc Phục Sàn Sàn như nhau nhìn ra điểm cái gì không thành. Peace trừng mắt nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái, theo sau hướng Phục Sàn Sàn như nhau nói, hôm nay là vất vả ngươi, phí lôi tư cho ngươi an bài hảo, ngươi đêm nay liền rời đi đi, nước ngoài có một số việc muốn ngươi đi xử lý, trong khoảng thời gian ngắn không cần đã trở lại. Tạ Peace đại nhân, Phục Sàn Sàn như nhau hướng Peace ôm ôm quyền, theo sau lại hướng Bạch Chỉ đám người chắp tay thi lễ, các vị đại nhân, ta đây liền trước rời đi. Nói xong, Phục Sàn Sàn như nhau quay đầu xoay người mà đi. Vì cái gì không cho ta hỏi? Hắn rõ ràng đã nhìn ra. Bạch Chỉ khó hiểu nhìn về phía Peace. Ngươi hỏi lại, hắn cũng sẽ không nói. Peace còn không có hé răng, y chắt ngươi liền trước mở miệng. Chúng ta đều minh bạch, hắn không phải nhìn không ra, mà là nhìn ra tới, lại không dám nói. Bạch Chỉ, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, liền lão đại hiện tại trạng thái, nếu Phục Sàn Sàn như nhau nói hắn nhìn ra cái gì? Ngươi có thể phóng hắn tồn tại rời đi sao? Bạch Chỉ nghe được lời này sửng sốt, há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói, đích xác như y chát ngươi theo như lời, nếu Phục Sàn Sàn như nhau hôm nay thật nói ra cái gì, hắn khả năng thật sự sẽ không tha Phục Sàn Sàn như nhau rời đi, ngược lại là như bây giờ, cho hắn một cái không giết Phục Sàn Sàn như nhau lý do. Phí lôi tư nhìn về phía tương lai, đem ngươi gạt đại ra sự, nói một chút đi. Từ ở hộp đêm nhìn thấy lão đại kia một khắc khởi, ngươi liền có vẻ không thích hợp, vừa mới chúng ta uống rượu thời điểm, ngươi là ở ghế lô nội trang bị cái gì trang bị đi. Phía trước lão đại thân thể trạng huống vẫn luôn là từ ngươi phụ trách, trên người hắn đã xảy ra chuyện gì, ngươi hẳn là nhất rõ ràng, hiển nhiên tình huống hiện tại, đã không phải ngươi cùng lão đại có thể khống chế, nói ra, chúng ta đại gia cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Tương lai mặt đẹp một bạch, nhìn quét một vòng, thấy mọi người đều nhìn chính mình. Nàng hít sâu một hơi, theo sau nói, trước ngồi đi, chuyện này, đến từ mấy tháng trước nói. Tương lai dẫn đầu đi đến trên sofa ngồi xuống, nhìn mắt nằm ở trên sofa lâm vào hôn mê giữa Trương Huyền, mở miệng nói, lúc ấy, lão đại lần đầu tiên đem linh thạch đưa tới trên đảo giao cho ta, lúc ấy chúng ta ai cũng không biết linh thạch bên trong năng lượng rốt cuộc là cái gì, lão đại liền dùng chính hắn coi như thí nghiệm phẩm. Chương 948 chính là nội lực. Tương lai ngồi ở trên sofa, đem lúc trước Trương Huyền lần đầu mang linh thạch thượng đảo nghiên cứu, mãi cho đến Trương Huyền lấy tự thân hấp thu hỏa tinh năng lượng sự, một năm một mười toàn bộ thác ra. Ý của ngươi là nói, ở lão đại trong cơ thể, có một đoàn khí xoáy tụ.
còn chia làm hai loại nhan sắc. Bạch Trì nghe xong tương lai tự thuật, tổng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tương lai gật gật đầu. Về Trương Huyền bụng khí xoáy tụ sự, cho tới nay, đều bị tương lai giấu ở đáy lòng, ai cũng chưa nói, chẳng sợ Trương Huyền, tương lai cũng chưa đã nói với. Tương lai tự giễu cười cười, nói đến buồn cười, ta trên tay nắm giữ ngoại giới công nhận, siêu việt hiện đại 50 năm khoa học kỹ thuật, nhưng đối lão đại trong cơ thể biến hóa, ta chỉ có thể lý giải vì nội lực, tựa như võ hiệp tiểu thuyết chung viết như vậy, bao gồm chúng ta hiện tại sợ có được khí, khả năng cũng chỉ là nội lực một loại. Nói như thế nào, Bạch Trì nghi hoặc hỏi, hắn biết tương lai là một cái thực nghiêm cẩn người, nếu không có nhất định nắm chắc, tương lai tuyệt không sẽ bắn tên không đích, nói ra loại này không đâu vào đâu suy đoán. Tương lai lấy ra di động, ở trên màn hình liền điểm vài cái, theo sau, liền thấy một đạo chùm tia sáng chưa bao giờ tới di động phần lưng camera đánh ra, ở trên tường hình thành một cái hình chiếu thượng, có rất nhiều số liệu phân tích biểu. Tương lai chỉ vào trên tường hình chiếu mở miệng nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta đối linh thạch cùng hỏa tinh nội năng lượng hệ thống, tiến hành rồi một cái toàn diện phân tích, hơn nữa lấy ra thượng trăm loại sinh vật DNA. Đồng thời làm người đưa tới một ít viễn cổ nhân loại cư trú địa chỉ lưu lại hàng mẫu, thông qua đại số liệu đối lập phát hiện, tuyệt đại đa số sinh vật DNA giữa, đều có cùng linh thạch nội năng lượng thể ăn khớp đặc thù, thay lời khác tới nói, này đó sinh vật, bản thân liền tự mang một ít khí. Nơi này có liệp báo, voi, tê giác, con kiến chờ một ít tại thiên thiên tính liền viễn siêu nhân loại thể chất cường hoành sinh vật, mà hiện nay nhân loại DNA, lại không có như vậy năng lượng thể. Tương lai nói xong. Cắt một chút màn hình di động, trên tường hình chiếu tùy theo phát sinh biến ảo. Tương lai tiếp tục nói, đây là ta làm người đưa tới một ít tiêu bản, là từ viễn cổ nhân loại cư trú địa chỉ cũ thu thập tới, từ giữa kéo dài ra một ít viễn cổ nhân loại DNA, trải qua nghiên cứu phát hiện, ở viễn cổ nhân loại DNA giữa, là có được cùng linh thạch tương đồng năng lượng thể, ta về phía sau chuyển rời thời gian này, mãi cho đến 18 thế kỷ sơ, nhân loại DNA hàng mẫu giữa, đều có như vậy năng lượng thể. Mà ở 18 thế kỷ sau, này đó năng lượng thể, liền biến mất. Ngươi là nói, chúng ta ở thoái hóa. Bạch Trì nhíu mày. Đơn từ DNA đi lên xem, là cái dạng này. Tương lai gật đầu, lại lắc lắc đầu, đương nhiên, này đó không thể cua đũa cả nắm, cho nên theo ý ta tới, cái gọi là khí, kỳ thật chính là võ hiệp tiểu thuyết chung nội lực một loại, ở thật lâu phía trước, cũng tương đương với là nhân loại một loại năng lực, liền giống như chúng ta có thể sử dụng đôi mắt nhìn đến đồ vật. Mà con rơi không thể giống nhau, chỉ là mấy thứ này dần dần thoái hóa, nhưng còn có một bộ phận người bảo lưu lại xuống dưới, này một bộ phận người, đó là thị tộc huyết mạch tương đồng. Chỉ cần tận lực bảo trì huyết thống thuần khiết, loại này DNA là có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống, mà lão đại hiện tại gặp được tình huống, ta hoài nghi, chính là khí tạo thành. Bạch Trì há mồm, muốn nói cái gì, kết quả bị tương lai duỗi tay đánh gãy. Ta biết người muốn hỏi cái gì, người tưởng nói. Lão đại cùng chúng ta giống nhau, đều luyện khí, vì cái gì chúng ta không có việc gì đúng không? Bạch Trì gật gật đầu. Lão đại cùng chúng ta luyện khí phương thức, cũng không giống nhau. Tương lai lắc lắc đầu, chúng ta thông qua chậm rãi cảm thụ khí tồn tại, theo sau hấp thu linh thạch nội năng lượng, cái này quá trình, liền giống như chúng ta đang ở rèn luyện trên người cơ bắp. Chúng ta cách làm, là từng giọt huấn luyện, đem trên người thịt thừa chậm rãi chuyển hóa vì cơ bắp. Cơ bắp là chúng ta bản thân liền có được. Chúng ta sở làm, bất quá là một cái làm cơ bắp dần dần tăng nhiều, thịt thừa dần dần giảm bớt quá trình, tựa như ta cho ngươi nói, chúng ta đã từng có được cùng linh thạch nội năng lượng thể tương ăn khớp DNA. Chỉ là bị che giấu đi lên, hiện tại là một cái khai quật quá trình, mà lão đại bất đồng. Nói đến lúc này, tương lai hít sâu một hơi, nhìn mắt Trương Huyền, trong tương lai trong ánh mắt, mang theo, thế nhưng là đau lòng thần sắc. Lão đại là chúng ta giữ cái thứ nhất tiếp xúc khí người. Hắn không giống chúng ta, có người dẫn đường, hắn hoàn toàn là bằng vào chính mình sờ soạng. Nếu nói chúng ta là một chút đem tự thân cơ bắp luyện ra, kia lão đại, chính là dùng sắt thép, đem chính mình trên người thịt, sinh sôi đánh thành cơ bắp, khả năng cái này so sánh không quá thỏa đáng. Nhưng đạo lý chính là như vậy, chúng ta là thông qua khí, tới dẫn đường tự thân tiềm năng, khai quật tự thân tiềm năng, mà lão đại hắn, chính là đem kia khí mạnh mẽ hấp thu đến chính mình trong cơ thể, vì chính mình sử dụng. Mà khí năng lượng, cũng không tinh thuần, đặc biệt là hỏa tinh. Tương lai dừng một chút, tiếp tục nói, hỏa tinh nội năng lượng, so linh thạch nội sở chất chứa càng thêm cuồng bạo, càng thêm có xâm lược tính, cái loại này xâm lược tính, giống như là một cái bệnh truyền nhiễm độc giống nhau,
tiến vào lão đại trong cơ thể sau, liền bắt đầu tùy ý khuếch trương, nhưng loại này khuếch trương cũng không sẽ ảnh hưởng đến lão đại thân thể cơ năng, chỉ là ở xâm chiếm lão đại trong cơ thể thuộc về linh thạch năng lượng, đương loại này virus xâm lấn toàn bộ bao trùm lão đại trong cơ thể linh thạch năng lượng thời điểm. Lão đại liền sẽ không chịu khống chế bắt đầu táo bạo lên, tại đây loại táo bạo dưới tình huống, người là không có lý trí, liền giống như một người lần đầu tiên đánh nhau, hắn căn bản không nhớ rõ chính mình khi nào ra quyền, khi nào đá đến chân, trong đầu trống rỗng, lão đại cũng sẽ như vậy, nói cách khác, đây là một loại phi thường dị dạng mộng du, chủ ý thức dưới tình huống như vậy, sẽ tiến vào một cái giấc ngủ trạng thái giữa, sở hữu động tác, đều là tiềm thức đến mang động. Cho nên, ý của ngươi là nói, lão đại hắn, luyện công luyện tẩu hỏa nhập ma. Alex sắc mặt có chút cổ quái, hắn thích hè oi bức văn hóa, cũng xem qua rất nhiều hè oi bức võ hiệp phim truyền hình cùng tiểu thuyết, phim truyền hình thường xuyên hội diễn đã có người luyện công tẩu hỏa nhập ma, đến nỗi lục thân không nhận, nhưng kia trước sau là phim truyền hình. Có thể như vậy lý giải, tương lai gật đầu, Bạch Trì khoảng thời gian trước, cũng từng có như vậy trạng thái, chỉ là không có lão đại như vậy nghiêm trọng mà thôi, ta cho rằng, này hết thảy nguyên do, đều là tinh thần áp lực quá lớn, dẫn tới nhân gian tiếp tính hỏng mất, vừa mới phục sàn sàn như nhau cũng nói, hắn là ở nhắc tới thị tộc hai chữ thời điểm, lão đại hoàn toàn bạo phát ra tới, ở lão đại trong lòng, chưa từng có buông quá này khối đại thạch đầu, hắn hiện tại sinh hoạt nhìn như bình tĩnh, kỳ thật muốn so dĩ vãng thừa nhận còn muốn áp lực cực lớn. Rốt cuộc khi đó địch nhân, chúng ta là hiểu tận gốc rễ, mà thị tộc, đối với chúng ta tới nói, giống như là một cái mê giống nhau, không biết đồ vật, mới là để cho người sợ hãi. Bạch Trì nghe xong, hơi hơi ngây người, theo sau thở dài một tiếng. Còn lại người, cũng đều mặt lộ vẻ tự trách, Trương Huyền thừa nhận áp lực lớn như vậy, bọn họ làm quang minh đảo vương giả, lại là một chút vội đều không thể giúp, cái này làm cho bọn họ cảm thấy phi thường vô lực. Chương 949 Bạch Trì muốn đi thân cận. Mọi người ngồi ở này ghế lô chung, nhìn lâm vào hôn mê giữa Trương Huyền, một lời đều không phát. Những người này chi gian cảm tình, sớm đã thắng qua thân huynh đệ, Trương Huyền hiện tại thân thể thượng đã xảy ra tình huống như vậy, bọn họ đều không dễ chịu. Được rồi, đều không cần như vậy tang. Peace rốt cuộc là mọi người chi gian tuổi lớn nhất, trước hết điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, các người này đó hài tử, tuổi không lớn, trong lòng tàng sự, lại là một cái so một cái nhiều, đều không muốn đem phiền toái mang cho những người khác. Tương lai nói, về lão đại trong cơ thể trạng huống, ta vẫn luôn đều đang tìm kiếm biện pháp giải quyết, cũng là có chút mặt mày, chờ hoàn toàn xác định xuống dưới, là có thể nói cho lão đại, bất quá hôm nay sự, lão đại chỉ sợ tỉnh lại sau sẽ cái gì đều không nhớ rõ, rốt cuộc ở hắn bạo nộ cảm xúc phát ra thời điểm, hắn chủ ý thức cũng đã tiến vào một loại giấc ngủ trạng thái, chúng ta đến thống nhất hảo đường kính, loại chuyện này, sợ nhất lão đại chính hắn biết. Chúng ta minh bạch, Bạch Trì đáp, chuyện này, liền trước gạt lão đại đi, ngày mai liền nói cho lão đại hắn uống nhiều quá là được, mọi người đều chú ý điểm, lần này sự tình kết thúc, chúng ta thật đến hảo hảo tu luyện, không thể làm lão đại một người, kháng hạ sở hữu gánh nặng. Hắn người này a, Nguyệt Thần nhìn chằm chằm Trương Huyền, thở dài, mặt ngoài luôn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, trên thực tế, trách nhiệm tâm trọng đâu, chỉ là quá khuyết thiếu cảm giác an toàn, mới tổng trước mặt ngoại nhân, biểu hiện như vậy lãnh khốc, ai muốn hơi đối hắn hảo một chút, hắn chỉ sợ cũng có thể nhớ người cả đời. Ai, Alex cũng lắc lắc đầu, lão đại trọng tình nghĩa, nhưng Chessia sự, cùng Lữ Thần lúc trước sự, đều cấp lão đại để lại bóng ma, các ngươi không phát hiện, từ Lữ Thần kia sự kiện sau, lão đại hắn liền rất ít đi giao bằng hữu sao. Hành sự tác phong cũng càng ngày càng tàn nhẫn, thẳng đến cùng tẩu tử kết hôn, lão đại hành vi mới thu liễm không ít. Tóc đỏ gật đầu, trước giải quyết trước mắt sự đi, phí lôi tư, ngày mai sự đều an bài hảo sao. Phí lôi tư đáp, an bài hảo, ngày mai chúng ta cùng nhau qua đi là được, đúng rồi, có mấy cái thám tử tư nhìn chằm chằm vào chúng ta, muốn làm thịt sao? Không cần, y chát ngươi trả lời, những cái đó a miêu a cẩu. Đều là tẩu tử những cái đó thương nghiệp đối thủ cạnh tranh mời đến, không cần để ở trong lòng, làm cho bọn họ nhìn chằm chằm đi thôi, hiện tại đem bọn họ làm thịt, khó tránh khỏi sẽ làm người có tâm nhận thấy được, hơn nữa lão đại cùng cửu cục có hiệp nghị, chúng ta vẫn là không cần tự tiện động thủ đi, Lữ Thần bên kia sự tương đối quan trọng. Peace mở miệng, kia mọi người đều trước nghỉ ngơi đi, phí lôi tư ngươi cấp an bài một chút, ngày mai chúng ta, đi gặp lão bằng hữu. Minh Bạch. Hôm sau sáng sớm. Trương Huyền trợn mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở một trương trên giường lớn, xoa xoa còn có chút choáng váng cảm đầu,
thật dài phun ra một ngụm chọc khí, chính mình không biết khi nào, đã ngủ đến khách sạn, chính mình tử lượng thật liền kém như vậy sao? Sai cái gì cũng không biết, không nên a. Rời giường từ phòng vệ sinh rửa mặt ra tới sau, Trương Huyền nhìn đến phòng trên bàn, đã bị một lọ nước ô mai ướp lạnh. Một ngụm đêm này mùa đông nước ô mai ướp lạnh uống xong, Trương Huyền cuối cùng cảm giác thoải mái rất nhiều. Luyện khí lúc sau, tuy rằng làm Trương Huyền thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ, thay thế tốc độ càng mau, nhưng cũng chỉ là có thể càng tốt phát huy rớt trong cơ thể cồn mà thôi, thật muốn một vận khí liền không say, kia cùng bách độc bất xâm, không có gì khác nhau. Khí, chỉ là một loại đặc thù năng lượng thể, còn không thể làm được làm người bách độc bất xâm nông nỗi. Trương Huyền đi đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn, hắn lúc này đang ở lầu 20 hướng lên trên trời cao, liếc mắt một cái quét tới, chỉ cảm thấy sương mù mênh mông một mảnh. Ai, Trương Huyền thở dài một tiếng, chỉ tiếc này ngắm cảnh khách sạn, đều bị sương mù che khuất, căn bản là không nhìn không thấy a. Duỗi người, Trương Huyền rời đi phòng, đi đến khách sạn đại sảnh, liếc mắt một cái liền thấy được chính chờ ở đại sảnh Bạch Trì đám người. Trương Huyền phát hiện, Bạch Trì hôm nay chuyên môn xuyên thân Âu phục, ở kia qua lại đi lại, lại chạy đến khách sạn đại sảnh trước gương chiếu cái không ngừng, tương lai đám người tắc ngồi ở một bên, không ngừng cười nói cái gì. Như thế nào, hôm nay xuyên nhân mô cẩu dạng, Trương Huyền đi ra phía trước, cười nói. Ta thiên, lão đại, người này đều thiếu chút nữa ngủ qua a. Tương lai nhìn thấy Trương Huyền, vẻ mặt khoa trương nói, này đều lập tức 10 giờ. Ai, Nguyệt Thần lắc lắc đầu nói, liền này tử lượng, về sau không cần thượng bàn tiệc, ta còn không có uống qua nghiện đâu, người liền nằm sấp xuống. Alex căm giận nói, lão đại, ta ngày hôm qua khiêng ngươi hồi khách sạn thời điểm, ngươi còn vẫn luôn đối với ta bật hơi, thật sự, ngươi nếu không phải ta lão đại, ta kia loan đao, tuyệt đối thu không được. Trương Huyền có chút xấu hổ gãi gãi đầu, hợp lại đêm qua, liền chính mình say bất tỉnh nhân sự a, còn làm ra như vậy mất mặt sự tới. Trương Huyền vội vàng dẫn dắt rời đi đề tài, Bạch Trì hắn làm gì đâu. Đây là tính toán hôm nay đi thân cận. Lão đại, ngươi nói đúng, ta thật sự muốn đi thân cận. Bạch Trì vẻ mặt chua xót từ một bên đi tới, sáng nay cha ta đột nhiên liên hệ ta, nói buổi tối có cái thân cận, làm ta chuẩn bị một chút, hắn đây là cố ý đem ta đẩy đến phần mộ a. Ha ha, người cái ngu ngốc, người cùng lão đại nói này đó, lão đại mới lý giải không được, hiện tại lão đại, nhưng mỗi ngày đều là mỹ nhân ngồi hoài, vui vẻ thực a. Tương lai cười lớn một tiếng. Lão đại cảnh giới quá cao, ta không đạt được a. Bạch Trì vẻ mặt khẩn cầu nhìn Trương Huyền. Lão đại, nếu không ngươi cho ta cha nói, liền nói ngươi có nhiệm vụ an bài cho ta, gần nhất 20-30 năm vô pháp suy xét cái gì nhi nữ tình trường, thế nào? Trương Huyền trợn trắng mắt, chính ngươi đi cho ngươi ba nói đi, Bạch gia liền chỉ vào ngươi nối dõi tông đường, ngươi đảo thích du hí nhân gian. Bạch Trì sắc mặt một khổ, lão đại, ta cũng tưởng a, vấn đề là tìm cái thích người thật sự là quá khó khăn. Khó sao, ta xem là làm ngươi thích thượng người khác quá khó khăn đi. Trương Huyền bĩu môi, bằng không, người lão đại ta đi cầu xin Tiểu Thanh, làm nhân gia tha thứ ngươi, từ nước ngoài trở về. Cái này ta xem đáng tin cậy. Tương lai vừa nghe Tiểu Thanh hai tự, hứng thú vội vàng thấu đi lên, lão đại, liền Tiểu Thanh có thể chế trụ ngu ngốc tiện nhân này, mau đem Tiểu Thanh kêu trở về đi. Đừng, Bạch Trì nghe được Tiểu Thanh hai chữ, kia biểu tình liền cùng lão thử nhìn thấy miêu giống nhau, lão đại, ta đột nhiên cảm thấy, ta là thời điểm muốn thành gia lập nghiệp. Đêm nay ta liền đi thân cận. Tìm một cái cô nương, bên nhau cả đời. Ai, đáng thương nhân gia Tiểu Thanh, vì một cái cha nam, xa phó tha hương a. Tương lai lắc đầu đi xa. Phí Lôi Tư từ một bên đi tới. Hảo, thân cận sự trễ chút lại nói. Lão đại, bên kia đã an bài hảo, chúng ta người nhìn đến Lữ Thần, hiện tại muốn qua đi sao? Đi, Trương Huyền còn không có mở miệng, Nguyệt Thần liền dành trước trả lời, lúc trước. Là ta từ Tuyết Sơn thượng nhặt hắn một cái mệnh trở về, hôm nay, khiến cho ta thân thủ làm thịt hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 950 Lữ Thần. Trương Huyền thay một bộ chính sắc, đi thôi, xuất phát, qua đi lâu như vậy, năm đó sự, cũng là thời điểm thanh toán. Còn lại người, cũng đều thu hồi vui đùa ầm ĩ biểu tình. Đoàn người đi ra khách sạn, hướng tới lần này mục đích địa mà đi. Lúc này đây, Phí Lôi Tư chuyên môn chuẩn bị một cái yến hội, lấy phát hiện tân nguồn năng lượng vì từ, mời Lữ Thần tiến đến tham gia. Ở yến hội tuyên bố thời điểm, Trương Huyền đám người cũng không có trình diện,
bọn họ biết Lữ Thần là cái dạng gì người, sợ hãi khiến cho Lữ Thần cảnh giác. Lữ Thần là một cái 30 tuổi tả hữu nam nhân, diện mạo thực thanh tú, dáng người nhìn qua thậm chí còn có chút gầy yếu, mặc cho ai nhìn đến hắn, đều sẽ không liên tưởng đến, 3 năm trước đây Lữ Thần là một cái sống ở bóng ma giữa sát thủ. Ha ha, Lữ Tổng, cửu ngưỡng đại danh a, hôm nay lần đầu tiên thấy. Một người doanh nhân đi đến Lữ Thần trước người, chủ động chào hỏi. Lữ Thần kỳ hạ nguyên phổ thực nghiệp, sau lưng có thật lớn tài chính lưu làm chống đỡ, gần nửa năm qua ở Đô Thành, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Lữ Thần cười ha ha một tiếng, ta bất quá là vận khí tốt chút, các vị tiền bối, mới là ta muốn đuổi theo đối tượng a. Lữ Tổng ngàn vạn đừng nói như vậy, lại một người doanh nhân đi tới, dựa theo nguyên phổ hiện tại phát triển xu thế, nhiều nhất một năm, liền sẽ đứng ở Đô Thành thương giới kim tự tháp đỉnh. Lữ Thần nghe được lời này, ánh mắt lộ ra một mạt khinh thường, này một mạt khinh thường giây lát lướt qua, cười nói, trình mông các vị để mắt. Đây là sự thật a Lữ Tổng, tới tới tới, mời ngồi. Đối phương đem Lữ Thần thỉnh đến phía trước nhất yến hội trước bàn. Lần này tân nguồn năng lượng tuyên bố trình diện rất nhiều doanh nhân, phí lôi tư mục đích, chỉ là dẫn ra Lữ Thần, cũng không phải thật muốn làm cái gì tuyên bố, cho nên cũng không có cái gì quá nhiều rườm rà trình tự, trước mặt mọi người người nhập tòa sau, liền bắt đầu lần này yến hội chủ yếu mục đích. Đương một người người chủ trì đem hỏa tinh nội chất chứa năng lượng báo cáo ở trong yến hội nói ra sau, tức khắc dẫn tới nhiều mặt chấn động. Lữ Thần ngồi ở trong yến hội, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đặt ở trên đài hỏa tinh. Lẩm bẩm ra tiếng, tà thần mảnh nhỏ. Đồng thời, Lữ Thần đối chính mình phía sau một người bí thư bộ dáng trung niên nam nhân phất phất tay, đi tra một chút, thứ này bị ai theo dõi. Trung niên nam nhân gật gật đầu, xoay người rời đi. Thực mau, yến hội kết thúc, có người hộ tống hỏa tinh rời đi. Lữ Thần cũng đồng thời đứng dậy. Đại nhân, tên kia bí thư bộ dáng trung niên nam nhân đi rồi trở về, ta vừa rồi nghe được, này khối tà thần mảnh nhỏ. Giống như bị Quang Minh Đảo người theo dõi. Quang Minh Đảo, Lữ Thần vừa nghe này ba chữ, ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, là bọn họ. Trung niên nam nhân hỏi, đại nhân, chúng ta còn muốn động thủ sao? Đương nhiên, Lữ Thần không chút do dự nói, Quang Minh Đảo coi trọng đồ vật, chúng ta càng muốn cướp. Hiện tại phái người theo sau, thuận tiện thông chi bên kia, nếu thật là Quang Minh Đảo người tiếp ứng, chỉ bằng vào chính chúng ta người, việc này chỉ sợ có chút khó làm. Minh bạch, yến hội tan cuộc, rất nhiều người nương cơ hội này, còn ở lẫn nhau giao lưu, đưa danh thiếp, đương ở đây đông đảo doanh nhân tìm kiếm nguyên phổ thực nghiệp Lữ Tổng khi, Lữ Thần đã mang theo người, rời đi yến hội, ngồi ở một chiếc không chớp mắt minibus chung, một đường theo đuôi một chiếc buýt thương vụ. Này chiếc thương vụ đừng khác ở Đô Thành vòng đại khái một giờ, ở giữa trưa một chút thời điểm, tới một cái tư nhân hội sở trước cửa, xe dừng lại, cửa xe mở ra, mấy người che chở một cái hộp nhỏ. Đi vào hội sở giữa. Lữ Thần ngồi kia chiếc vô bài minibus, ngừng ở cách đó không xa một góc. Ngồi ở trên ghế phụ Lữ Thần nhìn chằm chằm trước mắt cái này tư nhân hội sở, đây là Quang Minh Đảo ở Đô Thành sản nghiệp. Đại nhân, muốn động thủ sao? Kia trung niên nam nhân hỏi. Lữ Thần trầm ngâm 2 giây, theo sau nói, động thủ, bên trong nếu nhìn thấy Quang Minh Đảo người, một cái không lưu, toàn sát. Minh bạch. Minibus môn mở ra. Hơn nữa Lữ Thần, tổng cộng 6 người từ trên xe xuống dưới, bọn họ thống nhất lấy ra một chương màu trắng mặt nạ mang ở trên mặt, theo sau đằng đằng sát khí hướng đi hội sở. Hội sở trước cửa, cũng không người trông coi, đại môn nhắm chặt. Lữ Thần phất phất tay, một người chạy chậm đi lên, liền thấy từ trong túi móc ra một cây dây thép, ở khóa cửa thượng động 2 hạ, này nhắm chặt hội sở đại môn tự nhiên mở ra. Lữ Thần đám người gión ra gión rén đi vào hội sở giữa. Theo sau thật cẩn thận tướng môn hờ khép, hơn nữa ở cửa để lại một đoạn màu trắng tơ lụa, lúc này mới đánh giá hội sở bên trong. Hội sở nội, trang hoàng xa hoa, hiển nhiên là cung người yến hội khi sử dụng, lúc này toàn bộ hội sở đại sảnh không có một bóng người, chỉ có một ít mỏng manh thanh âm, từ hội sở lầu 2 truyền tới. Lữ Thần đánh cái thủ thế, bọn họ 6 người, cùng chiều lầu 2 đi đến. Lữ Thần vừa mới bước lên đi thông lầu 2 thang lầu, liền nghe một đạo tiếng quát vang lên. Người nào? Lữ Thần đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một người phục vụ sinh trang điểm thanh niên đứng ở lầu 2. Lữ Thần liền tự hỏi cũng chưa làm, liền mở miệng quát, là địa ngục hành giả, sát. Bị người phát hiện, Lữ Thần 6 người không hề che giấu, trực tiếp bạo khởi, tốc độ đột nhiên gia tăng, hướng lầu 2 phóng đi.
tới phạm ta quang minh đảo, thật to gan. Tên kia phục vụ sinh căn bản không sợ, tùy tay liền từ bên cạnh bình hoa rút ra một phen đoản nhận, chiều lữ thần sáu người nghênh đi. Cùng lúc đó, lầu hai một gian cửa phòng mở ra, bên trong lại lao ra 7-8 đạo thân ảnh, chiều lữ thần bọn họ đánh tới. Lữ thần thấy bộ dáng này, đồng tử co rụt lại, lại không kịp tự hỏi cái gì, bởi vì trước mặt người đã giết đến. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, lữ thần đám người, không phải kẻ yếu, bằng không cũng sẽ không biết rõ lần này mục tiêu là Quang Minh Đảo, cũng chuyên môn đánh tới. Mà địa ngục hành giả, cũng đều là chọn lựa kỹ càng ra tới, mỗi một cái, đều là đủ tư cách sát thủ, hai bên ở cá nhân thực lực phương diện, phi thường cân đối, nhưng nơi này rốt cuộc là Quang Minh Đảo địa bàn, tại đây hội sở mỗi một chỗ, đều khả năng ẩn giấu một phen sát khí, cùng địa ngục hành giả tùy thời rút ra sử dụng. Thả địa ngục hành giả nhân số, cũng muốn cao hơn lữ thần 6 người, mấy chục chiêu qua đi, lữ thần đám người dần dần không địch lại. Một phen lưỡi dao sắc bén cắt mở lữ thần cổ tay áo, lữ thần hét lớn một tiếng, bọn họ người đâu, như thế nào còn không có lại đây. Ha ha, sợ hãi đoạt các ngươi công lao, liền ở cửa đợi một hồi. Lữ thần vừa dứt lời, hội sở đại môn, đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, tổng cộng 7 đạo thân ảnh, xuất hiện ở hội sở cửa, mỗi người. Trên mặt đều ngậm một mặt ý cười. Đừng nhìn diễn, mau ra tay, làm thịt bọn họ, đem tà thần mảnh nhỏ lấy đi. Lữ thần tránh thoát trước mặt đánh úp lại nhất kiếm, vội vàng quát. Không thành vấn đề, bất quá nói tốt, lần này đưa về tà thần mảnh nhỏ, mặt trên công lao, ta muốn một nửa. 7 người dẫn đầu người nọ mở miệng. Đồ vật là ta phát hiện, nhiều nhất cho ngươi tam thành. Lữ thần ở ngay lúc này, còn cùng đối phương giảng điều kiện, từ điểm đó có thể thấy được. Bọn họ nói công lao, rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. À, thật nhỏ mọn đâu. Dẫn đầu người nọ khẽ cười một tiếng, bất quá tam thành tựu tam thành đi, động thủ. Chương 951 bàn tay đủ trường A. Hội sở trong đại sảnh mọi người, chiến làm một đoàn. Bởi vì mới tới 7 người gia nhập, thế cục nháy mắt phát sinh biến hóa, nguyên bản chiếm cứ thượng phong địa ngục hành giả, tức khắc không địch lại. Lữ thần nhìn thấy thế cục đại biến. Kia giấu ở màu trắng mặt nạ hạ khuôn mặt lộ ra vui mừng, hét lớn một tiếng, làm thịt bọn họ, tà thần mảnh nhỏ liền ở trên lầu. Vừa nghe đến tà thần mảnh nhỏ, vừa mới tiến vào kia 7 người, trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Trước hết ra tới tên kia nhân viên tạp vụ trang điểm địa ngục hành giả thấy không địch lại, hét lớn một tiếng, triệt. Còn ở trong chiến đấu địa ngục hành giả, bỗng nhiên thu chiêu, cùng thời gian chiều lầu 2 triệt hồi. Giết bọn họ. Lữ thần điên cuồng hét lên một tiếng, đuổi theo lầu 2. Một chúng địa ngục hành giả, vọt vào một gian phòng trong, tướng môn đóng lại. Lữ thần đuổi tới phòng trước, một chân đem cửa phòng đá văng, trước một giây còn có vẻ có chút điên cuồng hắn, lại vào giờ phút này, đột nhiên lăng tại chỗ. Lữ thần trước mặt, một nữ nhân tóc dài phiêu phiêu, thánh giới giống như Nguyệt Cung tiên tử giống nhau, liền đứng ở nơi đó. Nhìn trước mắt nữ nhân, lữ thần kia mặt nạ hạ lộ ra đôi mắt. Toát ra, là sợ hãi ánh mắt. Loại này sợ hãi, bất đồng với còn lại ngầm thế lực nhìn đến Trương Huyền khi cái loại này, càng như là tiểu hài tử đối với trưởng bối cái loại này sợ. Bang! Một đạo thanh thúy bàn tay thanh, ở lữ thần trên mặt vang lên. Kia Trương bị lữ thần mang ở trên mặt màu trắng mặt nạ, trực tiếp bị trừ bay ra đi. Chẳng sợ lữ thần mang một Trương mặt nạ, chẳng sợ 3 năm không gặp, Nguyệt thần vẫn như cũ, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt người này. Chính là chính mình năm đó từ đại tuyết dưới chân núi nhặt cô nhi. Lữ thần duỗi tay vuốt chính mình nóng rát sườn mặt, nhìn trước mắt nữ nhân, há miệng thở dốc, nhẹ nhàng ra tiếng, tỉ. Bang! Nguyệt thần lại một cái tát, chiều đến lữ thần trên mặt. Không cần kêu tỉ của ta, ta không ngươi cái này đệ đệ. Có thể nhìn đến, lúc này Nguyệt thần, thân thể đang ở run nhẹ nhẹ, bởi vậy có thể thấy được, hiện tại nàng, rốt cuộc có bao nhiêu sinh khí, trước mặt người này. Ở tối hôm qua phía trước, đều bị nàng coi như thân đệ đệ tới xem, đã có thể ở vừa rồi, Nguyệt thần đãi tại đây gian phòng trong, rành mạch nghe được, cái này bị chính mình coi như thân đệ đệ người, muốn đem Quang Minh Đảo tại đây đóng giữ địa ngục hành giả, đuổi tận giết tuyệt. Nguyệt tỷ, đừng kích động, Phí Lôi Tư từ một bên đi rồi đi lên, giữ chặt Nguyệt thần cánh tay, khuyên một tiếng, thuận miệng nhìn về phía Lữ thần, gật gật đầu, Lữ thần, người thực không tồi, thật sự thực không tồi. Lữ thần ánh mắt nhìn quét này gian phòng trong, hắn thấy được Quang Minh Đảo này đó vương giả, mỗi thấy một người, hắn trong mắt kinh hãi, liền nhiều một phân,
đương Lữ Thần nhìn đến phòng trong ngồi ở chủ vị thượng người kia khi, hắn trong mắt kinh hãi, biến thành hoảng sợ, bước chân theo bản năng lui về phía sau, không có khả năng. Không có khả năng, ngươi không có khả năng tùy tiện vào đều. Trương Huyền cười từ chủ vị thượng đứng lên, lắc lắc đầu, không có ta không có khả năng đi địa phương, chỉ có ta không nghĩ đi địa phương, Lữ Thần, 3 năm, ta tưởng, ngươi hẳn là biết, chúng ta lúc trước, là như thế nào mới chạy trốn đi. Hắn đương nhiên nhớ rõ ràng, Alex mở miệng, chúng ta toàn lỗ chó, hắn Lữ Thần như thế nào có thể không biết. Bạch Chỉ thiếu chút nữa chết ở cái kia hẻm nhỏ, hắn Lữ Thần có thể nào không biết. Lữ Thần phía sau, một đạo bất mãn thanh âm vang lên, Lữ Thần, người lăng cái gì đâu. Còn không mau đi đem người làm thịt, đồ vật lấy về tới. Vừa mới tân đã đến kia 7 người dẫn đầu đi tới, phòng nghỉ gian nội một phiết, này một phiết, trực tiếp sửng sốt. Trương Huyền cũng là nhìn đến đối phương, này liếc mắt một cái, làm Trương Huyền trực tiếp cười lên tiếng, a, à, nhìn dáng vẻ, các ngươi này sau lưng thế lực, so với ta trong tưởng tượng muốn đại a, này tay, đều đã duỗi xa như vậy, đã lâu không thấy a, Tô Liệt. Tô Liệt, lúc trước Trương Huyền nhập Yến Thị, cùng Tô Gia sinh ra xung đột, càng là trực tiếp phế bỏ Tô Liệt, bao gồm Tô Gia một nhà, phàm là trêu chọc Trương Huyền người, tất cả đều mất đi tính mạng. Là ngươi, Tô Liệt đồng tử co rụt lại, trong mắt tức khắc nhảy ra hận ý. Trương Huyền vươn tay phải ngón út đào đào lỗ tai, nghe các ngươi nói chuyện khẩu khí, ngươi Tô Liệt, hẳn là không phải mới đầu nhập vào nào đó tổ chức đi, liền Yến Thị cổ võ thế gia đều bị thẩm thấu, nhìn dáng vẻ, này bàn cờ, không nhỏ a. Trương Huyền từ trong túi, lấy ra một cái kim loại hộp, mở ra hộp, nắm kim loại bên trong hộp hỏa tinh, vẻ mặt hiếu kỳ nói, mới vừa nghe các ngươi nói, thứ này, gọi là gì tà thần mảnh nhỏ. Ta cho các ngươi một cơ hội, nói cho ta, này ngoạn ý vì cái gì có như vậy xưng hô, nếu không nói. Nói tới đây, Trương Huyền nhe răng cười, nếu các ngươi không nói, ta liền một chút, bóp gãy các ngươi toàn thân xương cốt, đem các ngươi sinh sôi ma chết. Trương Huyền tiếng nói vừa dứt, Tô Liệt nhịn không được đánh cái dùng mình, trước mặt người này thủ đoạn, hắn là kiến thức quá, lúc trước chính mình Tô ra, thiếu chút nữa đã bị hắn diệt mãn môn. Tô Liệt mang đến những người đó, cùng Lữ Thần mang đến mấy người, lúc này cũng đi vào này gian cửa phòng, vừa lúc nghe được Trương Huyền nói, bọn họ không biết Trương Huyền thân phận, một người khinh thường ra tiếng, dõng dạc đồ vật, chết đã đến nơi miệng còn ngạnh thực. A, à, Trương Huyền phát ra một đạo cười khẽ thanh, theo sau bước chân về phía trước một vượt. Thật nhanh, Lữ Thần cùng Tô Liệt 2 người, cơ hồ là đồng thời thay đổi sắc mặt, đồng tử co rụt lại. Liền ở Trương Huyền này một vượt hạ, Trương Huyền bản nhân đã đứng ở vừa mới kia phát ra khinh thường người trước người, mà cái này quá trình, bọn họ không ai là có thể thấy rõ. Trương Huyền tay phải duỗi ra, trực tiếp nắm vừa mới nói chuyện người nọ yết hầu, người nọ muốn phản kháng, lại căn bản cái gì đều làm không được, ở Trương Huyền cường đại thực lực trước mặt, chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện hắn, thật giống như là một cái mới sinh ra trẻ con như vậy vô lực. Người ở bên ngoài xem ra, Trương Huyền chỉ là nhẹ nhàng duỗi tay, liền nắm người nọ yết hầu, mà người nọ lại là một chút phản kháng cũng chưa làm. Ở nắm người này yết hầu sau, Trương Huyền lộ ra một ngụm chỉnh tề bạch nha, đồng thời tay trái bắt lấy đối phương bả vai, dùng sức nhéo. Răng rắc. Đây là cốt cách đứt gãy thanh âm, ở Trương Huyền này nhéo hạ, người này xương vai, hoàn toàn bị Trương Huyền bóp gãy, loại này đau đớn, sẽ làm người nhìn không được phát ra thống khổ thanh âm, nhưng cố tình, hắn yết hầu bị Trương Huyền nhất thực khẩn, một tiếng đều phát không ra, chỉ có thể nhìn đến sắc mặt đỏ lên, đầy mặt dữ tợn. Trương Huyền nhất đoạn người này xương vai sau, cũng không có ngừng tay chung động tác, mà là tiếp tục chiều này trên người còn lại cốt cách bộ vị nhất đi, kia răng rắc thanh không ngừng vang lên. Cốt cách lẫn nhau cọ sát thanh âm nghe được người lông tơ tạc khởi, liền giống như Trương Huyền vừa mới theo như lời như vậy, hắn đem một người trên người xương cốt, một tấc tấc bóp nát, loại này đau đớn, đã hoàn toàn vượt qua nhân loại có khả năng thừa nhận cực hạn. Bị Trương Huyền sở nắm yết hầu người, bị động thừa nhận trên người thống khổ, hắn phát không ra một chút thanh âm, hai mắt bắt đầu không tự giác nhô lên, trong mắt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Ở cái này trong quá trình, vô luận là Lữ Thần, vẫn là Tô Liệt, đều chỉ dám ở một bên nhìn, một tiếng cũng không dám phát. Chương 952 người này lưu lại. Tô Liệt cùng Lữ Thần 2 người, liền như vậy đứng ở chỗ này, trơ mắt nhìn Trương Huyền, đưa bọn họ mang đến người nọ cả người xương cốt, một chút bóp nát. Cái này quá trình, nói mau không mau, nói chậm không chậm. Ở Trương Huyền động tác chỉ tiến hành một nửa thời điểm, trong tay hắn người này, cũng đã sinh sôi đau chết,
trong mắt nhô lên, mặt bộ dữ tợn, giống như địa ngục quỷ đói giống nhau, kia răng rắc thanh không ngừng từ trên người hắn vang lên, làm người sởn tóc gáy, những cái đó đi theo Lữ Thần phía sau, mang màu trắng mặt nạ người, trong mắt toàn lộ ra sợ hãi thần sắc. Mà cố tình, Trương Huyền rõ ràng tại tiến hành như vậy tàn nhẫn sự, nhưng hắn trên mặt, trước sau treo một mặt mỉm cười, đương hắn đem trong tay người này cuối cùng một khối đại cốt bóp nát thời điểm, liền phảng phất vứt rác giống nhau, đem người này tùy tay ném đến một bên, theo sau xem cũng không hề nhiều xem một cái. Trương Huyền vỗ vỗ tay, ánh mắt ở còn lại nhân thân thượng đảo qua, theo sau nhẹ giọng hỏi, bây giờ còn có người đối ta mới vừa nói sự có dị nghị không? Tô Liệt hung hăng nuốt khẩu nước bọt, nhìn về phía Lữ Thần. Lữ Thần trong mắt đồng dạng xuất hiện sợ hãi thần sắc, bất quá này cổ sợ hãi, bị hắn sinh sôi đè ép đi xuống, hắn lấy hết can đảm mở miệng, này thế giới ngầm có quy củ, người không thể tùy ý tiến đều, càng không thể tùy ý ở đô thành ra tay, người muốn phá hư này quy củ sao? Nga, Trương Huyền khóe miệng treo lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, này quy củ là ai định? Là ngươi Lữ Thần, vẫn là mỗ vị đại nhân vật. Lữ Thần nói không nên lời nói, này quy củ, vẫn luôn là thế giới ngầm một loại không tiếng động ăn ý, cũng không có người chân chính nhắc tới quá, thử hỏi, có ai dám tùy tiện định ra cái này quy củ, tới hạn chế quân vương tự do? Trừ bỏ hè oi bức phía chính phủ dám. Nhưng hè oi bức phía chính phủ sẽ làm như vậy sao? Hiển nhiên sẽ không, phàm là thế giới ngầm người, đều biết, ngầm quân vương là hè oi bức người. Này đối với hè oi bức tới nói, ở danh vọng thượng, tuyệt đối là một đại tăng lên, nếu hè oi bức phía chính phủ công nhiên đưa ra ngầm quân vương không được tiến đều, vậy sẽ bị định nghĩa vì cự tuyệt thừa nhận địa ngục quân vương là hè oi bức người, loại này chuyện ngu xuẩn, hè oi bức phía chính phủ như thế nào sẽ làm? Hè oi bức phía chính phủ cũng chỉ cam chịu, địa ngục quân vương không vào đều cái này không nói gì ăn ý, đây cũng là vì cái gì địa ngục quân vương ở địa phương khác làm cái gì, hè oi bức cũng đều là lấy hiệp thương thái độ. Ta lặp lại lần nữa, Trương Huyền mở miệng, lại lần nữa cầm lấy hỏa tinh, nói cho ta thứ này vì cái gì kêu tà thần mảnh nhỏ, bằng không, ta liền từng cái bóp gãy các ngươi xương cốt. Ha ha ha, địa ngục quân vương, thật lớn uy phong a, Nga không không, ngươi hiện tại đã thoái vị nhường hiền, không hề là địa ngục quân vương đi, hiện tại ngươi, hẳn là thần ẩn hội ngục tốt mới đúng. Một đạo tiếng cười to từ hội sở lầu một vang lên, theo sát, liền thấy một đạo thân ảnh đột nhiên từ phía dưới nhảy đi lên. Xuất hiện ở Trương Huyền thực hiện giữa. Đây là một cái 30 tuổi tả hữu hè oi bức nam nhân, lưu trữ một đầu hỗn độn đến vai tóc dài, cả người đều phát ra một cổ mùi rượu. Ở nhìn thấy này nam nhân nháy mắt, vô luận Lữ Thần vẫn là Tô Liệt, đều vội vàng thấp hèn đầu, cung cung kính kính kêu một tiếng đại nhân. Trương Huyền híp mắt nhìn cái này trung niên nam nhân, từ đối phương vừa mới nói ra nói có thể thấy được, đối phương vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm chính mình động tác. Bao gồm chính mình từ nhiệm quang minh đảo chủ một vị sự. Ngục tốt đại nhân, tự giới thiệu một chút, ta kêu Mạc Nhớ Rượu, cha ta là cái tử quỷ, cho nên ta mẹ cho ta nổi lên như vậy một cái tên, bất quá hiển nhiên, tên này không có gì chứng dùng. Mạc Nhớ Rượu đang nói chuyện thời điểm, còn từ sau eo rút ra một cái rượu trắng bình, trong bình rượu còn có một nửa, từ hắn cùng Trương Huyền nói chuyện khi còn có thể như vậy nói giỡn là có thể nhìn ra, hắn đối chính mình phi thường tự tin. Trương Huyền nhìn chằm chằm Mạc Nhớ Rượu trong tay bình rượu, trầm mặc vài giây, đột nhiên mở miệng cười nói, nhìn dáng vẻ, thần thánh thiên quốc nội tình so với ta trong tưởng tượng còn muốn thâm, cao thủ thật là ùn ùn không dứt ra. Không không không, Mạc Nhớ Rượu lắc đầu, ở ngục tốt đại nhân trước mặt, ta nhưng không thể xưng là cái gì cao thủ, chẳng qua, nơi này là hè oi bức, cửu cục nói rõ hạ lệnh, ở Thái Dương dâng lên địa phương, là không cho phép bất luận kẻ nào vận dụng khí, ở bất động khí dưới tình huống. Ta Mạc Nhớ Rượu, nhưng thật ra dám cuồng vọng nói một tiếng, ta không sợ ngươi, đương nhiên, đây là ở ngươi tuân thủ cửu cục quy định, không tưởng cùng cửu cục trở mặt dưới tình huống, nếu ngục tốt đại nhân ngươi làm tốt tùy thời cùng cửu cục trở mặt. Đánh vỡ quy củ chuẩn bị, kia lời nói mới rồi, khi ta chưa nói. Ngươi uy hiếp ta, Trương Huyền nhìn chằm chằm Mạc Nhớ Rượu. Đương nhiên không dám, Mạc Nhớ Rượu vẻ mặt mỉm cười, trong mắt lại là lộ ra một mặt khiêu khích thần sắc. Trương Huyền nhìn trước mắt Mạc Nhớ Rượu, đột nhiên chú ý tới, Mạc Nhớ Rượu bắt lấy bình rượu cái tay kia, một ngón tay, chính không ngừng ở bình khẩu cọ sát. Này liếc mắt một cái, làm Trương Huyền cười lên tiếng, nói cho ngươi sau lưng người, hắn không cần kích ta, như thế nào, các ngươi thần thánh thiên quốc người, muốn nhìn thế giới này thế cục đại loạn. Trương Huyền lời này vừa ra, Mạc Nhớ Rượu trong mắt hiện lên một mặt hoảng loạn,
tuy rằng này một mặt hoảng loạn một cái chớp mắt lướt qua, nhưng vẫn là bị Trương Huyền giành mạch bắt giữ tới rồi. Ở Trương Huyền vừa mới nhìn đến Mạc Nhớ Rượu kia không ngừng cọ sát bình khẩu ngón tay khi, liền ý thức được, cái này Mạc Nhớ Rượu, chính là bị người phái ra khiêu khích chính mình. Từ ánh mắt đầu tiên thấy Mạc Nhớ Rượu thời điểm, Mạc Nhớ Rượu liền biểu hiện phi thường cuồng vọng, Trương Huyền biết trên thế giới này có ngốc tử, nhưng đồng thời cũng biết, trên thế giới này ngốc tử cũng không có nhiều như vậy, nếu Mạc Nhớ Rượu thật sự cường đến không đem chính mình để vào mắt, như vậy thần thánh thiên quốc cũng liền sẽ không một lần lại một lần cùng chính mình làm những cái đó tiểu hành động. Mạc Nhớ Rượu kia không ngừng cọ sát bình khẩu ngón tay, nói cho Trương Huyền, Mạc Nhớ Rượu tuy rằng trên mặt biểu hiện bình tĩnh, nhưng hắn nội tâm cũng không bình tĩnh, chỉ sợ này một thân mùi rượu, cũng là vì thêm can đảm mới trước tiên uống. Mạc Nhớ Rượu cố ý nhắc tới cửu cục lúc ấy định ra quy củ, lại là như vậy một phen tư thái, chính là tưởng buộc chính mình động thủ, nếu chính mình động thủ, vẫn là ở đô thành, đánh vỡ cửu cục lập hạ quy củ, như vậy lấy cửu cục lập trường tới nói, chuyện này tuyệt không sẽ đơn giản như vậy liền tính, cho dù là làm cấp người ngoài xem, cũng muốn làm xinh đẹp. Một khi cửu cục cùng Quang Minh đảo sinh ra xung đột, như vậy toàn thế giới ngầm thế lực ánh mắt, đều sẽ phóng tới bên này. Mạc Nhớ Rượu lấy lại bình tĩnh, vừa muốn mở miệng nói cái gì, đã bị Trương Huyền đánh gãy. Hảo, các ngươi thần thánh thiên quốc muốn làm cái gì, ta hôm nay không có quá lớn hứng thú, ta hôm nay, là tới báo cũ thù. Trương Huyền duỗi ra tay, chỉ vào Lữ Thần, người này, ta muốn, còn lại người, hôm nay có thể đi, bằng không, hôm nay ta liền tính bất động khí, tưởng lưu lại các ngươi này đó a miêu a cẩu, cũng không phải cái gì việc khó. Lữ Thần thần sắc hoảng hốt, liền hướng Mạc Nhớ Rượu đầu đi cầu cứu ánh mắt. Mạc Nhớ Rượu liền tự hỏi cũng chưa tự hỏi liền mở miệng nói, một người mệnh đổi nhiều người như vậy mệnh, có lời, người này ngươi mang đi đi, ngục tốt đại nhân, chúng ta sau này còn gặp lại. Mạc Nhớ Rượu nói xong, về phía sau nhảy, trực tiếp nhảy xuống lầu 1, quát to, chúng ta đi. Chương 953 Thế giới tứ đại tổ chức. Tô Liệt mấy người qua lại liếc nhau, cuối cùng ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, khi bọn hắn nhìn thấy Trương Huyền chỉ là nhìn chằm chằm Lữ Thần. Liền xem đều không nhiều lắm xem chính mình đám người liếc mắt một cái khi, Tô Liệt bước chân chậm rãi lui về phía sau, chiều cửa thang lầu phương hướng đi đến. Đương Tô Liệt bước lên cửa thang lầu nháy mắt, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, xoay người liền chạy, hắn đã sớm bị Trương Huyền dọa phá gan. Còn lại người thấy Trương Huyền thật sự phóng Tô Liệt chạy, cũng đều không dám dừng lại, cơ hồ ở đồng thời thay đổi thân hình, cất bước liền chạy. Lữ Thần hùng hổ dẫn người lại đây đoạt hỏa tinh. Nắm chắc thắng lợi, kết quả là, cũng chỉ thừa hắn một người ở chỗ này, không thể không nói, đây là một loại châm chọc, lúc trước hắn có thể bán đứng Trương Huyền đám người, hiện tại cùng hắn cùng thế lực người, cũng sẽ không chút do dự đem hắn hy sinh rớt. Giờ phút này Lữ Thần, trong lòng không có nửa điểm trực diện Trương Huyền dũng khí, hắn nhìn một vòng, cuối cùng vẫn như cũ đem xin giúp đỡ ánh mắt hướng Nguyệt Thần nơi địa phương. Vì cái gì, Bạch Trì thanh âm vang lên, Lữ Thần, chúng ta nhận thức thời gian. Cũng không đoản đi, lúc trước như vậy nhiều khó khăn, mọi người đều cùng nhau khiêng lại đây, vì cái gì? Vấn đề này, ta nghẹn 3 năm. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lữ Thần, bao gồm Trương Huyền, chờ hắn trả lời. Có thể nhìn đến, Lữ Thần hốc mắt dần dần phiếm hồng, đột nhiên, Lữ Thần hai đầu gối quỳ xuống, nước mắt tự hốc mắt giữa dòng ra, thực xin lỗi, ta. Ta tìm được cha mẹ ta. Cha mẹ, Nguyệt Thần đột nhiên cả kinh. Trong mắt lại là lộ ra một tia vui mừng, người thật sự tìm được cha mẹ ngươi. Lúc trước, Lữ Thần là Nguyệt Thần từ Tuyết Sơn hạ nhặt được cô nhi, Lữ Thần nói cho Nguyệt Thần, hắn là cùng cha mẹ không cẩn thận đi lạc, kia mấy năm, Nguyệt Thần không ngừng giúp Lữ Thần tìm kiếm cha mẹ hắn, lại đều vô tin tức. Lữ Thần gật gật đầu, tỷ, ta cũng không nghĩ hại các ngươi a, chính là bọn họ bắt cha mẹ ta thật sự không có cách nào. Này, Bạch Trì biểu tình ngẩn ra. Tuy rằng Lữ Thần đã có bao nhiêu năm không gặp này cha mẹ, nhưng rốt cuộc máu mủ tình thâm, bị người lấy thân sinh cha mẹ uy hiếp, mặc cho ai, đều không thể làm được tiêu sái tự nhiên. Nguyệt Thần ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa lên, đi ra phía trước, duỗi tay bắt lấy Lữ Thần bả vai, người trước lên rồi nói sau. Tỷ, các ngươi giết ta đi. Lữ Thần quỳ gối nơi đó, tùy ý Nguyệt Thần như thế nào nâng, đều không dậy nổi thân, đầy mặt hối hận, từ 3 năm trước đây bắt đầu. Ta liền không muốn sống nữa, nhưng ta ba mẹ mệnh ở bọn họ trong tay nhéo, ta thật sự không có cách nào a. Này 3 năm tới, ta liền giống như một cái cẩu giống nhau, bọn họ làm ta hướng đông, ta không dám hướng tây,
như vậy nhật tử, ta đã sớm quá đủ rồi. Được rồi, Nguyệt tỷ làm ngươi lên, ngươi liền đứng lên đi. Bạch Trì nói một tiếng. Lữ thần vẫn là không dám lên, ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền. Còn lại người, cũng đều chiều Trương Huyền nhìn lại. Trương Huyền đứng ở một bên, nhìn chằm chằm hội sở lầu một phương hướng, cũng không ra tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Tới, lên, Nguyệt thần lại lần nữa dùng sức nâng lên Lữ thần cánh tay, hiện tại đều là người trong nhà, không có gì là người trong nhà không thể nói, lên. Y chát người đứng ở đám người cuối cùng phương, lắc lắc đầu, thấp giọng nói, Nguyệt tỷ trước sau là mềm lòng a. Thực bình thường, Nguyệt tỷ cũng là người, Lữ thần tương đương với là nàng từ nhỏ đưa tới đại, sao có thể không có cảm tình. Tóc đỏ ra tiếng. Lữ thần nhìn nhìn Trương Huyền, lại nhìn nhìn Nguyệt thần, rất nhỏ gật gật đầu, theo sau chậm rãi đứng dậy. Liền ở Lữ thần đứng vững trong nháy mắt kia, hắn trong mắt hiện lên một tia hàn mang, đôi tay bỗng nhiên chiều Nguyệt thần cổ đánh tới. Nguyệt thần tuy rằng thực lực muốn vượt qua Lữ thần, nhưng nàng đối Lữ thần là hoàn toàn không có một chút đề phòng tâm lý, bị Lữ thần này phiên đột nhiên tập kích, căn bản phản ứng không kịp, trơ mắt nhìn Lữ thần cổ tay áo lộ ra một sợi hàn mang. Mắt thấy này hàn mang liền phải giá đến Nguyệt thần trên cổ, Lữ thần lại là động tác cứng đờ, hai mắt bỗng nhiên trợn to, trong mắt mang theo một mạt không cam lòng, chậm rãi xoay người, nhưng mới chuyển một nửa, hắn cả người liền thẳng tắp chiều trên mặt đất tải đi, ở hắn huyệt thái dương chỗ, xuất hiện một mạt điểm đỏ. Ở Lữ thần muốn nhìn lại phương hướng, Lưu Chư Tể eo tóc bạc Chessia ngồi ở hội sở lầu một đi thông lầu hai tay vịn cầu thang thượng, thon dài đùi ngọc treo ở không trung qua lại đong đưa, nàng che miệng cười. Ta nói Nguyệt tỷ, ngươi tốt xấu cũng là lăn lộn nhiều năm như vậy, Lữ thần như vậy sứt sẹo lấy cớ ngươi đều có thể tin tưởng, cũng quá xử trí theo cảm tính đi. Nguyệt thần nhìn ngã quỵ trên mặt đất, đã sinh cơ toàn vô Lữ thần, ngơ ngác xuất thần. Phí Lôi Tư, làm người lại đây xử lý một chút đi. Trương Huyền phất phất tay. Phí Lôi Tư gật gật đầu, gọi điện thoại đi ra ngoài. Chessia thanh âm lại lần nữa vang lên, ta nói Trương Huyền ca ca, ngươi cũng quá tâm cơ đi. Muốn biết ta cho ai làm việc, trực tiếp hỏi ta không phải được rồi, ta lại chưa nói không nói cho ngươi, cần thiết vẫn luôn thử ta sao. Cố ý nói Lữ thần bọn họ là thuộc về thần thánh thiên quốc, chính là muốn nhìn ta quản mặc kệ chuyện này đúng không? Trương Huyền không nói gì. Bọn họ cái kia tổ chức A, tên là Phản Tổ Minh, hiện tại cũng nên bước lên thế giới tứ đại tổ chức chi nhất, cùng chúng ta thần thánh thiên quốc sao, không tính là địch nhân, cũng coi như không thượng bằng hữu. Chessia từ tay vịn cầu thang thượng nhảy xuống, chiều lầu 2 đi tới. Thế giới tứ đại tổ chức, Bạch Trì đám người mày nhăn lại, nghi hoặc nhìn Chessia. Chessia vừa đi vừa nói, trừ bỏ Phản Tổ Minh cùng chúng ta thần thánh thiên quốc ở ngoài, dư lại hai đại tổ chức, phân biệt là thần ẩn hội, cùng với hẻ oi bức thị tộc, thần ẩn hội tự giữ quá cao, đem chính mình coi như chúa cứu thế đối đãi, tạm thời sẽ không có cái gì đại động tác, hẻ oi bức thị tộc, lại có quá nhiều ước thúc. Trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không lộ diện, hiện tại, chỉ có Phản Tổ Minh cùng chúng ta thần thánh thiên quốc, ở toàn thế giới trong phạm vi tìm kiếm hỏa tinh. Chúng ta đây quang minh đảo đâu, thuộc về cái gì cấp bậc thế lực, Bạch Trì nhịn không được hỏi. Đừng trách ta nói chuyện thẳng, Chessia cười cười, nếu không có Trương Huyền ca ca từ 18 tầng địa ngục đi ra, hiện tại quang minh đảo, đặt ở tứ đại thế lực trong mắt, cũng bất quá là con kiến mà thôi, đương nhiên, hiện tại cho dù có Trương Huyền ca ca. Các người bị định nghĩa nguy hiểm trình độ, cũng chỉ là hơi cụ uy hiếp mà thôi, nói tóm lại, không thành khí hậu. Bọn họ vì cái gì đem hỏa tinh gọi tà thần mảnh nhỏ? Y chát người hỏi. Hỏa tinh cái này xưng hô, không phải cũng là chính chúng ta định nghĩa sao? Chessia hỏi lại một tiếng, thứ này bên trong ẩn chứa năng lượng, phi thường pha tạp, đồng dạng cũng phi thường phong phú, Phản Tổ Minh ở bên trong này, tìm được rồi viễn cổ nhân loại DNA, bọn họ vẫn luôn cho rằng, thứ này... Là nào đó cường đại tồn tại lưu lại, đối với cái này mạnh mẽ tồn tại, bọn họ xưng là tà thần, bọn họ cho rằng, chỉ cần thu thập đủ cũng đủ tà thần mảnh nhỏ, là có thể một lần nữa sắp hàng ra lúc trước cái này cường đại tồn tại DNA thuận liệt, do đó đạt tới một loại phản tổ hiệu quả. Ân, các ngươi cũng có thể đem cái này lý giải vì một loại người nhân bản, bọn họ xưng cái này kế hoạch vì, tạo thần kế hoạch. Chương 954 thù hận chung kết. Tạo thần kế hoạch. Chessia nói. Không ngừng ở Trương Huyền đám người trong đầu bồi hồi. Phản Tổ Minh muốn thu thập cũng đủ hỏa tinh, thu hoạch viễn cổ nhân loại DNA, sau đó đối người tiến hành cải tạo. Loại này hành vi, có thể nói nghịch thiên. Sinh vật vì cái gì sẽ không ngừng tiến hóa?
còn không phải là bởi vì này trong cơ thể gen muốn dần dần thích ứng hiện tại địa cầu sinh thái, nếu đem hiện tại nhân loại gen phản tổ, đây là nghịch thiên mà đi. Đối trên thế giới này mọi người mà nói, viễn cổ sự, vẫn luôn là một cái mê. Mấy ngày nay thời gian, Trương Huyền cũng không phải cái gì cũng chưa làm, hắn lật xem rất nhiều sách cổ, cuối cùng, ở này đó sách cổ giữa, tìm được rồi một cái cộng đồng tương tự điểm. Cái này tương tự điểm phi thường kỳ diệu, phần lớn người nhìn đến, đều sẽ không tự giác xẹt qua, nhưng trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều như vậy sự, làm Trương Huyền một chút liền phát hiện cái này tương tự điểm không bình thường chỗ. Hè oi bức từ lịch sử ký lục đến nay, phàm là có thay đổi triều đại, sở hữu người đương quyền, sở làm chuyện thứ nhất, chính là ở tiền triều trong lịch sử, thật mạnh chém tới một đao. Loại sự tình này, không phải một người ở làm, mà là mỗi người đều ở làm, bọn họ sở chém tới những cái đó lịch sử, rốt cuộc là cái gì? Trương Huyền lại xem, hè oi bức trên dưới 5.000 năm, nhưng ở thương triều phía trước hạ triều, lại là tiên có ghi lại, chẳng sợ liền thương triều, đều chỉ có một phong thần bảng ghi lại này tồn tại, này rốt cuộc là vì cái gì? Hè oi bức, sở dĩ xưng là hè oi bức, không riêng bởi vì này là viêm hoàng con cháu, càng bởi vì cùng hạ người dung hợp, nhưng hiện tại, căn bản không có hạ người ghi lại, sở hữu ghi lại, chỉ tồn với viêm hoàng. Trương Huyền lật xem giã sử, lại tại giã sử giữa, cũng nhìn không tới có quan hệ với hạ người ghi lại. Hạ, rốt cuộc là cái gì? Đại Hạ Vương Triều, thiên cổ đệ nhất Vương Triều, lưu lại chỉ là truyền thuyết, không có chân thật ghi lại. Vẫn là nói, những cái đó bị hậu nhân sở cho rằng truyền thuyết, chính là đại hạ chân thật ghi lại. Trương Huyền vốn là ở nghi ngờ một ít đồ vật, hơn nữa Chessia hiện tại mang đến tin tức, dung hợp ở bên nhau, cấp Trương Huyền trong lòng mang đến vô cùng chấn động. Hảo, nên nói cũng cho các ngươi nói, nên giết người cũng đã giết, Trương Huyền ca ca, ngươi nếu muốn biết càng nhiều đồ vật, đừng quên ta cho ngươi nói giao dịch Nga, tính thời gian, các ngươi phiền toái cũng nên tới, có thời gian gặp lại. Chessia đột nhiên dừng lại chiều Trương Huyền bọn họ bên này đi tới bước chân, phất phất tay, ngay sau đó từ thang lầu nhảy xuống, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng đi vào lầu một sau, mấy cái lắc mình, biến mất ở hội sở đại sảnh. Chessia lúc này mới vừa ly khai, hội sở đại môn, liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Quân vương đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, nhưng thật ra chúng ta cửu cục thất trách a. Một người long hành hổ bộ, đi vào hội sở đại sảnh, đứng ở lầu một. Ngẩng đầu chiều lầu 2 xem ra, tại hạ cửu cục cự kiếm. Trương Huyền đánh giá tên này tự xưng cự kiếm người, đối phương thân cao có 1m8, nam tính, nhìn qua cho người ta một loại nho nhã cảm giác, đi đường khi, mỗi một bước khoảng cách đều hoàn toàn giống nhau, đứng ở nơi đó, cả người liền sẽ không tự giác bảo trì một loại tùy thời nghênh đón chiến đấu tư thế, lại xem cự kiếm bàn tay, hổ khẩu chỗ toàn là vết chai, từ điểm đó có thể thấy được, thực lực của đối phương, có một nửa, kia đều ở binh khí thượng. Chỉ là này liếc mắt một cái, Trương Huyền liền khẳng định, này cự kiếm, tuyệt đối là một cái không thua gì bạch bào khách cao thủ. Đương nhiên, lấy cửu cục cách làm, cũng sẽ không phái cái thái kê cùi bắp ra tới thấy chính mình. Cự kiếm cười nói, quân vương đại nhân ngày hôm qua đêm khuya tiến đều, hôm nay liền làm ra lớn như vậy động tĩnh tới, không biết là phương nào thế lực chọc đến quân vương đại nhân bất mãn, chúng ta cửu cục cùng Quang Minh đảo, nói như thế nào cũng có hợp tác hiệp nghị, nhưng thật ra có thể hỗ trợ. Chúng ta tới xử lý một chút gia sự mà thôi. Trương Huyền nhún vai, nếu cửu cục các vị có thời gian nhàn hạ, ta nhưng thật ra còn có không ít gia sự yêu cầu chư vị hỗ trợ, liền xem chư vị có hay không cái này nhàn tâm. Ha ha, cự kiếm cười một tiếng, đôi mắt thuận thế liếc mắt một cái còn ghé vào Trương Huyền chân trước cách đó không xa lữ thần, ra tiếng nói, nếu là Quang Minh đảo gia sự, chúng ta cửu cục liền không nhiều lắm tham dự, nhưng nếu là cùng khác thế lực có phân tranh, quân vương đại nhân nhưng ngàn vạn không cần khách khí, nhất định phải mở miệng, làm chúng ta cửu cục đi giải quyết, rốt cuộc này đô thành, là thuộc về phía chính phủ địa phương A. Cự kiếm nói chuyện khi, cố ý quan tướng phương hai chữ cắn thực trọng. Đương nhiên, chúng ta là hợp tác đồng bọn không phải sao? Trương Huyền nói. Hảo, nếu quân vương đại nhân còn nhận chúng ta cửu cục cái này hợp tác đồng bọn, dư thừa khách sáo nói ta cũng liền không nói, vậy chúc quân vương đại nhân ngươi. Ở đô thành lữ đổ vui sướng. Cự kiếm phất phất tay, liền lầu hai cũng chưa thượng, liền quay đầu rời đi. Lúc này đây, cự kiếm tới, tự nhiên không phải quang cùng Trương Huyền đánh một tiếng tiếp đón, kỳ thật ở hai người khi nói chuyện, cũng đã làm một ít âm thầm đánh giá, chỉ là loại này đánh giá, người khác nhìn không ra mà thôi. Nếu là lần này đánh giá, cự kiếm chiếm thượng phong,
lần này sự, tuyệt đối không phải tới chào hỏi một cái đơn giản như vậy. Nhưng cự kiếm hiển nhiên bị Trương Huyền đè ép một đầu, lúc này mới qua loa đem việc này dứt, đây cũng là vì cái gì, tiền tam năm, Trương Huyền cũng không nhập đều nguyên nhân, đô thành thủy thâm, hè oi bức kỳ nhân dị sĩ quá nhiều, chẳng sợ Trương Huyền bước lên quang minh đảo quân vương chi vị, cũng không có 10 phần nắm chắc, nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối là cái đại phiền toái, nhưng hiện tại Trương Huyền, đã không có loại này băn khoăn. Không chút nào khoa trương tới nói, Trương Huyền nếu buông sở hữu băn khoăn, chỉ là lẻ loi một mình, này thiên hạ to lớn, còn không có hắn đi không được địa phương. Cự kiếm rời đi sau đó không lâu, Phí Lôi Tư thấp giọng nói, lão đại, người đã tới, muốn bọn họ hiện tại tiến vào xử lý sao? Phí Lôi Tư nói xong, quay đầu nhìn mắt Lữ Thần thi thể. Ở Lữ Thần thi thể phía trước, Nguyệt Thần như cũ đứng ở nơi đó, một câu cũng không nói, chẳng sợ vừa mới Lữ Thần đối nàng huy đao tương hướng, nhưng ở trong lòng nàng, này như cũ là chính mình đệ đệ. Quang Minh đảo mười vương, bao gồm Trương Huyền, nhìn như vinh quang, nhưng nói đến đáng thương, bọn họ cơ hồ không có gì thân nhân, bọn họ tín nhiệm nhất người, chính là lúc trước cùng nhau sóng vai chiến đấu huynh đệ, bọn họ nhìn như lãnh khốc tàn bạo, kỳ thật nặng nhất cảm tình, bởi vì biết, bọn họ chi gian tình nghĩa, đến tới không dễ, Lữ Thần, tuyệt đối là Nguyệt Thần cả đời này chung khó nhất dứt bỏ người chi nhất, giống như là Chessia phản bội Quang Minh đảo, nhưng đại gia đối với Chessia lại trước sau đều hận không đứng dậy. Làm người tới xử lý đi, thuận tiện an bài phi cơ, đưa Nguyệt tỷ hồi Tuyết Sơn. Trương Huyền trực tiếp làm quyết định. Kia Lữ Thần đâu? Phí Lôi Tư hỏi một tiếng. Ta dẫn hắn trở về đi. Thật lâu không ra tiếng, Nguyệt Thần cuối cùng là mở miệng. Lúc trước ta từ Tuyết Sơn hạ nhặt hắn trở về, hiện tại liền đem hắn chôn đến nơi nào, cũng coi như là đến nơi đến chốn. Trương Huyền gật gật đầu, hướng Nguyệt Thần nói, cho ngươi 7 ngày thời gian. 7 ngày qua đi, có nhiệm vụ an bài cho ngươi. Minh bạch, Nguyệt Thần gật đầu. Phí Lôi Tư lấy ra di động, bát cái dãy số đi ra ngoài, đều vào đi. Hội sở bên ngoài đi vào mấy người, tiến vào sau, tất cả đều thấp đầu, không rên một tiếng, thật cẩn thận đi lên lầu 2, nâng đi rồi Lữ Thần thi thể. 3 năm trước đây thù hận, hiện giờ xem như giải quyết, nhưng lại phát hiện lớn hơn nữa tai họa ngầm. Phản tổ minh. Chương 955 Tôn Nghiêu kế hoạch. Mọi người từ hội sở chung đi ra, đều có vẻ có chút lo lắng sốt ruột. Chessia vừa mới mang đến tin tức, đối bọn họ mà nói, thật sự là điên đảo dĩ vãng nhận chi. Bọn họ biết, trên thế giới này, còn có khác cường hoành tổ chức, lại không nghĩ rằng, này đó tổ chức, sớm đã có phe phái chi phân, cái gì quang minh đảo, cái gì thế giới ngầm, thậm chí trước kia vương sẽ, ở này đó thế lực trong mắt, bất quá là con kiến mà thôi. Những cái đó đủ để cho chính mình đám người kiêu ngạo chiến tích, ở người khác xem ra, bất quá là tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi. Trương Huyền nơi nào nhìn không ra chính mình này đó các huynh đệ là suy nghĩ cái gì, ra tiếng nói, đều đừng suy nghĩ bậy bạ, trên thế giới này vượt quá chúng ta tưởng tượng đồ vật có quá nhiều, các ngươi hiện tại cảm giác được những cái đó thế lực cường đại, chỉ là không biết mà thôi, bọn họ nếu thật sự cường, hà tất lén lút, đã sớm nghiền áp hết thảy, này cũng mau ăn Tết. Trừ bỏ Nguyệt tỷ còn có nhiệm vụ muốn chấp hành bên ngoài, còn lại người đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ thêm xong năm. Ta sẽ mang các ngươi tập huấn. Chúng ta thật là chậm trễ lâu lắm a. Hải Thần duỗi người. Đều hảo hảo chơi mấy ngày đi, đúng rồi Phí Lôi Tư. Trương Huyền hướng một bên mở miệng, ta nhớ rõ ngươi ở Đô Thành có cái sản nghiệp, gọi là gì Kim Lâu đúng không, vịt nướng thực nổi danh. Là có chút danh khí. Phí Lôi Tư gật đầu. Trương Huyền mở miệng. Chế chút làm người cho ta đưa chút lại đây đi, tới Đô Thành, không ăn chút vịt nướng tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì. Hảo, ta cơm chiều trước an bài người đưa đến tẩu tử kia. Phí Lôi Tư theo tiếng. Hảo, các ngươi hảo hảo chơi đi, ta đi trước. Trương Huyền chào hỏi, dẫn đầu rời đi hội sở. Đều không phải là Trương Huyền đối phản tổ minh này đó thế lực không bỏ trong lòng, mà là hắn thật sự không nghĩ lại cấp mọi người gây cái gì áp lực tâm lý, hiện tại thế cục đã là cái dạng này. Có quá nhiều đồ vật bãi ở đại gia trước mặt, vẫn luôn lo lắng sốt ruột nói, rất có thể sẽ xuất hiện tinh thần hỏng mất sự tình. Rời đi hội sở, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm liên hệ một chút, Lâm Thanh Hạm chính liên hệ mấy cái tập đoàn công ty, tính toán đi đàm phán một chút hợp tác. Hiện tại Lâm Thị, có thể nói là một tòa thật lớn bảo sơn, có được khổng lồ vốn lưu động, nhưng lại không có gì dùng võ nơi, muốn càng tốt phát triển, chính là tìm được một cái tốt nhất con đường, đem này đó tài chính tản đi ra ngoài. Đô Thành, tuyệt đối là ngọa hổ tàng long nơi,
có thể ở chỗ này làm to làm lớn xí nghiệp, kia tuyệt đối có rộng lớn con đường, loại này con đường, chỉ bằng vào Lâm Thị mà nói, cho dù là hiện tại có được như vậy khổng lồ tài chính liên Lâm Thị, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể làm được. Trương Huyền căn cứ Lâm Thanh Hạm chia nàng địa chỉ, ở một nhà công ty dưới lầu gặp được Lâm Thanh Hạm. Trương Huyền có thể nhìn đến, Lâm Thanh Hạm có vẻ có chút mỏi mệt, tóc đẹp cũng mang theo chút hỗn độn, này dù sao cũng là đô thành, trước không nói hối hả ngược xuôi có bao nhiêu phiền toái, sở hữu sự tình đều là Lâm Thanh Hạm tự mình đi làm. Trương Huyền đón Lâm Thanh Hạm đi tới, lão bà, hôm nay nói thế nào? Lâm Thanh Hạm khẽ lắc đầu, không được, ta tìm mấy nhà công ty, bọn họ tư chất đều khiếm khuyết một ít, con đường cũng không tính quá quảng, theo chân bọn họ hợp tác, Lâm Thị gặp mặt Lâm tài chính bị cột chặt nguy hiểm, chỉ có thể tìm chút đứng đầu tập đoàn, chẳng qua đô thành tuy đại, đứng đầu liền như vậy mấy nhà, rất khó cùng đối phương liên hệ thượng A, rốt cuộc chúng ta Lâm Thị, ở bọn họ trong mắt, cũng chỉ là một cái nhà giàu mới nổi, người biết đến, chúng ta loại này đột nhiên bạo tăng tài chính. Ở những cái đó tập đoàn xem ra, thực không đáng tin cậy. Muốn hay không ta giúp ngươi tìm vài người? Trương Huyền hỏi một tiếng. Không cần lạp, ta tổng không thể cái gì đều dựa vào ngươi đi. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, ta đã làm Gia Gia hỗ trợ đi hỏi, Gia Gia đi tìm Tần tiên sinh, hẳn là quá một lát liền sẽ cho ta hồi phục. Lâm Thanh Hạm lời này âm vừa mới lạc, di động tiếng chuông liền vang lên. Lâm Thanh Hạm cầm lấy nhìn thoáng qua, cười nói, là Gia Gia đánh tới. Nói xong, Lâm Thanh Hạm đem điện thoại tiếp khởi. Nói vài câu sau, lại đem điện thoại cắt đứt. Lâm Thanh Hạm cắt đứt điện thoại sau hỏi hướng Trương Huyền, lão công, người biết Khải Thái tập đoàn sao? Khải Thái, Trương Huyền mắt lộ ra suy tư, theo sau hỏi, họ Ngụy khai cái kia công ty. Ân, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, bọn họ công ty người phụ trách là họ Ngụy, Gia Gia thác Tần lão tiên sinh cùng đối phương liên hệ thượng, làm ta đi tìm hắn. Ta bồi ngươi cùng đi đi, Trương Huyền kéo Lâm Thanh tay, xe ngừng ở nào? Có cái gì xe a, tế tàu điện ngầm lạp. Lâm Thanh Hạm phản nắm lấy Trương Huyền bàn tay to, chiều một bên chạy chậm đi. Trương Huyền tùy ý Lâm Thanh Hạm lôi kéo, nhìn Lâm Thanh Hạm này phúc tiểu nữ nhân bộ dáng, không cấm lộ ra một mạt mỉm cười tới. Khải Thái tập đoàn, ở đô thành địa vị pha cao, so Lữ Thần cái kia Nguyên Phổ không biết hiếu thắng nhiều ít, ở mặt ngoài số liệu báo biểu thượng, Khải Thái tài sản đại khái là 100 tỷ, nhưng Khải Thái chân thật thực lực là ít nhất muốn siêu việt cái này con số gấp đôi. Phải biết rằng, rất nhiều tập đoàn tài sản, có thể xuất hiện ở đại chúng trong mắt giữa, đều là có thể để cho người khác biết đến, mà những cái đó bị che giấu lên, mới là cái này tập đoàn thứ quan trọng nhất. Nếu không, ai đều đối với đối phương hiểu tận gốc rễ, cũng liền không có thương chiến này vừa nói. Ở thương giới trong lịch sử, có rất nhiều công ty lớn ngã quỵ ở danh đều chưa biết tiểu công ty trong tay, loại chuyện này, rất nhiều. Cho nên, một cái công ty đối ngoại tài sản, là có thể chứng minh một ít cái này công ty thực lực, nhưng không thể chứng minh toàn bộ đồ vật. Khải Thái tập đoàn ở đô thành CBD, nơi này giá nhà, có thể nói khủng bố, có thể đem công ty khai ở chỗ này, không có một cái đơn giản nhân vật. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm tế hơn 20 trạm tàu điện ngầm đi vào nơi này, Khải Thái tập đoàn ở đô thành CBD phá lệ thấy được, mới ra trạm tàu điện ngầm là có thể nhìn đến. Hai người đi vào Khải Thái cao ốc. Cấp trước đài thuyết minh ý đồ đến sau, liền vẫn luôn ở phòng khách chờ đợi. Cùng thời gian, Tôn Nghiêu cũng đứng ở Khải Thái cửa, hắn vừa mới, là nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền đi tới. Tôn Nghiêu sắc mặt âm ngoan, hừ lạnh một tiếng, muốn tìm Khải Thái hợp tác. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi lấy cái gì cùng Khải Thái hợp tác. Tôn Nghiêu nói xong, trực tiếp móc ra điện thoại, bắt cái dãy số đi ra ngoài, cho ta liên hệ một chút Khải Thái Ngụy Tổng, liền nói chúng ta trấn cản thực nghiệp. Tính toán cùng Khải Thái tán gẫu một chút hợp tác sự, buổi tối thỉnh Ngụy Tổng ăn một bữa cơm. Một chiếc điện thoại đánh xong sau, Tôn Nghiêu lại bá ra một cái khác điện thoại, thông chi một chút, làm mọi người đêm nay tăng ca, toàn bộ chèn ép Lâm Thị cổ phiếu, thuận tiện thả ra một chút chỗ tốt, tận khả năng đem Lâm Thị vốn lưu động toàn bộ bộ lao, liền tính lấy tiền tạp, cũng đến cho ta ở bên ngoài đem Lâm Thị tạp suy sụp. Làm xong này hết thảy, Tôn Nghiêu trên mặt quải ra một mặt cười lạnh, Lâm Thị, ta muốn nhìn. Các người có thể bừa bãi tới khi nào? Đang ở Khải Thái tập đoàn bên trong Lâm Thanh Hạm, hoàn toàn không biết Tôn Nghiêu đang đứng ở Khải Thái cao ốc bên ngoài đánh cái gì bàn tính. Đến nỗi Trương Huyền, đã sớm phát hiện chính mình cùng Lâm Thanh Hạm bị người theo dõi, hơn nữa liền đối phương là ai, Trương Huyền đều rõ ràng, chỉ là loại này a miêu a cẩu,
chỉ cần đối phương không chủ động nhảy ra, Trương Huyền cũng lười đến đi phản ứng. Chương 956 nói đến nghe một chút. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm vẫn luôn ngồi ở Khải Thái cao ốc nội phòng tiếp khách, mãi cho đến buổi chiều 5 giờ rưỡi, phòng tiếp khách môn mới bị người đẩy ra. Một người hơn 50 tuổi trung niên nam nhân đẩy cửa đi đến, đương nhìn đến phòng tiếp khách nội Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm khi, không khỏi có chút sửng sốt, theo sau trong mắt hiện lên một tia bất mãn. Ngụy Minh Huân hôm nay nhận được một cái bằng hữu điện thoại, đối phương nói Ngân Châu cái kia Lâm Thị muốn cùng chính mình nói chuyện hợp tác. Lâm Thị thanh danh, tại đây ngắn ngủn 2 ngày thời gian, đã vang vọng hè oi bức thương giới, Ngụy Minh Huân tự nhiên là nghe nói qua, chẳng qua đối với cái này công ty, Ngụy Minh Huân từ đáy lòng, cảm thấy không đáng tin cậy. 5.000 triệu bán ra một miếng đất, sao có thể? Ngụy Minh Huân từ thương vài thập niên, rất khó tin tưởng loại này bầu trời rớt bánh có nhân sự. Ở trong mắt hắn, tự nhiên cho rằng đây là Lâm Thị một cái lăng xê thủ đoạn, tỉ như tăng lên cổ phiếu linh tinh, tự đạo tự diễn vừa ra tin tức giả, tăng lên một đợt cổ phiếu, thu hoạch một đợt giao hẹ, như vậy sự, ở hè oi bức thương giới, không phải không có phát sinh quá. Đối với Khải Thái loại này tập đoàn tới nói, giống Lâm Thị loại này cách làm, Ngụy Minh Huân thấy được nhiều, cũng gặp được nhiều, trước kia cũng có người đánh trăm tỷ ngụy trang tới tìm Khải Thái hợp tác, kết quả là bất quá là một khối vỏ rỗng. Cho nên, Ngụy Minh Huân đối Lâm Thị tới tìm chính mình nói chuyện hợp tác chuyện này, là thực mâu thuẫn, chẳng qua chính mình cái kia bằng hữu cũng là lão giao tình, không hảo bác đối phương mặt mũi, cho nên vội xong đỉnh đầu thượng sự tới gặp thượng một mặt. Chiếu Ngụy Minh Huân nghĩ đến, lần này Lâm Thị người tới, như thế nào cũng là Lâm Thị quan trọng nhất nhân vật, nhưng không nghĩ tới, lại là như vậy hai người trẻ tuổi. Lấy Ngụy Minh Huân địa vị tới nói, tự nhiên không rõ ràng lắm Lâm Thị tập đoàn cầm lái giả rốt cuộc ai. Lâm Thanh Hạm ở tới phía trước đã tra quá Ngụy Minh Huân tư liệu, thấy Ngụy Minh Huân đã đến, lập tức đứng dậy, "Ngụy tổng ngươi hảo, ta là Ngân Châu Lâm Thị Lâm Thanh Hạm, vị này chính là ta trưởng phu, Trương Huyền." Lâm Thanh Hạm chủ động duỗi tay, làm tự giới thiệu. "Ân," Ngụy Minh Huân gật đầu ứng hạ, cũng không có duỗi tay đáp lễ, nghe lão Tần nói, "Các ngươi là tới tìm chúng ta Khải Thái nói chuyện hợp tác." "Đúng vậy," Lâm Thanh Hạm thu hồi duỗi ở giữa không chung tay. Đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta Lâm thì có được khổng lồ vốn lưu động, mà quý công ty có được rộng lớn con đường, ta cho rằng chúng ta hợp tác phương thức sẽ rất nhiều dạng hóa, cũng coi như là cường cường liên hợp. Ngụy Minh Huân nghe được lời này, khóe miệng lộ ra một mặt như có như không khinh thường tươi cười, ra tiếng nói, thứ ta nói thẳng, tuy rằng quý công ty gần nhất thanh danh rất lớn, 5.000 triệu vốn lưu động, tuyệt đối xưng được với là hè oi bức nhà giàu số 1, nhưng quý công ty này số tiền, tới quá mức quỷ dị. Đến nỗi người nói cường cường liên hợp, xin lỗi, ta người này nói chuyện khả năng có điểm khó nghe, ta cũng không cho rằng, các ngươi Lâm Thị, xưng được với là cường. Nghe được lời này, Lâm Thanh Hạm cũng không tức giận, càng không xấu hổ, nàng đã sớm nghĩ đến lần này ra tới tìm hợp tác đồng bọn sẽ gặp được cái dạng gì sự. Liền Lâm Thanh Hạm chính mình tới nói, nếu một cái tiểu công ty đột nhiên nhảy đến chính mình trước mặt, nói hắn mấy trăm triệu, Lâm Thanh Hạm cũng sẽ khinh thường nhìn lại. Đây là nhân chi thường tình, ai đều không tin bầu trời có rớt bánh có nhân sự, đặc biệt là người làm ăn. Lâm Thanh Hạm tiếp tục nói, Ngụy Tổng, không tán gẫu một chút, người như thế nào biết chúng ta Lâm Thị không có như vậy thực lực đâu. Ta tưởng, loại này hợp tác, không riêng gì chúng ta Lâm Thị một phương thu lợi, quý công ty, cũng có thể từ giữa đạt được chỗ tốt, Ngụy Tổng ngươi là người làm ăn, Tổng sẽ không cự tuyệt tới cửa sinh ý đi, loại này liền nghe đều không nghe liền cự tuyệt cách làm. Cũng không phải là một cái đủ tư cách người làm ăn sẽ làm. Ngụy Minh Huân mắt lộ một mà tò mò, hắn tò mò, không phải Lâm Thanh Hạm theo như lời hợp tác, mà là tò mò, Lâm Thanh Hạm từ đâu ra tự tin. Có ý tứ, Ngụy Minh Huân khóe miệng câu cười, tiểu nha đầu, người rất giống ta trước kia bộ dáng, mũi nhọn lộ ra ngoài, hảo, nếu ngươi nói liêu, chúng ta đây liền tán gẫu một chút, đêm nay vừa vặn cũng có một cái tập đoàn muốn cùng ta nói chuyện hợp tác, không bằng chúng ta cùng nhau tâm sự. Thế nào? Ngụy Minh Huân nói lời này khi, cũng có thử thành phần, nếu Lâm Thị thật sự có nắm chắc, căn bản là sẽ không để ý hôm nay có thể hay không còn có người khác, nếu không cái kia tự tin, chỉ là một khối vỏ rỗng, chỉ sợ cũng muốn lùi bước. Lâm Thanh Hạm tự tin cười, đương nhiên, toàn bằng Ngụy Tổng làm chủ. Ha ha, Ngụy Minh Huân cười lớn một tiếng, kia hảo, này cũng đến cơm chiều điểm, chúng ta không bằng vừa ăn vừa nói chuyện, nếu ngươi cùng ngươi trưởng phu không có lái xe nói. Ngồi ta xe hảo. Ngụy Minh Huân nói xong, quay đầu ra phòng khách. Đa tạ Ngụy Tổng, Lâm Thanh Hạm vội vàng mở miệng,
theo sau kéo Trương Huyền tay, theo đi lên. Đô thành rất lớn, cũng thực ủng đổ, từ đô thành phía nam đến phía bắc lái xe sợ yêu cầu thời gian, chỉ sợ có thể đem toàn bộ Tây Hạ tỉnh chuyển một vòng. Cách Lâm khách sạn là đô thành chứ danh khách sạn 5 sao. Đương Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm cưỡi Ngụy Minh Huân chạy băng băng S600 đến này thời điểm, đã là buổi chiều 6 giờ rưỡi. Ngụy Minh Huân hiển nhiên là nơi này lão khách hàng, hoặc là khách sạn này chính là Ngụy Minh Huân khai cũng nói không chừng, đương Ngụy Minh Huân xe đến này sau, khách sạn giám đốc lập tức liền chạy chậm lại đây, thế Ngụy Minh Huân mở cửa xe, theo sau khom người đem này tiến cử khách sạn. Ở khách sạn cửa dừng xe vị thượng, có Ngụy Minh Huân này chiếc tọa giá chuyên trúc dừng xe vị, tài xế thực thành thạo đem xe ngừng đi vào. Trương Huyền mấy người ở khách sạn giám đốc dẫn đường hạ, vào một cái lịch sự tao nhã ghế lô. Ghế lô không lớn, bên trong đã sớm chuẩn bị tốt hương huân, vào cửa trong nháy mắt, hút thượng một chút, liền cho người ta một loại cả người thông thấu thoải mái cảm. Một người diện mạo tú mỹ, khí chất tuyệt hảo mỹ nữ đang ngồi ở ghế lô một góc, đạn một đầu tranh khúc, làn điệu uyển chuyển, làm người vui vẻ thoải mái. Ngồi, Ngụy Minh Huân làm một cái thỉnh thủ thế. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm ngồi ở Ngụy Minh Huân đối diện, ở bọn họ chi gian, là một trương chỉ cung 6 người ngồi xuống gỗ đào hồng bàn. Thực mau, tốt nhất đại hồng bào cũng bị người phao hảo tặng tiến vào. Lâm Thanh Hạm quay đầu nhìn mắt ngồi ở ghế lô trong một góc đàn tấu đàn tranh mỹ nữ, suy nghĩ không khỏi tung bay đến mấy tháng trước, chính mình cùng Milan đi tham gia âm nhạc hội, ở nơi đó, Trương Huyền nào một đầu ái tiếng vọng, đem đàn tranh cùng dương cầm hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, kia ở đèn tụ quang hạ nhu tình mật ý, kia phân chấn động, kia phân cảm động, cho tới bây giờ, Lâm Thanh Hạm đều ký ức hãy còn mới mẻ, rõ ràng trước mắt. Hai vị, uống trước hai khẩu trà, còn có một cái bằng hữu, lập tức liền đến. Ngụy Minh Huân cười nâng chung trà lên. Bên này Ngụy Minh Huân thanh âm vừa mới lạc, ghế lô môn đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, trên mặt còn bọc băng gạc Tôn Nghiêu, đi nhanh từ ghế lô ngoại đi đến. Nhìn đến Tôn Nghiêu nháy mắt, Lâm Thanh Hạm rõ ràng sắc mặt biến đổi, có vẻ thật không đẹp, Lâm thị cùng Tôn Nghiêu phía trước hoàn toàn xé rách ra mặt, hôm nay Tôn Nghiêu đã đến, hiển nhiên không phải một chuyện tốt. Đến nỗi Trương Huyền, tắc không có cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn, hắn đã sớm phát hiện Tôn Nghiêu. Chương 957 ta là muốn rót vốn. Tôn Nghiêu đi vào ghế lô sau, đầu tiên là ánh mắt âm trầm nhìn lướt qua Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm, ngay sau đó thay một bộ gương mặt tươi cười, hướng Ngụy Minh Huân bồi cười nói, Ngụy thúc thúc, ta ba thác ta cho ngươi hỏi rõ hảo. Ha ha, Ngụy Minh Huân cười lớn một tiếng, Tôn Hiền Chất, ta và ngươi ba cũng có hơn nửa năm không gặp. Hắn hiện tại thân thể thế nào a? Thác Ngụy thúc thúc phúc, ta ba hiện tại là có thể ăn có thể uống, thân thể thực hảo, chính là công tác bận quá, thường xuyên ở ngoài miệng nhớ mong Ngụy thúc thúc ngươi, tưởng cùng Ngụy thúc thúc ngươi lại tụ một tụ a. Tôn Nghiêu trong miệng nói lời hay. Ngụy Minh Huân mở miệng nói, người ba thân thể ngạnh lãng, kia cũng không phải là thác ta phúc, tới, mau ngồi, cho ngươi giới thiệu hai người, đây là Ngân Châu tới, Lâm thị ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Tôn Nghiêu ở Ngụy Minh Huân bên cạnh ngồi xuống, theo sau vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Huyền, Ngân Châu Lâm thị, ta đương nhiên nghe nói qua, không ngừng là nghe nói, này Lâm thị cách làm, chính là bừa bãi thực đâu. Ngụy Minh Huân này vừa nghe, nơi nào nghe không ra Tôn Nghiêu trong miệng oán khí, nga. Nhìn dáng vẻ, các ngươi phía trước tiếp xúc qua. Là tiếp xúc quá, Tôn Nghiêu gật đầu, Lâm tổng vị tiên sinh này, chính là thực khinh thường chúng ta trấn cản thực nghiệp đâu. Ngụy Minh Huân nghe được lời này vi lăng một chút, này trấn cản thực nghiệp tuy rằng so ra kém chính mình Khải Thái, nhưng ở Đều Hải, cũng là tiền 10 xí nghiệp, cùng Khải Thái chi gian chênh lệch cũng không có quá lớn, cấp Lâm thị cung cấp con đường, có thể nói là dư giả, loại này xí nghiệp, Lâm thị đều chướng mắt. Ngụy Minh Huân nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, có chút không rõ Lâm Thanh Hạm dụng ý. Tôn Nghiêu đột nhiên xuất hiện, thật là làm Lâm Thanh Hạm có chút trở tay không kịp. Nhưng cũng còn không đến mức làm Lâm Thanh Hạm chân tay luống cuống, Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm thái, ra tiếng nói, Ngụy Tổng, Tôn Tổng trấn cản thực nghiệp, có lý niệm thượng, cùng chúng ta Lâm thì có rất nhiều không phù hợp địa phương, nếu mạnh mẽ hợp tác nói, chỉ biết tăng thêm mâu thuẫn, mà không đạt được liên hợp tiền lời hiệu quả. Lâm Thanh Hạm nói ra lời này khi, đang nói đến lý niệm hai chữ thời điểm, cố ý tăng thêm thanh âm. Ngụy Minh Huân lộ ra một bộ như suy tư gì bộ dáng. Lại nhìn mắt ngồi ở chính mình bên cạnh Tôn Nghiêu, Ngụy Minh Huân làm hè oi bức thương giới đứng đầu người làm ăn, cả đời này gặp qua đồ vật quá nhiều, bao gồm đủ loại phú nhị đại,
hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, có chút phú nhị đại diễn xuất là cái dạng gì. Cho nên, đương Lâm Thanh Hạm hung hăng cắn ra Lý Niệm hai chữ thời điểm, Ngụy Minh Huân tức khắc liền minh bạch là có ý tứ gì. Ngụy Minh Huân mở miệng, đồng thời dẫn dắt rời đi đề tài, hảo, ta già rồi, các ngươi người trẻ tuổi Lý Niệm, ta thật sự là theo không kịp, nếu hôm nay đều tới tìm ta khải thái hợp tác, vậy nói ta Lý Niệm đi, ta muốn biết, hai vị tính toán như thế nào cùng ta hợp tác. Ngụy Minh Huân nói xong, nâng chung trà lên, chờ Lâm Thanh Hạm cùng Tôn Nghiêu mở miệng. Lâm Thanh Hạm tự tin ra tiếng nói, Ngụy Tổng, ta biết quý công ty thực lực cùng con đường, hiện tại chúng ta Lâm Thị, ở Ngân Châu cùng Hằng Viễn hợp tác, bắt lấy đi thông Tây Bắc phương mậu dịch đường núi. Gần 2 năm, phía chính phủ vẫn luôn đều duy trì Tây Bắc mậu dịch, chỉ là địa mạo nguyên nhân, hạn chế đại đa số mậu dịch con đường. Hiện giờ, chúng ta Lâm Thị khống chế đi thông Tây Bắc khu vực lớn nhất mậu dịch thông đạo, đồng thời có thật lớn tài chính làm chống đỡ, ta tưởng Ngụy Tổng ngươi, đối Tây Bắc khu vực phát triển. Hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, đây là chúng ta Lâm Thị lấy ra tới thành ý. Ngụy Minh Huân trong mắt tức khắc nhảy ra một đạo lửa nóng thần sắc. Tây Bắc khu vực mậu dịch thông đạo. Cái này thông đạo, có thể kiếm bao nhiêu tiền, Ngụy Minh Huân không để bụng, hắn bản thân là làm tiến xuất khẩu mậu dịch, điểm này lợi nhuận, còn không bị hắn để vào mắt, hắn càng thêm để ý chính là, thanh danh. Tây Bắc khu vực, ở Hè Oi Bức, vẫn luôn đều thuộc về phát triển lạc hậu khu vực. Nếu có thể thành lập khởi đi thông Tây Bắc mậu dịch thông đạo, trợ giúp Tây Bắc xây dựng, kia không riêng phía chính phủ sẽ cho dư một tuyệt bút tài chính trợ cấp. Càng quan trọng là, toàn bộ khải thái tập đoàn, đem đạt được xã hội các giới khen ngợi, mặc kệ này đó khen ngợi có phải hay không phát ra từ nội tâm, nhưng khẳng định là phải làm, một khi như vậy, khải thái cổ phiếu, tuyệt đối sẽ mãnh trướng, kia đối với khải thái tới nói. Nhưng chính là một kiện danh lợi song thu đại hỷ sự. Loại này tài nguyên là rất nhiều xí nghiệp lớn đều tưởng có được, chẳng qua, muốn đổi lấy loại này tài nguyên, tuyệt đại bộ phận xí nghiệp, đều không thể trả giá tương ứng đại giới. Người nghĩ muốn cái gì? Ngụy Minh Huân mở miệng hỏi. Ta tưởng nhập cổ Ngụy Tiên Sinh các ngươi xuất khẩu mậu dịch, 30%. Lâm Thanh Hạm nói thẳng nói. Không có khả năng, Ngụy Minh Huân không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt, tiểu nha đầu, người biết người đang nói cái gì sao? Người muốn nhập cổ 30%. Ngươi có biết hay không đây là cái gì khái niệm? Tôn Nghiêu ở một bên cười lạnh ra tiếng, không biết cái gọi là. Lâm Thanh Hạm căn bản xem đều không xem Tôn Nghiêu liếc mắt một cái, tiếp tục mở miệng, Ngụy Tổng, ta nếu dám nói ra cái này con số, đương nhiên minh bạch đây là cái gì khái niệm. Các ngươi khải thái tập đoàn, mỗi năm có 40% thu vào, đều đến từ chính tiến xuất khẩu mậu dịch, thả này bảo đảm các ngươi cũng đủ tài chính lưu, nếu ta tưởng nhập cổ 30%. Tương đương từ khải thái lấy đi một khối to bánh kem. Ngươi nếu minh bạch, còn dám nói ra loại này điều kiện. Ngụy Minh Huân buông chén trà, ta thừa nhận, ngươi khai ra điều kiện, đối ta có phi thường đại lực hấp dẫn, nhưng còn không đủ để làm ngươi nhập cổ 30%. Lâm Thanh Hạm khẽ lắc đầu, Ngụy Tổng, ngươi tưởng sai rồi, ta nói, không phải đơn thuần nhập cổ, mà là rót vốn. Rót vốn đến 30% cổ phần, thông qua lĩnh vực của ngươi, mở rộng ngươi mậu dịch con đường. Này cũng không sẽ ảnh hưởng Ngụy Tổng ngươi ích lợi, chỉ là sẽ làm Ngụy Tổng ngươi phiền toái một ít, nhiều bán điểm nhân tình đi ra ngoài. Ngụy Minh Huân lâm vào một trận suy nghĩ sâu xa, nếu Lâm Thị là rót vốn nhập cổ nói, chuyện này thật đúng là trăm lợi mà không một hại, đến nỗi mặt mũi cùng nhân tình, có thể đổi đến chỗ tốt mặt mũi, mới kêu mặt mũi, nếu không kia đều là chó má. Tự hỏi vài phút sau, Ngụy Minh Huân động tác rất nhỏ gật gật đầu. Cái này gật đầu động tác làm Lâm Thanh Hạm trong lòng vui vẻ, nàng biết, Ngụy Minh Huân đây là tính toán tiếp thu chính mình đề nghị. Lâm Tổng, người cái này đề nghị, ta thực tán. Ngụy Minh Huân mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, đã bị một đạo thanh âm đánh gãy. Tôn Nghiêu ở một bên âm dương quái khí nói, Ngụy Tổng, ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, cái gọi là 5.000 triệu tài chính, chỉ là ngoại giới hiện tại truyền ra tới, trống rỗng mà đến 5.000 triệu. Nói nhập tư liền nhập tư, nhưng ngàn vạn không cần dẫn sói vào nhà a. Tôn Nghiêu lời này, lập tức làm Ngụy Minh Huân trong mắt nhiều một tia sầu lo, sắp xuất khẩu nói cũng thu trở về, trên mặt ngược lại nhiều vài phần hồ nghi chi sắc. Ngụy Tổng, có chút đồ vật, người đến thấy rõ, lại làm quyết định a, không cần như vậy vội vàng. Tôn Nghiêu lại mở miệng một tiếng, nhà giàu mới nổi thứ này, quá thường thấy, nhưng không phải sở hữu nhà giàu mới nổi, đều thật sự có thực lực, có một số người. Chẳng sợ mặt ngoài lại ngăn nắp lượng lệ, cũng bất quá là ít ngồi đáy giếng mà thôi.
Chương 958 người kiếp sau đều ăn không đến. Tôn Nghiêu nói, một chút liền nhắc nhở Ngụy Minh Huân. Này đồng thời cũng làm Ngụy Minh Huân trong lòng giật mình, chính mình vừa mới, thế nhưng thiếu chút nữa liền đáp ứng đối phương điều kiện, cái này nữ oa, nắm chắc người trong lòng, nhưng thật ra có một bộ. Ngụy Minh Huân lại xem Lâm Thanh Hạm khi, đã thu hồi chính mình coi khinh chi tâm, người thanh niên này, tuổi không lớn, nhưng tại đàm phán thượng kỹ xảo, lại là tương đương lão đạo, thực có thể nắm chắc đối phương yêu cầu cái gì. Tôn Nghiêu tiếp tục ra tiếng nói, Ngụy Thúc, ta lần này tới, liên hệ ta ở Kim Lâu bằng hữu, muốn hai chỉ vịt nướng, vừa vặn sấn hôm nay tới nếm một chút. Tôn Nghiêu nói xong, búng tay một cái. Ở Tôn Nghiêu này vang chỉ thanh sau, ghế lô môn bị người từ bên ngoài gõ vang. Tiến, Tôn Nghiêu lên tiếng. Ngay sau đó, liền thấy ghế lô môn bị người đẩy ra, ghế lô ngoại đi vào một người, trong tay dẫn theo hai cái hộp quà, hộp quà toàn thân thành kim sắc, thượng viết Kim Lâu hai cái chữ to, này hai cái chữ to, là hoàn toàn thiếp vàng mà thành, không nói chuyện hộp quà bên trong cái gì, chỉ là này hộp quà phí tổn giới, kia đều không tiện nghi. Ngụy Minh Huân trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, nhìn chằm chằm tiến vào nhân thủ chung hộp quà, ra tiếng nói, Kim Lâu một năm, chỉ làm 365 chỉ vịt nướng, mỗi ngày một con, bao năm qua như thế, Tiểu Nghiêu ngươi có thể một chút lấy ra hai chỉ Kim Lâu vịt nướng, nhưng thật ra làm ta thực ngoài ý muốn a, ta đã từng làm người đi mua, bài suốt 3 tháng, mới có hạnh bắt được một con, thịt vịt màu mỡ, làm người mồm miệng lưu hương. Tôn Nghiêu trên mặt mang theo tự hào thần sắc, ra tiếng nói, Kim Lâu vịt nướng, thật là dù ra giá cũng không có người bán, thậm chí chợ đen thượng một con Kim Lâu vịt nướng. Đều xào tới rồi giá trên trời, không riêng gì bởi vì Kim Lâu vịt nướng mỹ vị, càng là bởi vì này vịt nướng, đã trở thành một loại thân phận tượng trưng, nói trắng ra là, cái loại này ếch ngồi đáy giếng, chỉ sợ cả đời này, đều mua không được Kim Lâu vịt nướng, nhà giàu mới nổi cũng là như thế, nếu không có gặp được quý nhân, thậm chí muốn gặp một con, đều khó đi. Tôn Nghiêu nói xong, cố ý khiêu khích nhìn thoáng qua Trương Huyền, kia ý tứ phi thường rõ ràng. Trương Huyền cười cười. Không nói gì. Lâm Thanh Hạm sắc mặt không khỏi có vài phần khó coi, nàng tới Đô Thành, tìm người hợp tác, tự nhiên nghe nói qua Kim Lâu đại danh, này Kim Lâu vịt nướng, không chút nào khoa trương nói, người thường căn bản là mua không được, chẳng sợ những cái đó quyền thế, đều đến trước tiên hẹn trước, nếu không phải hẹn trước nói, tùy ý ai đi mua, kia Kim Lâu lão bản đều không mua chướng, lúc trước có một cái phú nhị đại, bởi vì mua không được vịt nướng, giận tạp Kim Lâu, kết quả hai ngày sau. Cái kia phú nhị đại cùng với hắn phía sau xí nghiệp. Hoàn toàn biến mất. Kia một sự kiện, làm mọi người biết, Kim Lâu cũng không phải đang làm cái gì đói khát marketing, mà Kim Lâu sau lưng lão bản, cũng là thế lực ngập trời. Từ lúc ấy bắt đầu, đại gia muốn ăn đến Kim Lâu vịt nướng, đều phải trước tiên hẹn trước, từ trước tiên một vòng, biến thành trước tiên một tháng, lại đến trước tiên mấy tháng, thậm chí hiện tại, Kim Lâu vịt nướng, đã đem minh năm sau đều hẹn trước xong rồi, không biết khi nào bắt đầu. Kim Lâu vịt nướng, đã từ một đạo mỹ vị món ngon, biến thành thân phận tượng trưng, không có bối cảnh người, căn bản là hẹn trước không đến Kim Lâu vịt nướng, chẳng sợ có người thường hẹn trước tới rồi, cũng sẽ bị thổ hào lấy số tiền lớn thu mua hẹn trước tư cách. Cho nên nói, có thể lấy ra Kim Lâu vịt nướng, không có một cái đơn giản nhân vật. Ngụy Thúc, nội tình rất quan trọng a. Tôn Nghiêu cười đem hộp quà cầm lại đây, đặt ở trên mặt bàn dọn xong, theo sau đem hộp quà chậm rãi mở ra, tới. Nếm thử này Kim Lâu vịt nướng, đương nhiên, có chút người liền không cần nếm, loại đồ vật này, bọn họ chỉ sợ cả đời đều ăn không được lạc, nhà giàu mới nổi chung quy là nhà giàu mới nổi. Ngồi ở chỗ kia, vẫn luôn cũng không nói gì Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ngươi là chỉ, chúng ta đời này đều ăn không được. À, Tôn Nghiêu khinh thường cười, nên có tự mình hiểu lấy, ngươi hẳn là có một chút, này Kim Lâu vịt nướng, các ngươi dựa vào cái gì ăn? Tôn Nghiêu vừa nói. Một bên đem hộp quà chung phong kín tốt vịt nướng lấy ra. Trương Huyền nhìn Tôn Nghiêu động tác, mở miệng nói, này vịt nướng hiển nhiên trải qua ướp bảo tồn, hương vị không bằng nguyên lai 1/10, liền tính ngươi tặng cho ta, ta cũng sẽ không đi ăn thượng một ngụm, muốn ăn, cũng muốn ăn kia hiện nướng ra tới. Tôn Nghiêu vừa nghe lời này, đương trường cười to ra tiếng, hiện nướng ra tới. Sõng sạc, Kim Lâu hiện nướng ra vịt nướng, người kiếp sau cũng ăn không đến. Trương Huyền lắc lắc đầu. Kiếp sau ăn không ăn đến ta không biết, nhưng đời này, khẳng định là có thể ăn đến. Ngụy Minh Huân nghe được lời này, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, này họ Lâm nữ oa, nhưng thật ra không tồi, so tuyệt đại đa số trẻ tuổi đều phải cường, nhưng nàng cái này trượng phu,
phong cách hành sự có chút quá bừa bãi, ngay cả Ngụy Minh Huân chính mình cũng không dám nói, có cơ hội có thể ăn đến Kim Lâu hiện nướng ra vịt nướng, phải biết rằng, Kim Lâu vịt nướng hiện tại đều phải trước tiên một năm tới dự định, một ngày chỉ có một con, người bình thường bắt được đều sẽ coi như lễ trọng, chỉ có cái loại này đã đứng ở quyền thế đỉnh người mới có thể không chút do dự ăn xong hiện nướng ra tới vịt nướng. Một cái Lâm thị, chẳng sợ hiện tại đối ngoại tuyên bố tài sản 5.000 triệu, là hè oi bước trên danh nghĩa nhà giàu số 1, nhưng bọn họ khoảng cách quyền thế đỉnh kia còn kém xa lắm đâu. Trương Huyền cũng không để ý tới Tôn Nghiêu nói cái gì, lo chính mình lấy ra di động, nhìn thoáng qua thời gian, nhìn dáng vẻ cũng nên tới rồi, đều đã cơm chiều thời gian. Trương Huyền bên này giọng nói vừa mới lạc, ghế lô môn lại một lần bị người gõ vang, ngay sau đó, một đạo cung kính thanh âm từ ngoài cửa truyền ra. Xin hỏi Trương Huyền Trương tiên sinh là ở cái này ghế lô sao? Vào đi, Trương Huyền đoạt ở Ngụy Minh Huân phía trước mở miệng. Ghế lô môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, liền thấy, một đầu bếp trang điểm người, đứng ở ghế lô cửa, ở đối phương phía sau, còn đi theo 10 người tới đoàn đội. Ở dẫn đầu cái này đầu bếp quần áo ngực chỗ, viết có Kim Lâu hai cái chữ to. Đầu bếp vào cửa sau, đầu tiên là hướng Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm cúc một cung, hắn ở tới phía trước, đã xem qua Trương Huyền ảnh chụp, khom lưng sau, đối phía sau phất phất tay, này mười mấy người đoàn đội, đẩy một cái nướng giá đi đến. Ngụy Minh Huân mày nhăn lại, phất phất tay, gọi tới chợ ở cửa người phục vụ, đây là có chuyện gì? Ta không có muốn khác đồ ăn đi. Người phục vụ cung kính đáp, Ngụy tiên sinh, vị này chính là Kim Lâu chủ bếp cùng hắn đoàn đội, vừa mới lão bản cố ý gọi điện thoại tới giao đãi, nói Kim Lâu chủ bếp sẽ qua tới cấp một vị tôn kính khách nhân hiện trường nấu nướng. Kim Lâu chủ bếp, Ngụy Minh Huân nghe được lời này, tức khắc cả kinh, vừa mới hắn ở nhìn đến đầu bếp trước ngực hai chữ thời điểm, liền có chút như vậy suy đoán, nhưng như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, rốt cuộc Kim Lâu vịt nướng, kia đều là thiên kim khó cầu, trước tiên một năm dự định, Kim Lâu chủ bếp, lại như thế nào sẽ tự mình chạy tới. Lấy Kim Lâu cách làm tới nói, này chủ bếp, tất nhiên cũng là một cái tâm cao khí ngạo người. Ngụy Minh Huân tưởng không tồi, này Kim Lâu chủ bếp, đích đích xác xác là tâm cao khí ngạo người, nhưng lúc này đây, hắn ngạo không đứng dậy, bởi vì hắn biết, lần này khách nhân, đừng nói là chính mình, ngay cả phía sau màn lão bản, gặp được cũng muốn khách khách khí khí, tất cung tất kính. Chương 959 hiện nướng. Lâm Thanh Hạm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, nghi hoặc nhìn mắt Trương Huyền. Trương Huyền chú ý tới nữ nhân ánh mắt, giải thích một tiếng, Kim Lâu là phí lôi tư khai. Lâm Thanh Hạm vừa nghe lời này, tức khắc hiểu rõ. Tôn Nghiêu nghe được người phục vụ nói, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, làm bộ làm tịch. Tôn Nghiêu nói xong, trực tiếp bàn tay vung lên, hòa thuốc vào nước phụ viên quát, các ngươi như thế nào làm việc. Không thấy chúng ta tại đây ăn cơm sao, đem những người này cho ta đuổi ra ngoài. Người phục vụ lộ ra vẻ mặt khó xử thần sắc. Như thế nào, không nghe minh bạch ta nói sao. Người hảo hảo xem những người này bộ dáng, có thể là Kim Lâu chủ bếp. Cho ta đuổi ra ngoài. Tôn Nghiêu lông mày một hoành, lại lần nữa ra tiếng. Ta xem ai dám, một đạo tiếng quát, từ ghế lô ngoại vang lên. Theo sát, liền thấy một người hơn 40 tuổi nữ nhân đi đến. Nữ nhân này người mặc đẹp đẽ quý giá, khí chất bất phàm, đi vào ghế lô sau, khí chàng 10 phần quát hỏi nói, ta xem ai muốn đuổi đi ta khách quý đi ra ngoài. Tại đây nữ nhân xuất hiện đồng thời, Ngụy Minh Huân một chút liền đứng dậy, có chút kinh hỉ nói, Huyên Huyên, người đã trở lại. U, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là Ngụy tổng ngươi muốn đuổi đi ta khách nhân đi ra ngoài a. Bị gọi Huyên Huyên nữ nhân trừng mắt nhìn Ngụy Minh Huân liếc mắt một cái. Ta cùng Y Huyên ở đô thành thương giới cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, thỉnh Kim Lâu chủ bếp ngồi vào vị trí thấy được nhiều, này vẫn là lần đầu tiên gặp người đem Kim Lâu chủ bếp hướng ra đuổi đi. Huyên Huyên, ngươi hiểu lầm, Ngụy Minh Huân vội vàng giải thích, chỉ là xem Ngụy Minh Huân kia giải thích bộ dáng, không giống như là đang nói một sự kiện, hình như là ở khuyên chính mình người trong lòng không cần sinh khí giống nhau. Ta nhưng không hiểu lầm, cái này ghế lô, vẫn luôn là cho ngươi Ngụy Minh Huân lưu. Chẳng lẽ, người Ngụy Minh Huân không nói chuyện, là người khác giọng khách át giọng chủ không thành. Cung Y Huyên thanh âm giữa tràn ngập tức giận, bất quá cẩn thận vừa nghe, này tức giận đều không phải là nhằm vào Ngụy Minh Huân đi. Ngụy Minh Huân theo bản năng liền đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Nghiêu. Tôn Nghiêu nơi nào sẽ không quen biết trước mặt nữ nhân này, mọi người đều du tẩu với hẻ oi bức thương giới đứng đầu kia một tầng, tới tới lui lui liền những người này,
chẳng sợ ngày thường đi theo cha mẹ tham gia yến hội, kia cũng thấy được thất thất bát bát. Tôn Nghiêu cúi đầu, lại là có chút sợ hãi hô một tiếng huyên gì, bởi vì Tôn Nghiêu minh bạch, trước mặt nữ nhân này, phía sau tập đoàn thế lực, là hoàn toàn áp đảo chính mình ra phía trên, cho dù là Ngụy Minh Huân Khải Thái, cũng so ra kém nữ nhân này. Nga, nguyên lai là họ Tôn nhà hắn tiểu tử a, như thế nào, Ngụy Minh Huân còn ngồi ở chỗ này, khi nào đến phiên ngươi tới đuổi đi người. Không biết lễ nghĩa, Cung Y Huyên không chút khách khí giáo huấn nói. Bị Cung Y Huyên nói như vậy, Tôn Nghiêu cũng không dám biểu hiện ra đinh điểm tức giận, thấp hèn đầu, một câu đều không cổ họng. Cung Y Huyên lại muốn mở miệng, liền nghe Trương Huyền thanh âm ở bên cạnh vang lên. Trương Huyền hoàn toàn không để ý đến bên cạnh phát sinh sự, hướng Kim Lâu chủ đạo, hảo, các ngươi đừng thất thần, đều nói Kim Lâu vịt nướng nổi danh, ta thật đúng là vẫn luôn cũng chưa hưởng qua, đừng làm cho ta thất vọng. Nhất định, Kim Lâu chủ bếp thâm cúc một cung, theo sau phân phó phía sau đoàn đội bắt đầu chuẩn bị. Cung Y Huyên rất có hứng thú nhìn Kim Lâu chủ bếp động tác, mở miệng nói, nghe nói Kim Lâu vịt nướng, từ chuẩn bị đến thượng giá, tổng cộng có 31 nói trình tự, lúc trước có người từng hoa muôn vàn, chỉ là muốn nhìn một chút này trình tự mà thôi, cũng đều bị cự tuyệt, đương vịt nướng thượng giá sau, phải trải qua 6 loại bất đồng hỏa hậu tiến hành quay, này vẫn là đầu một hồi nhìn thấy, hôm nay ta, xem như dính Ngụy tổng ngươi quang a. Ngụy Minh Huân xấu hổ cười cười, này nơi nào là dính ta quang, là dính hai vị này người trẻ tuổi quang mới đúng. Ngụy Minh Huân nói chuyện khi, cố ý nhìn mắt Trương Huyền, lần này hắn trong ánh mắt, lại là nhiều vài phần kính trọng. Có thể gọi tới Kim Lâu chủ bếp, hiện trường vịt nướng người, nói thật, hắn Ngụy Minh Huân trà trộn nhiều năm như vậy, đừng nói thấy, ngay cả nghe, cũng chưa nghe nói qua. Tôn Nghiêu đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy trên mặt thiêu nóng rát, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Vốn dĩ hôm nay tưởng lấy hai chỉ Kim Lâu vịt nướng tới biểu hiện một chút, kết quả không nghĩ tới Lâm Thị thế nhưng trực tiếp gọi tới Kim Lâu chủ bếp. Bọn họ sao có thể? Tôn Nghiêu gắt gao nắm nắm tay, một cái nhà giàu mới nổi, hắn dựa vào cái gì tìm tới Kim Lâu chủ bếp? Nguyên bản hảo hảo một cái kế hoạch, hiện tại lại bị hoàn toàn đánh vỡ, loại cảm giác này, làm Tôn Nghiêu cảm thấy phá lệ nghẹn khuất. Đúng rồi, có một số người, hẳn là không xứng đãi ở chỗ này đi. Trương Huyền đột nhiên phát ra âm thanh. Ở Trương Huyền ra tiếng nháy mắt, Cung Y Huyên liền phất tay nói, đi, đem Tôn Thiếu gia thỉnh đi ra ngoài. Tôn Nghiêu thân thể chấn động, một cổ khuất nhục cảm, đột nhiên sinh ra. Lão bản đều lên tiếng, ghế lô người phục vụ tự nhiên biết nên làm như thế nào, đứng ở ghế lô cửa làm cái thỉnh thủ thế, Tôn tiên sinh, thỉnh đi. Tôn Nghiêu quay đầu nhìn mắt Cung Y Huyên, lại phát hiện Cung Y Huyên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kim Lâu chủ bếp nơi phương hướng. Liền xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Tôn Nghiêu cảm thấy trên mặt không nhịn được, thả câu tàn nhẫn lời nói, cất bước đi đến, Huyên gì, các ngươi sẽ hối hận. Đối với Tôn Nghiêu tàn nhẫn lời nói, Cung Y Huyên căn bản là không bỏ trong lòng. Nhìn chung hè oi bức, có thể làm Kim Lâu bán mặt mũi người, có thể có mấy cái. Cung Y Huyên đây là lần đầu tiên nghe nói, tuy rằng Cung Y Huyên không rõ ràng lắm trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân thân phận, nhưng nàng 100% khẳng định. Người này, là Tôn Nghiêu vĩnh viễn cũng trêu chọc không dậy nổi, chân chính hối hận, kia sẽ là đều hải Tôn gia. Kim Lâu chủ bếp mang theo hắn đoàn đội, liền ở ghế lô nội giáp mặt hong chế vịt nướng. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, Ngụy Tổng, chúng ta hiện tại có phải hay không có thể tiếp tục nói hạ hợp tác sự? Đương nhiên, lúc này đây, Ngụy Minh Huân không chút do dự gật đầu. Lâm Thanh Hạm cho Ngụy Minh Huân chỗ tốt, Ngụy Minh Huân phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn vẫn luôn rối rắm điểm, bất quá là Lâm Thị này 5.000 triệu tài sản, rốt cuộc có bao nhiêu đại hơi nước, này Lâm Thị, lại là không phải một khối vỏ rỗng. Mà hiện tại, Ngụy Minh Huân băn khoăn đã hoàn toàn bị đánh mất, một cái vỏ rỗng công ty, lấy cái gì mời đến Kim Lâu chủ bếp. Này đã không đơn giản là đại biểu một loại thân phận, mà là địa vị. Cái gì hợp tác, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh tham gia. Cung Y Huyên ở Ngụy Minh Huân bên cạnh ngồi xuống. Hoan nghênh chi đến, Lâm Thanh Hạm cười đáp. Thực mau, vịt nướng mùi hương liền bồi hồi ở ghế lô giữa, Trương Huyền ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm Kim Lâu chủ bếp động tác, về sinh ý đàm phán thượng sự, hắn không nói một lời. Đến nỗi Lâm Thanh Hạm, tác thuần thục cùng Ngụy Minh Huân cùng Cung Y Huyên nói hợp tác hạng mục, đồng thời vươn nhu đề, ở bàn hạ bắt lấy Trương Huyền kia chỉ bàn tay to. Khách sạn ngoại, Tôn Nghiêu vẻ mặt khuất nhục đi ra. Hắn thậm chí đều nhìn đến vừa mới tên kia ghế lô người phục vụ trong mắt cười nhạo,
một cổ lửa giận vô pháp ức chế từ Tôn Nghiêu đáy lòng thiêu lên. Tôn Nghiêu lấy ra di động, bát cái dãy số đi ra ngoài, hiện tại, lập tức. Ta muốn các ngươi toàn lực chèn ép Lâm Thị cổ phiếu, khóa trụ bọn họ hết thảy vốn lưu động, rót vốn. Ta đảo muốn nhìn bọn họ như thế nào rót vốn, thảo. Tôn Nghiêu nói xong, nổi giận đùng đùng đem điện thoại ném tới trên mặt đất, lại tức cấp bại hoại tiến lên dẫm hai chân, lúc này mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Chương 960 Bạch Trì Thân cận nhớ. Đã không có Tôn Nghiêu, lại kiến thức tới rồi Lâm Thị nhân mạch thực lực, Ngụy Minh Huân cùng Lâm Thị hợp tác, nói phi thường vui sướng, rất nhiều đồ vật, cũng đều thực mau thuyết phục. Ở Kim Lâu vịt nướng hương khí bốn phía hết sức, Tam gia hợp tác cũng đã nói thành. Hưởng dụng một đốn Kim Lâu hiện nướng ra vịt nướng sau, Ngụy Minh Huân cùng Cung Y Huyên, tự mình đem Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người đưa ra khách sạn. Cùng Ngụy Minh Huân cùng Cung Y Huyên cáo biệt sau, Lâm Thanh Hạm chủ động nắm lên Trương Huyền bàn tay to, lão công, lần này lại là ngươi giúp ta. Trương Huyền vươn tay phải ngón trỏ, nhẹ quải Lâm Thanh Hạm kiều mũi, nói cái gì giúp không giúp, hai ta chính là người một nhà. Lâm Thanh Hạm cười một chút, không nói gì. Trương Huyền cũng biết, Lâm Thanh Hạm thuộc về cái loại này phi thường hiếu thắng tính cách, chuyện gì đều tận khả năng nghĩ chính mình đi làm, không nghĩ làm chính mình vội đi. Được rồi lão bà, đây cũng là trùng hợp mà thôi, ta vừa vặn làm phí Lôi Tư An bài người đưa điểm Kim Lâu vịt nướng, kết quả liền gặp phải chuyện này, đi thôi, chúng ta đi trở về. Lâm Thanh Hạm nhấp nhấp môi, biết chính mình về điểm này tiểu tâm tư trốn bất quá nam nhân đôi mắt. Đi rồi, đi trở về lão bà. Trương Huyền phản bắt lấy Lâm Thanh Hạm nhu đề, chiều cách đó không xa trạm tàu điện ngầm đi đến. Cùng Lâm Thanh Hạm trở lại khách sạn, đã là buổi tối 8 giờ. Dĩ vãng đô thành, lúc này, vẫn là một bộ náo nhiệt phồn vinh cảnh tượng, chỉ là hiện tại còn thừa không đến mấy ngày thời gian liền ăn Tết, đô thành so với dĩ vãng, có vẻ quạnh quẽ không ít. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm chân trước mới tiến khách sạn, sau lưng Tương Lai điện thoại liền đánh tới. Lão đại, người ở đâu đâu? Khi nào lại đây? Tương Lai cấp giống giống thanh âm từ điện thoại chung vang lên. Lại đây, cái gì lại đây? Trương Huyền tiếp khởi điện thoại, vẻ mặt nghi hoặc. Đương nhiên là lại đây cấp tên ngốc này trợ trận A, hắn cái kia thân cận đối tượng, mang theo ba cái trà xanh lại đây, kia từng đôi mắt, chỉ là quét liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra LV có phải hay không chính phẩm, các loại xảo quyệt vấn đề ùn ùn không dứt, bằng ngu ngốc cái kia ngu xuẩn ứng phó bất quá tới, người biết đến, hắn tán gái chỉ biết tạp tiền, lần này tới thân cận, cùng cái ngốc tử giống nhau, mau bị người hạ bộ cũng không biết. Tương Lai kia miệng liền cùng súng máy giống nhau, đô 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 nói một đống lớn ra tới. Trương Huyền nghe được không hiểu ra sao, mang theo ba cái trà xanh. Ý gì? Lâm Thanh Hạm che miệng cười, Tương Lai thanh âm rất lớn, nàng cũng nghe đến rõ ràng, nàng là cười chính mình này lão công thật sự là quá thổ, cùng người già giống nhau, liền internet thượng một ít hình dung từ cũng không biết. Dù sao ngươi mau tới là được, ta đem địa chỉ chia ngươi, thuận tiện đem tẩu tử cũng mang đến, làm những cái đó trà xanh nhìn xem cái gì mới kêu chân chính nữ thần. Bằng không một đám tam tuyến bên ngoài, còn đem chính mình đương cái nhân vật. Tương Lai nói xong, cấp hoang mang rối loạn cắt đứt điện thoại, tại đây đồng thời, Trương Huyền di động thượng, thu được một cái định vị tin tức. Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm bất đắc dĩ cười, đi thôi lão bà, đi xem Bạch Trì thân cận đối tượng, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hắn thân cận, ta như thế nào cảm thấy như vậy không thể tưởng tượng đâu. Lâm Thanh Hạm vẻ mặt cổ quái, Bạch Trì cho nàng ấn tượng, tuyệt đối là một cái hoa hoa công tử. Trương Huyền nhún vai, chúng ta đều là như vậy cảm thấy. Tương Lai phát ra định vị, khoảng cách Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hiện tại vị trí địa phương cũng không xa, tam trạm tàu điện ngầm liền đến. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đi ra trạm tàu điện ngầm sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến trạm tàu điện ngầm trước Hương Tạ khách sạn. Cái này khách sạn 5 sao, ở cả nước kia đều là phi thường nổi danh, tiêu phí cũng là phi thường ngẩng cao, ở một đêm, nhất tiện nghi phòng, giá cả đều ở 3.000 trở lên, một mâm đơn giản rau trộn, có thể bán được 500 khối. Tiên sinh ngài hảo, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạ mới vừa đi đến trước cửa, một người xinh đẹp môn nghênh cô nương liền đi ra, cung kính hỏi. Trương Huyền ra tiếng, ta tìm người, hẳn là một cái họ Bạch định ghế lô. Đại khái 10 cái người đi. Môn nghênh cô nương thuần thục trả lời, xin lỗi tiên sinh, nơi này không có Bạch tiên sinh dự định ghế lô, 10 người nói, chỉ có một người Triệu nữ sĩ trước tiên dự định. Hiển nhiên, này đó môn nghênh cô nương, đã sớm nhớ kỹ mỗi một cái dự định ghế lô khách nhân,
có thể ở trước tiên trả lời ra khách nhân vấn đề, như vậy phục vụ cũng là giá cả ngẩng cao một cái quan trọng điểm. Họ Triệu, Trương Huyền suy nghĩ một chút, hắn giống như hôm nay nhớ rõ Bạch Chỉ có nhắc tới quá, hắn cái kia thân cận đối tượng, chính là họ Triệu. Mang ta đi xem một chút đi. Tốt, ngài bên này thỉnh. Môn nghênh cô nương làm cái thỉnh thủ thế, theo sau ở phía trước dẫn đường. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đi theo môn nghênh cô nương, đi đến khách sạn thang máy, môn nghênh cô nương ở trong thang máy soát tạp sau, thang máy liền thẳng đến tầng cao nhất mà đi. Đinh một tiếng, cửa thang máy ở tầng cao nhất, đập vào mắt, là một tòa thật lớn không trung hoa viên. Giờ phút này đô thành sắc trời đã tối sầm đi xuống, hoa viên chung quanh như cũ sáng ngời như ngày, vào mùa này. Như cũ có đặc thù đào tạo ra tới hoa tươi tại đây không trung hoa viên giữa nở rộ, phóng nhãn nhìn lại, tại đây khách sạn tầng cao nhất, có thể quan sát đô thành đại bộ phận cảnh đêm. Ta muốn hỏi một chút, tại đây đỉnh tầng hoa viên ăn cơm, yêu cầu giao nộp dự chi kim sao? Lâm Thanh Hạm nhìn quét một vòng sau hỏi. Môn nghênh cô nương gật đầu, lại yêu cầu trước tiên giao nộp 1 vạn khối nơi sân phí. Lâm Thanh Hạm lại hỏi, trận này mà phí là vị kia họ Triệu nữ sĩ trước sao? Môn nghênh cô nương lắc lắc đầu nói, là một vị tiên sinh soát tạp. Lâm Thanh Hạm nghe thế, gật gật đầu, không nói gì. Ở cái này không trung hoa viên nội, có một cái từ nửa mặt thấu pha lê tạo thành đại hình ghế lô, từ bên ngoài, nhìn không tới ghế lô nội cảnh tượng, nhưng ngồi ở ghế lô, lại là có thể một bên ăn cơm, một bên thưởng thức ghế lô ngoại cảnh đẹp. Đường môn nghênh mang theo Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đi đến ghế lô cửa thời điểm, bọn họ liền rõ ràng nghe được ghế lô nội truyền ra thanh âm. Thượng một lần chúng ta ra biển thời điểm, kia mới mệt đâu, ta lão công cùng mấy cái bằng hữu đối đánh cuộc, cuối cùng thua một chiếc Ferrari trực tiếp trầm hải. Kia có gì mệt, một chiếc Ferrari mà thôi, bất quá hơn 400 vạn, ta lão công đều không thèm để ý, người lão công có thể để ý sao? Kia cũng là, mọi người đều là cái này vòng người, một chiếc Ferrari thật đúng là không bỏ ở trong mắt, còn nhớ rõ lần đó sao, ngồi ta lão công tư nhân phi cơ đi châu Âu. Ta lão công đem cơ trưởng đều gọi tới cùng nhau uống rượu, thật là làm ta sợ muốn chết, may mắn hắn kia giá phi cơ có tự động điều khiển công năng. Khanh khách, thói quen thì tốt rồi, ta lần đầu tiên ngồi tư nhân phi cơ tùy thời trưởng uống rượu, cũng sợ tới mức không nhẹ, bất quá hiện tại sớm đã thành thói quen. Này đó truyền tới ghế lô bên ngoài thanh âm giữa, mang theo tất cả đều là khoe ra. Đúng rồi Bạch Soái ca, ngươi là làm gì đó a? Ta a, ta phía trước chính là hỗn hắc đạo. Cho người ta đương tay đấm, gần nhất không làm, ta lão đại cho ta điểm tiền, mỗi ngày liền nhàn hoảng. Bạch Chỉ thanh âm vang lên. Nghe được Bạch Chỉ thanh âm, Trương Huyền hướng môn nghênh cô nương nói một tiếng, chính là này, cảm ơn. Ngài khách khí, môn nghênh cô nương cúc một cung, theo sau rời đi. Chương 961 Smart. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm liếc nhau, theo sau đi hướng ghế lô đại môn. Đường ghế lô đại môn đẩy ra nháy mắt. Trương Huyền liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở bàn ăn bên Bạch Trì, lúc này Bạch Trì, không chỉ có ăn mặc buổi sáng kia thân chính trang, còn trải một cái mỡ lợn bối đầu, liền cùng điện ảnh đổ thần tạo hình giống nhau. Tuy rằng lấy Bạch Trì ngũ quan mà nói, hắn như vậy kiểu tóc đích xác rất tuấn tú, nhưng liền hiện tại người thẩm mỹ mà nói, thật sự là quá thổ. Bạch Trì bên cạnh, phân biệt ngồi tóc đỏ, Phí Lôi Tư, Tương Lai, mà ở bọn họ đối diện, tổng cộng ngồi 4 cái nữ nhân, này 4 cái nữ nhân. Trang điểm thời thượng, diện mạo đều thuộc về cái loại này internet nữ thần cấp bậc, mắt to mũi cao tử, dáng người cũng đều phi thường hảo, thuộc về đi đường thượng tuyệt đối sẽ đưa tới vô số người quay đầu lại cái loại này. Bất quá Trương Huyền những năm gần đây, gặp qua mỹ nữ thật sự là quá nhiều, mặc kệ là Chelsea vẫn là bên cạnh Lâm Thanh Hạp, đều tùy tiện nháy mắt hạ gục này 4 cái nữ nhân, còn có kia muốn đuổi theo đến hẻ oi bước tới cấp Trương Huyền bày tỏ tình yêu cổ lai Hy Quốc công chủ. Càng là ở nhiều năm trước bị người chụp đến ảnh chụp truyền lên mạng, bị võng hữu dự vì là sa đọa nhân gian tinh linh, có thể thấy được này khí chất cùng mỹ mạo. Trương Huyền nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, Bạch Chỉ bọn họ tổng cộng cũng liền 8 người, đầy bàn tổng cộng muốn hơn 20 nói đồ ăn, đạo đạo là sơn chân hải vị, không chút nào khoa trương nói, quang này một bàn đồ ăn, đối đại bộ phận người tới nói, là giá trên trời. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm 2 người đã đến. Lập tức liền hấp dẫn ghế lô nội 7 người lực chú ý, Tương Lai nhìn thấy Trương Huyền lại đây, ánh mắt lộ ra vui mừng. Mà dư lại 4 cái nữ nhân, chỉ là nhìn lướt qua Trương Huyền, ánh mắt liền phóng tới Lâm Thanh Hạm trên người. Tuy rằng này 4 cái nữ nhân ra cửa trước trải qua tỉ mỉ trang điểm, nhưng các nàng trước sau ở diện mạo thượng,
vô pháp cùng Lâm Thanh Hạm so sánh, hơn nữa các nàng có thể nhìn ra, Lâm Thanh Hạm chỉ là vẽ cái trang điểm nhẹ mà thôi, riêng là như thế, cũng đã từ các phương diện siêu việt chính mình. Bốn nữ trên mặt đều lộ ra không cam lòng thần sắc, lại bắt đầu đánh giá khởi Lâm Thanh Hạm trên người quần áo, đương các nàng phát hiện, Lâm Thanh Hạm xuyên y phục quần dày, đều là cái loại này không có nhận chi độ tiểu thẻ bài khi, đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại rào rạt xuất tự tin cùng vừa lòng thần sắc. Hai người ai a, ai cho các người tiến vào, này người phục vụ như vậy không hiểu quy củ sao? Một người nhiễm màu vàng tóc dài tuổi trẻ mỹ nữ, hướng Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm bất mãn mở miệng. Trương Huyền vừa nghe liền nghe ra tới, nữ nhân này, đúng là vừa rồi nói nàng lão công thua chiếc Ferrari Trầm Hải người. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ra tiếng nói, này bàn cơm ngươi thỉnh. Tóc vàng nữ nhân vừa nghe lời này, tức khắc không nói, đem ánh mắt phóng hướng bên cạnh nữ nhân. Tóc vàng nữ nhân bên cạnh người nhìn tròng trắng mắt chì, như là chờ Bạch Chì trả lời. Bạch Chì vội vàng cười, giải thích nói, Triệu cô nương, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta đại ca, Trương Huyền, đây là ta đại tẩu, lão đại, đây là Triệu Nhụy Triệu cô nương, chính là cái kia. Bạch Chì nói đến lúc này, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta minh bạch, Trương Huyền gật gật đầu nói, cái này Triệu Nhụy, chính là Bạch Chì lần này thân cận đối tượng. Nghe được Bạch Chì nói, tóc vàng nữ nhân một lần nữa đánh giá một lần, theo sau dùng một loại khinh thường ngữ khí nói, nghe nói các ngươi trước kia đều là ở bên ngoài hỗn. Ách, Trương Huyền đối Bạch Chì lúc trước cách nói, vẫn là có chút vô ngữ, miễn cưỡng nói, xem như hỗn đi. Làm cái gì, liền cái loại này đánh đánh giết giết, Trần Hạo Nam. Tóc vàng nữ nhân đôi tay ôm ngực, nhếch lên cái chân bắt chéo. Tính đi, Trương Huyền gật gật đầu, lôi kéo Lâm Thanh Hạm đi đến bên cạnh bàn không vị ngồi xuống. Tóc vàng nữ nhân bên cạnh, một người ăn mặc quang chân thần khí chân dài nữ nhân khinh thường cười, a, à, thời đại nào, còn hỗn, thật là ấu trĩ. Kia đều là lấy trước, không hiểu chuyện, Bạch Chì ra tiếng, chúng ta hiện tại đã không làm những cái đó. Chỉ sợ lúc ấy, vẫn là cái dế nhũi smart phi chủ lưu đi, phỏng chừng hiện tại cũng là. Lại một người màu đen tóc ngắn mỹ nữ mở miệng, nàng nói xong lời nói sau, cố ý nhìn mắt ngồi ở Bạch Chì bên cạnh tóc đỏ. Tóc đỏ liền cùng cái giống như người không có việc gì, nhìn trên bàn mỹ thực, vùi đầu một cái kính ăn. Trương Huyền cười cười, không nói gì, hắn bên tay trái ngồi Lâm Thanh Hạm, bên tay phải ngồi chính là Tương Lai. Trương Huyền lôi kéo Tương Lai ống tay áo, nhỏ giọng mở miệng, này Triệu Nhụy cái gì lai lịch? Ngu ngốc hắn lão tử cấp tìm, Tương Lai nhỏ giọng trả lời, ngay cả ngu ngốc hôm nay cái này kiểu tóc, đều là hắn lão tử cấp an bài. Nga! Trương Huyền lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Giang Nam tự mình hạ lệnh, Bạch Chì mới có thể như vậy thật cẩn thận đối đãi một nữ nhân, nếu Bạch Giang Nam không cao hứng, Bạch Chì này ngày lành cũng liền đến đầu lạc. Trương Huyền cầm lấy một đôi chiếc đũa, đưa cho Lâm Thanh Hạm, lão bà, nếm thử nhà này đồ ăn, hương vị rất không tồi. Ân, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, tuy rằng mới vừa ăn qua cơm chiều, nhưng có thể bị Trương Huyền khen hương vị không tồi địa phương. Lâm Thanh Hạm như thế nào đều phải nếm thử, phải biết rằng, nàng kỳ thật cũng là một cái che giấu lên tiểu thèm miêu đâu, mỗi lần nhắc mãi Trương Huyền làm những cái đó mỹ thực khi, nước miếng đều sẽ không tự giác chảy xuống tới. Tóc vàng nữ nhân khinh thường hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, làm đến liền cùng chính mình ăn qua giống nhau, dế nhũi. Tóc vàng nữ nhân thanh âm tuy nhỏ, nhưng lấy Trương Huyền nhĩ lực, vẫn là nghe cái rành mạch, hắn cũng không thèm để ý, lo chính mình cầm lấy chiếc đũa. Gắp một khối đông pha thịt phóng tới Lâm Thanh Hạm bàn chung. Nha, chân dài nữ nhân lúc này phát ra một đạo kinh ngạc thanh âm. Làm sao vậy, xem ngươi như vậy vui vẻ. Tóc ngắn nữ nhân kỳ quái hỏi. Ngươi có nhớ hay không, kiến nghệ tập đoàn cái kia phó tổng không phải ở truy ta sao, liền lương một năm 3.000 vạn cái kia. Chân dài nữ nhân cố ý đem 3.000 vạn cắn thực trọng. 3.000 vạn, cái nào, loại này tiểu nhân vật không gì ấn tượng a. Tóc ngắn nữ nhân cau mày, khẩu khí có vẻ thực không sao cả. Ai nha, liền trước hai ngày nhận thức cái kia sao, 1m85, lớn lên còn rất xoái cái kia. Chân dài nữ nhân nhắc nhở một tiếng. Tóc ngắn nữ nhân lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nga, nghĩ tới, liền hắn a, làm sao vậy? Ta trước hai ngày không phải ở bằng hữu vòng đã phát trương poster hình ảnh sao, hắn hỏi ta muốn thân phận chứng hào, ta cũng không nghĩ nhiều, liền cho hắn. Kết quả hắn trực tiếp cho ta mua một chiếc, người nói người này a, cũng quá tốt bụng đi. Ta xem là quá khấu.
tóc vàng nữ nhân ra tiếng, người phát kia chiếc Porsche, 150 nhiều vạn, hắn cũng đưa ra tay, thật là có ý tứ. Này không phải mới nhận thức mấy ngày sao, cũng đừng yêu cầu quá nhiều. Chân dài nữ nhân ra tiếng. Mấy ngày làm sao vậy? Ta lão công lúc trước truy ta thời điểm, nhận thức ngày hôm sau, liền cho ta mua chiếc Ferrari, đệ nhị chu, trực tiếp tặng ta một bộ phòng, liền ở đều hải thần canh phẩm 1, hắn được Porsche, thật là có ý tứ, cảm thấy chúng ta là cái gì? Tóc vàng nữ nhân vẻ mặt ghét bỏ, làm hắn chạy nhanh chính mình tìm người trở về. Chân dài nữ nhân nghĩ nghĩ nói, cũng đúng. Chương 962 chúng ta không thích hợp. Trên bàn này ba nữ nhân không ngừng mở miệng, hoàn toàn một bộ coi tiền tài như cặn bã bộ dáng. Tương lai ngồi ở một bên, không khỏi bĩu môi. Bạch Trì ngồi ở chỗ kia cũng không biết nói cái gì hảo, cười gượng một tiếng, tới, dùng bữa, dùng bữa. Ta nói trắng ra soái ca, ngươi cũng đừng chỉ lo ăn a. Tóc vàng nữ nhân chuyện vừa chuyển, nói đến hiện tại, ngươi hôm nay là cùng chúng ta tiểu nhụy tới thân cận, lễ gặp mặt mang theo không có. Lễ gặp mặt, Bạch Trì sửng sốt, theo sau cười gượng một tiếng, ta này lần đầu tiên thân cận, không biết còn có này quy củ, lần này không mang, lần sau nhất định mang lên. A, à, Bạch soái ca, ngươi thật là có ý tứ, lễ gặp mặt đều không mang theo liền tới thân cận a. Tóc ngắn nữ nhân cười một tiếng. Một bên tương lai thật sự nhìn không được, ra tiếng nói, vậy các ngươi lễ gặp mặt đâu? Nghe được lời này, tóc ngắn nữ nhân như là nghe được thiên đại chê cười giống nhau, tới thân cận hỏi nữ muốn gặp mặt lễ. Các ngươi cũng thật tốt ý tứ. Tương lai buông chiếc đũa, hướng ghế trên một dựa, đôi tay ôm ngực nói, như thế nào, các ngươi cảm giác chính mình thực ưu việt. Ta nói ngươi người này, tóc ngắn nữ nhân một phách cái bàn, đường trường liền có muốn trở mặt ý tứ, bất quá lại bị Triệu Nhụy ngăn cản xuống dưới. Triệu Nhụy cầm lấy trên bàn khăn giấy, ưu nhã xoa xoa miệng, theo sau nhìn về phía Bạch Trì, ra tiếng nói, cha mẹ ta chuyên môn cho ta gọi điện thoại, an bài lần này thân cận, bất quá ta cảm thấy, chúng ta hai người giống như hiểu biết còn chưa đủ thấu triệt, không bằng trước làm tự giới thiệu đi, ta trước tới hảo. Triệu Nhụy nói đến này, lộ ra một bộ tự tin bộ dáng, tiếp tục nói, ta 1992 năm sinh ra, năm nay 28 tuổi, đương nhiệm một nhà xí nghiệp cao quản, lương một năm 500 vạn, tuy rằng không thể nói đại phú đại quý, nhưng nuôi sống chính mình tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa có rất lớn tấn chức không gian. Nói xong này đó sau, Triệu Nhụy nhìn về phía Bạch Trì, chờ Bạch Trì ra tiếng. Bạch Trì ho khan một tiếng, ta 1992 năm sinh, cùng ngươi giống nhau đại, hiện tại liền mỗi ngày quá chính mình nghĩ tới nhật tử. Bạch Trì nói xong, phát hiện Triệu Nhụy còn nhìn chằm chằm chính mình, trầm mặc mười mấy giây sau, Bạch Trì hỏi, Triệu cô nương, còn có cái gì vấn đề sao? Không có, Triệu Nhụy lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không có, Bạch Trì gật gật đầu. Công tác của ngươi, thu vào đâu? Triệu Nhụy hỏi ra thanh. Trương Huyền quan sát đến, ở Triệu Nhụy hỏi cái này vấn đề thời điểm. Còn lại ba cái nữ, không khỏi đều thả chậm trong tay động tác, hiển nhiên đối vấn đề này phi thường để ý. Bạch Trì xấu hổ cười cười, ta hiện tại không có công tác. Không có công tác, tóc vàng nữ nhân tức khắc trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc một tiếng, theo sau phảng phất ý thức được chính mình thất thố, miệng một bế, không nói chuyện nữa. Triệu Nhụy mày nhăn lại, không công tác. Hảo, ta lý giải ngươi phía trước trải qua, vậy ngươi tài sản đâu, đều có cái gì? Phòng mấy bộ. Xe mấy chiếc? Ta thiên, hiện tại thân cận đều như vậy hàn huyên sao? Tương lai ánh mắt ở Triệu Nhụy trên người không ngừng nhìn quét, tuy rằng phòng cùng xe đối Bạch Trì những người này mà nói, không tính cái gì, nhưng người thường mà nói, vừa hỏi chính là phòng mấy bộ. Xe mấy chiếc? Bạch Trì lắc lắc đầu, ta danh nghĩa cũng không có xe cùng phòng. Xe cùng phòng đều không có, còn tới thân cận, tóc ngắn nữ nhân vẻ mặt khoa trương bộ dáng. Triệu Nhụy cũng là một bộ không vui biểu tình. Hôm nay cái này thân cận, nàng kỳ thật căn bản là không nghĩ tới, chỉ là cha mẹ bức thật chặt, nàng không có biện pháp, mới mang theo ba cái khuê mật lại đây, coi như đêm nay có người thỉnh ăn cơm, nhìn nhìn lại có thể hay không đụng tới cái kẻ ngốc. Vốn dĩ Triệu Nhụy còn tưởng rằng, lần này đụng phải cái đầu to, rốt cuộc chỉ là hôm nay này bữa cơm, đều không tiện nghi, đối phương có thể tiếp thu, thuyết minh là có điểm của cải, kết quả hiện tại vừa nghe, Triệu Nhụy tâm đều lạnh, phòng cùng xe đều không có. Kia hắn tới tương cái gì thân, hắn không biết xấu hổ, nếu không phải cố kỵ mặt mũi, Triệu Nhụy hiện tại đã muốn đi. Triệu Nhụy kia ba cái bằng hữu cũng đều thu hồi ánh mắt,
không hề nhiều xem Bạch Trì liếc mắt một cái. Bạch tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta có chút không thích hợp, vẫn là làm bằng hữu đi. Triệu Nhụy hơi hơi mỉm cười, theo sau cầm lấy chiếc đũa, dùng sức gắp trước mặt mâm đồ ăn thượng mỹ thực. Còn lại ba nữ nhân, lúc này cũng đều cầm lấy chiếc đũa, nhìn chằm chằm chuẩn trên bàn mỹ thực, không còn có phía trước kia chậm rãi mà nói bộ dáng. Tương lai nhìn Triệu Nhụy bốn nữ bộ dáng, hướng Bạch Trì trợn trắng mắt, ý tứ là đang nói, ngươi nhìn xem ngươi này đều tìm cái gì nữ nhân. Bạch Trì vẻ mặt chua xót, nếu không phải Bạch Giang Nam an bài, hắn hôm nay căn bản sẽ không tới, càng sẽ không theo bị tam đường hội thẩm giống nhau, trả lời các loại vấn đề. Trước mặt mọi người người không hề nói chuyện phiếm mà là một lòng ăn cơm khi, không khí thực mau liền cương xuống dưới. Hơn 10 phút sau, tóc vàng nữ nhân hướng Triệu Nhụy ba người đưa mắt ra hiệu, bốn cái nữ nhân cơ hồ là đồng thời buông trong tay chiếc đũa, cầm lấy khăn giấy, lại bày ra một bộ ưu nhã bộ dáng xoa xoa miệng. Kia Bạch tiên sinh, các ngươi trước lưu, chúng ta còn có việc, liền đi trước. Triệu Nhụy đứng dậy, trực tiếp liền phải hướng ghế lô bên ngoài đi, còn lại tam nữ, cũng sôi nổi đứng dậy. Ta đưa các ngươi đi, Bạch Trì ra tiếng dò hỏi, hắn lão tử cho hắn ra lệnh, tuyệt đối không thể chọc người ta không cao hứng. Không cần, chính chúng ta lái xe tới. Tóc vàng nữ nhân dơ dơ lên trong tay Ferrari chìa khóa. Chúng ta đây cũng trở về đi. Trương Huyền xoa xoa miệng, thiên cũng không chậm. Hành, vậy cùng nhau đi thôi. Bạch Trì ra tiếng. Nghe được Bạch Trì nói cùng nhau lúc đi, tóc vàng nữ nhân hiển nhiên có chút không cao hứng, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Đoàn người cùng nhau ngồi trên thang máy, đi vào khách sạn lầu 1. Triệu Nhụy bốn nữ bước chân thực mau, ra thang máy. Một tiếng tiếp đón đều không đánh, bay thẳng đến khách sạn ngoài cửa đi đến. Trương Huyền đám người, đồng dạng đi ra khách sạn. Khách sạn bãi đỗ xe thượng, một chiếc màu đỏ Ferrari cùng với một chiếc màu trắng Aston Martin phá lệ thấy được. Tóc vàng nữ nhân lấy ra chính mình chìa khóa xe, vẻ mặt ngạo nghễ đi đến Ferrari phía trước, ưu nhã dựa vào xe trên đầu, lấy ra di động. Triệu Nhụy tam nữ, cũng đều gom lại nơi này. Hôm nay này cái gì điều ti a? Chính là, còn tưởng rằng là cái kẻ ngốc đâu, kết quả là không xe không phòng, liền công tác đều không có. Ai, thật là lãng phí thời gian. Có phải hay không chúng ta vừa mới nói quá khoa trương, đem bọn họ dọa tới rồi. Khoa trương cái gì a? Đó là bọn họ chưa thấy qua kẻ có tiền sinh hoạt, ta nói Ferrari trầm hải sự, chính là thật sự, lần trước đi tham gia cái kia bò, những cái đó phú nhị đại, thật liền như vậy chơi, người không biết. Ta ở bên cạnh xem tâm đều lấy máu, Ferrari a, Trầm Hải còn không bằng tặng cho ta. Bốn cái nữ nhân tụ ở một khối, nhỏ giọng toái toái niệm chứ. Các ngươi còn không đi sao? Tương lai thanh âm, đột nhiên từ bốn nữ phía sau vang lên. Thanh âm này dọa bốn cái nữ nhân một cái, tóc vàng nữ nhân có chút chột dạ nhìn mắt tương lai, ra tiếng nói, ngươi quản đủ khoan a, chúng ta có đi hay không, cùng ngươi có quan hệ gì? Đến không có gì quan hệ. Tương lai lắc lắc đầu, bất quá các ngươi ngăn trở ta lộ. Tương lai nói xong, lấy ra một phen chìa khóa xe, nhẹ nhàng nhấn một cái, kia tóc vàng nữ nhân dựa vào Ferrari, phát ra tích một tiếng vang nhỏ. Chương 963 hương tạ lão bản thái độ. Tóc vàng nữ nhân một sửng sốt. Các vị, đừng dựa vào ta trên xe, tuyển tiếp theo chiếc đi. Tương lai giống như vừa mới tóc vàng nữ nhân sở làm giống nhau, dơ dơ lên trong tay Ferrari chìa khóa. Bốn cái nữ nhân một chút liền ngốc tại nơi đó. Phiền toái nhường một chút, tương lai đi đến cửa xe bên, nhẹ nhàng kéo ra cửa xe, theo sau ngồi xuống. Ngay sau đó, này chiếc màu đỏ Ferrari vang lên một đạo motor tiếng gầm rú. Một màn này phát sinh, làm tóc vàng nữ nhân sắc mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, còn lại tam nữ, cũng không biết nên nói cái gì, các nàng nhìn nhìn đối phương, trừ bỏ từ đối phương trên mặt nhìn đến một loại xấu hổ cùng không chỗ dung thân ở ngoài. Càng có rất nhiều một loại nghi ngờ, nữ nhân này, sao có thể có được Ferrari? Các nàng nhìn thấy tương lai ánh mắt đầu tiên, liền cùng vừa rồi nhìn thấy Lâm Thanh Hạm giống nhau, đem tương lai toàn thân đánh giá một lần, cũng không có nhìn đến cái gì nổi danh nhãn hiệu. Các nàng nào biết đâu rằng, mặc kệ là tương lai vẫn là Lâm Thanh Hạm, trên người xuyên y phục, đều là cũng không lui tới bán ra bán, có thể xuyên này đó nhãn hiệu người, thân phận địa vị, đã phi bình thường thổ hào chi lưu. Đang lúc bốn cái nữ nhân kinh ngạc tương lai tỏa giá khi, kia chiếc màu trắng Aston Martin từ một bên chậm rãi xử tới, cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống, liền thấy Bạch Trì ngồi ở chủ điều khiển, hướng tương lai ra tiếng,
hiện tại đi đâu a? Tùy tiện, tìm một chỗ lửa trại tiệc tối đi bái, liền đi Phí Lôi Tư địa phương đi, ta cấp Alex bọn họ thông chi một chút, đại gia tối nay tụ một tụ. Tương Lai lấy ra một bộ kính dâm mang ở trên mặt. Dựa, Bạch Chỉ phun tào một tiếng, Phí Lôi Tư ở đô thành sản nghiệp mấy trăm cái, nói cái chuẩn xác địa phương. Bốn cái nữ nhân vừa nghe lời này, tóc vàng nữ nhân buột miệng thốt ra, làm bộ làm tịch. Này xe là bao nhiêu tiền thuê a? Tóc vàng nữ nhân lời này vừa mới ra, liền thấy khách sạn cửa lao ra một đám nhân viên tạp vụ, toàn bộ đều thân xuyên chế phục, một đường chạy chậm hướng bãi đỗ xe, theo sau xếp thành hai bài chạm hảo, tạo thành một cái thông đạo. Một người hơn 60 tuổi trung niên nam nhân, chạy mau từ nhân viên tạp vụ tạo thành thông đạo chỗ chạy tới, vẻ mặt nôn nóng bộ dáng. Triệu Nhụy bốn người còn nhìn đến, vừa mới tiếp đãi các nàng khách sạn giám đốc, giờ phút này liền đi theo tên kia trung niên nam nhân phía sau. Người này không phải khách sạn này lão bản sao? Ta lần trước đi tham gia cái kia bò thời điểm gặp qua một lần, họ Vạn cái kia thiếu gia còn cùng hắn chào hỏi qua đâu. Tóc ngắn nữ nhân một chút liền nhận ra tên kia chạy tới trung niên nam nhân. Vạn thiếu gia cùng hắn chào hỏi, tóc vàng nữ nhân kinh ngạc một tiếng. Nàng phi thường rõ ràng cái kia Vạn thiếu gia là người nào, lúc trước chính là thịnh hành toàn hè oi bức phú nhị đại, trong nhà tài sản càng là trải rộng hè oi bức đều là, có thể làm hắn chủ động chào hỏi, toàn hè oi bức cũng không có mấy cái. Bốn cái nữ nhân, tuy rằng không rõ ràng lắm khách sạn là đang làm cái gì, vì cái gì đột nhiên chỉnh ra lớn như vậy phô trương, nhưng nhìn thấy bực này nhân vật, phản ứng đầu tiên chính là lấy ra chính mình tùy thân hóa trang kính, sửa sang lại một chút dung trang, theo sau mặt mang mỉm cười. Nhìn về phía người tới, chuẩn bị phản quan hệ. Đương tên này nam nhân từ Triệu Nhụy bốn người trước người trải qua khi, tóc vàng nữ nhân trước hết nhịn không được mở miệng, trước. Kết quả, tóc vàng nữ nhân mới nói ra một chữ, đã bị đối phương phía sau đi theo khách sạn giám đốc gọi được một bên, lại không mở miệng cơ hội. Triệu Nhụy bốn người, trơ mắt nhìn tên này trung niên nam nhân đi đến kia chiếc Aston Martin phía trước, thâm cúc một cung, lớn tiếng mở miệng nói, tôn kính Phí Lôi Tư tiên sinh. Không biết ngài tự mình giá lâm, còn thỉnh chuộc tội. Aston Martin cửa xe mở ra, Phí Lôi Tư giáng xuống ghế phụ cửa sổ xe, nhìn trong mắt năm nam nhân, ra tiếng nói, không có gì thứ tội không thứ tội, bồi huynh đệ ăn một bữa cơm mà thôi, liền không nghĩ thông chi ngươi. Trung niên nam nhân theo bản năng nhìn mắt Aston Martin chủ điều khiển, đương nhìn đến Bạch Chỉ lúc sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại lần nữa khom người, Bạch công tử, lại thấy ngài. Cái gì công tử bất công tử? Bạch Chỉ phất phất tay, văn chiếu chiếu. Trung niên nam nhân lại lần nữa ra tiếng, năm đó đa tạ Bạch công tử giúp đỡ, nếu không phải ngài, ta lại nào có hôm nay. Hảo, ta cũng chính là giúp ngươi nói mấy câu mà thôi. Bạch Chỉ vẻ mặt không thèm để ý, ngươi có hôm nay, là chính ngươi giao tranh ra tới, ta còn có việc, đi trước. Bạch Chỉ nói xong, hướng Tương Lai hô một tiếng, ta cùng Phí Lôi Tư đi trước, quay đầu lại cho các ngươi phát định vị. Thanh âm còn không có lạc, Bạch Chỉ liền giẫm hạ chân ga, này chiếc Aston Martin phát ra một trận tiếng gầm rú, trực tiếp xông ra ngoài. Aston Martin mới đi, một chiếc lao tư Gasto liền chậm rãi xử lại đây, xe đầu vàng dòng nữ thần xe tiêu, đại biểu cho này chiếc xe ngẩng cao giá cả. Cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, Trương Huyền cùng tóc đỏ thân ảnh xuất hiện ở bên trong xe. Hắn đã chạy đi đâu? Trương Huyền hướng Tương Lai hỏi một tiếng. Nói Phí Lôi Tư tìm một chỗ, đại gia buổi tối lửa trại tiệc tối, từ từ cấp chúng ta phát vị trí. Tương Lai giải thích một tiếng. Hành đi, cũng đã lâu không tụ, làm Phí Lôi Tư đem rượu chuẩn bị tốt, đêm nay các ngươi một cái đều đừng chạy. Trương Huyền vẻ mặt khó chịu bộ dáng, hắn còn nhớ tối hôm qua uống nhiều sự đâu, hôm nay nhất định phải tìm về bãi tới. Một bên đứng trung niên nam nhân, nhìn thấy Trương Huyền nháy mắt, cả người đột nhiên sững sờ ở kia. Là ngài, khách sạn lão bản trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Hải, đã lâu không thấy. Trương Huyền cấp trung niên nam nhân phất phất tay, chào hỏi. Trung niên nam nhân thân thể chấn động, hắn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ có như vậy vinh hạnh, làm vị đại nhân vật này, chủ động ra tiếng cho chính mình chào hỏi. Trung niên nam nhân phản ứng đầu tiên, không phải hướng Trương Huyền vấn an, mà là chậm rãi quỳ xuống, hướng Trương Huyền thật mạnh khái một đầu. Đại nhân, đa tạ ngài năm đó ân cứu mạng. Đừng quỳ, đứng lên đi, tùy tay chi lao mà thôi, đúng rồi, ta vừa mới tới trên đường nhìn đến một mảnh mà là các ngươi công ty chuẩn bị khai phá đúng không? Trương Huyền hỏi một tiếng,
mặt trên viết Ánh Cẩm tập đoàn. Đúng vậy, là chúng ta. Trung niên nam nhân gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Miếng đất kia vị trí không tồi, khai phá hạng mục tính lão bà của ta một cái, mặt sau làm người liên hệ ngươi. Nhất định, trung niên nam nhân liền không cần suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý, theo sau vẻ mặt cung kính, thật cẩn thận hỏi, phu nhân nàng là. Ngân Châu Lâm Thị, Trương Huyền nói xong, giơ lên xe cửa sổ. Một bên Triệu Nhụy bốn nữ, thân thể đều là chấn động. Làm thường xuyên sẽ chú ý Internet tin tức người, hai ngày này, các nàng bốn cái, đã bị Ngân Châu Lâm Thị spam, 5.000 triệu tài sản, Hoa Hạ Tân nhà giàu số 1, mỗi một cái danh hiệu, đều làm các nàng hâm mộ không thôi. Các nàng lúc ấy còn chuyên môn hỏi thăm quá, Ngân Châu Lâm Thị có vị nào công tử ca, nghe tới là một nữ nhân cầm quyền thời điểm, đều biểu hiện phi thường tiếc nuối, lại trước nay cũng chưa nghĩ đến, trước mặt người này lão bà, chính là Ngân Châu Lâm Thị, nói như vậy. Vừa mới đi theo bên người nàng nữ nhân kia, chính là Ngân Châu Lâm Thị người cầm quyền. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Từng chiếc siêu xe, Hương Tạ khách sạn lão bản thái độ, đều Triệu Nhụy bốn nữ, có loại ruột đều phải hối thanh cảm giác. Chương 964 chấn càn xong rồi. Nhìn tam chiếc siêu xe dần dần xử xa, nhìn Hương Tạ khách sạn lão bản chậm rãi đi trở về khách sạn. Triệu Nhụy bốn nữ bắt đầu trở nên bối rối. Tóc vàng nữ nhân trong tay kia đem Ferrari chìa khóa, bị nàng dùng sức tạp đến trên mặt đất, cùng mặt đất tiếp xúc nháy mắt, theo tiếng mà toái, bất quá là một cái mô hình mà thôi. Đều tại ngươi nhóm, Triệu Nhụy oán hận chừng mắt nhìn mắt tóc vàng nữ nhân, ta đều nói, đừng nói đến khoa trương như vậy. Triệu Nhụy, ngươi cũng đừng nói chúng ta. Tóc ngắn nữ nhân có chút không vui nói, là ngươi nghe xong nhân ra không xe không phòng chính mình nói không thích hợp, hiện tại quái khởi chúng ta tới. Chính là, chúng ta đây chính là hảo tâm giúp ngươi a. Chân dài nữ nhân cũng nói. Được rồi, đừng ở chỗ này oán tới oán đi. Tóc vàng nữ nhân ra tiếng, Triệu Nhụy, ngươi từ nào tìm được như vậy một cái kim chủ, hỏi mau hỏi còn có thể hay không liên hệ đến nhân gia a. Triệu Nhụy lắc lắc đầu, ta cũng không biết, hôm nay là ta mẹ kêu ta tới. Kia hỏi mau hỏi a. Tóc vàng nữ nhân nôn nóng nói. Hành, ta đây liền gọi điện thoại. Triệu Nhụy vội vàng vội lấy ra di động. Một giờ sau, ở Đô Thành một cái tứ hợp viện nội, Trương Huyền đám người, chi nổi lên một cái nướng BBQ cái giá, chuẩn bị bên ngoài nướng BBQ. Loại này tứ hợp viện, hiện tại ở Đô Thành, đã là có tiền đều mua không được. Trương Huyền đám người ngồi ở trong viện, tuy rằng hôm nay độ ấm có chút thấp, nhưng hiển nhiên ảnh hưởng không đến bọn họ, đến nỗi Lâm Thanh Hạc, ngồi ở nướng BBQ lò bên, ấm áp đảo cũng cảm giác phi thường thoải mái. Một lọ lại một lọ rượu ngon bị Bạch Trì mở ra. Bạch Trì, nghe nói người hôm nay cái kia thân cận đối tượng là cái cực phẩm. Hải Thần một bộ xem náo nhiệt biểu tình nhìn Bạch Trì. Bạch Trì vẻ mặt đen đủi, được rồi, đừng nói nữa, nếu không phải ta lão tử, ta hôm nay đã sớm làm các nàng cút đi, cho rằng ta nhìn không ra các nàng kia tam tuyến bên ngoài hơi thở a. Y chắt người cầm lấy một lọ rượu trắng ngã vào đặc chế bầu rượu, sau đó đặt ở bếp lò thượng quay, ha ha ha. Ta thật tò mò, Bạch Trì muốn thật tìm như vậy một nữ nhân, về sau sẽ là cái dạng gì? Tương lai khinh thường nói, liền kia mấy cái trà xanh làm vẻ ta đây, nếu thật đem ngu ngốc cái này ngu xuẩn bắt lấy, kia về sau cái đuôi đều đến kiểu bầu trời đi, ta xem ngu ngốc mỗi ngày đều đến cho nàng xử lý phiền toái đi. Được rồi, tới uống rượu. Alex giơ lên cao bình rượu, gì, phí lôi tư đâu? Hắn bên kia lại thu hai cái tập đoàn tài chính. Đang có người lại đây cùng hắn hội báo tình huống đâu, từ từ lại tìm hắn đi. Trương Huyền duỗi tay chỉ trong viện một bên phòng. Đúng lúc này, Lâm Thanh Hạm đặt ở một bên điện thoại vang lên. Lâm Thanh Hạm chuyển được sau ấn xuống loa, bí thư Lý Na nôn nóng thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Lâm Tổng, không hảo, chúng ta công ty official website đột nhiên đã chịu đại lượng hacker công kích, cổ phiếu cũng bị lai lịch không rõ cách xù tài chính chèn ép. Hiện tại một đại bộ phận đang muốn đầu nhập vốn lưu động đều bị bộ lao, nếu không giải quyết nói, này đó vốn lưu động trong khoảng thời gian ngắn đem vỏ chăn ở bên trong. Lâm Thanh Hạm vừa muốn mở miệng, liền nghe Trương Huyền đứng ở một bên, hướng một gian phòng quát, phí lôi tư, an bài hai người, giải quyết một chút lão bà của ta công ty sự. Hảo, phí lôi tư đáp lại thanh âm truyền ra tới. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, hướng trong điện thoại nói, không cần phải xen vào bọn họ. Sự tình đã giải quyết. Điện thoại kia đầu Lý Na vẻ mặt nghi hoặc đem điện thoại cắt đứt, quay đầu lại nhìn mắt Lâm Thị Internet an toàn đoàn đội. Bí thư Lý,
có một tuyệt bút tài chính đột nhiên rót vào công ty, đang ở đối với đối phương tiến hành chèn ép, vừa mới một cái thần bí cao thủ đánh dấu đối phương hắc nhập công ty toàn bộ đường bộ, hiện tại chính phản công trở về. Nghe được lời này, Lý Na lộ ra một bộ thoải mái thần sắc, nàng biết, này hết thảy, đều đến từ chính Trương Huyền. Cùng lúc đó, Đô Thành một nhà khách sạn nội. Tôn Nghiêu chính vẻ mặt hận ý nhìn chằm chằm trước mắt màn hình máy tính, ở bên cạnh hắn, ngồi một người dáng người rảo hảo, diện mạo xinh đẹp mỹ nữ. Tôn Nghiêu bắt lấy nữ nhân đầu tóc, có chút điên cuồng lẩm bẩm, Lâm Thị, lão tử xem ngươi như thế nào cùng ta đấu, khóa trụ các ngươi sở hữu vốn lưu động, ta nhìn xem các ngươi còn như thế nào chơi. Tôn Nghiêu trước mặt, một bộ tân di động đang ở trò chuyện, di động nội thỉnh thoảng vang lên hội báo thanh âm, điện thoại kia đầu ngồi toàn bộ đoàn đội, tùy thời đem mới nhất tin tức hội báo cấp Tôn Nghiêu. Tôn thiếu gia, hiện tại đối phương official website đã hoàn toàn tê liệt, chúng ta người đã bốn phía chèn ép bọn họ cổ phiếu, hiện tại Lâm Thị tuyệt đại bộ phận tài chính đều đã bị cột chặt. Thiếu gia, Lâm Thị tổ chức phản công, đã bị chúng ta hoàn toàn áp xuống đi. Thiếu gia, còn phải lại rót vào tài chính. Từng đạo hội báo tiếng vang lên. Tôn Nghiêu trên mặt dần dần lộ ra vừa lòng thần sắc, đại khí nói, chú. Không đúng, Tôn thiếu, không hảo, có một cái thần bí tài chính nơi phát ra đột nhiên rót vào Lâm Thị, chúng ta tài chính bị hoàn toàn chèn ép. Tôn thiếu, đối phương tìm tới cao thủ, phát hiện chúng ta sở hữu hắc nhập Lâm Thị official website tuyến lộ, hiện tại võng cảnh đã tham gia, cùng lại đây. Nguyên bản thần sắc vừa lòng Tôn Nghiêu, giờ phút này biến sắc, nôn nóng nói, mau. Mau bỏ đi, đừng làm cho võng cảnh bắt được bất luận cái gì dấu vết để lại. Tôn Nghiêu rất rõ ràng, chính mình lần này tìm người hắc nhập Lâm Thị official website đại biểu cho cái gì, thật muốn bị võng cảnh phát hiện, kia phiền toái có thể to lắm. Tôn thiếu, chúng ta công ty cương thi ván cầu toàn bộ mất đi hiệu lực, vô pháp tránh đi võng cảnh tuyến lộ. Bọn họ đã truy lại đây. Tôn thiếu, xong rồi. Lâm Thị đột nhiên rót vào tài chính mức quá lớn, chúng ta vô pháp tiếp tục chèn ép. Vậy triệt, triệt a, Tôn Nghiêu hét lớn một tiếng, một tay đem bên cạnh nữ nhân xô đẩy đến trên mặt đất. Nữ nhân ném tới trên mặt đất, một câu cũng không dám nhiều lời, vẻ mặt sợ hãi nhìn Tôn Nghiêu, ở một bên phát run. Vô pháp triệt, đối phương cố ý lưu lại bộ cho chúng ta toàn, đem chúng ta tài chính toàn bộ đi vào. Không hảo, Tôn thiếu. Hiện tại có một cổ lai lịch không rõ tài chính đang ở chèn ép chúng ta cổ phiếu, chúng ta hiện tại tài chính vỏ chăn ở Lâm Thị nơi đó, căn bản không có biện pháp thu hồi, chúng ta cổ phiếu đang ở liên tục bị người chèn ép, đã bắt đầu có hạ ngã xu thế, nhiều nhất 5 phút, chúng ta cổ phiếu ít nhất giảm xuống một cái điểm. Tôn Nghiêu nghe được lời này, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. 5 phút cổ phiếu giảm xuống một cái điểm là cái gì khái niệm? Trấn Càn Thực Nghiệp, tổng tài sản đạt tới 100 tỷ. Cổ phiếu giảm xuống một cái điểm, kia đều là một cái con số thiên văn. Càng quan trọng là, đây mới là 5 phút liền phải giảm xuống một cái điểm, nếu là liên tục thời gian hơi trường, kia sẽ thế nào? Trấn Càn tài chính đại biên độ co lại, tất nhiên sẽ khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền, đến lúc đó, Trấn Càn ở đều hải thương nghiệp địa vị, đều sẽ đại suy giảm, càng có cực đại khả năng bị người thay thế. Phải biết rằng, đều hải nơi đó, chưa bao giờ khuyết thiếu có năng lực người. Trấn Càn phàm là lộ ra một chút sơ hở, liền sẽ bị vô số người tập thể công kích. Xong rồi, Tôn thiếu, vừa mới Internet bộ đã nhận được võng cảnh thông chi, chúng ta đã bị tham gia điều tra. Tôn thiếu, một cái không biết virus cấy vào chúng ta trình tự, hiện tại sở hữu tư liệu đều bị bóp méo.